Bất quá, kỳ quái chính là tự cử đan hạnh hôm nay nhưng là mặc cả người màu đen váy đầm dài, nhìn như khí chất vô cùng là lạnh như băng, không giống như là muốn cùng Lục Trường Phong trở thành đạo lữ lối ăn mặc à. Ở mọi người nhìn lại, kết quả của cuộc chiến đấu này đã quyết định. Như vậy, tự cử đan hạnh hẳn lối ăn mặc được xinh đẹp một chút, mới thích hợp cuộc chiến đấu này. Ngay tại tự cử đan hạnh, mới vừa hiện thân chiến trên đài không lâu, một đạo vô cùng là mênh mông hơi thở, chính là từ nơi chân trời xa, cuồn cuộn tới, tại chỗ vô số võ giả, đều là không nhịn được nín thở, hướng cái hướng kia nhìn. Chỉ gặp, một bóng người cơ hồ là một cái chớp động gian, liền từ chân trời rơi vào cái này hoàng kim chiến trên đài. Người tới, là một tên mặc kim bào, mặt mũi anh tuấn, thanh nhã, mái tóc dài bù xù, giữa eo, treo một chuôi hình dáng cổ kỳ, mơ hồ tản ra man hoang hơi thở trường kiếm, vỏ kiếm lấy loại nào đó gia thú chế thành. Mà đây gia thú bên trên, tản ra kinh khủng huyết sát hơi thở. Nam tử này mặt mũi, mặc dù nhạt nhã, nhưng, khí chất nhưng vô cùng là ác liệt, một đôi đan mắt phượng bên trong, lẫm lẫm ánh sáng lóe lên, nhìn qua, mũi nhọn lộ ra. Người này, chính là Lục Trường Phong. Thấy Lục Trường Phong ngay tức thì, tại chỗ không thiếu võ giả đều là phát ra một tiếng thét kinh hãi. Mà ngồi ở phòng khách quý bên trong tự cử dương lại là mặt đầy vẻ mừng rỡ. Liền liền tự cử đan hạnh, mắt đẹp bên trong đều là lóe lên vẻ kinh ngạc. Còn chân lục tầng thiên. Lục Trường Phong hơi thở vô cùng là ngưng luyện, hiển nhiên, là dựa vào mình thực lực đột phá, mà không phải là đan dược những thứ này ngoại lực. Như vậy tu vi và thực lực, cho dù tự cử đan hạnh, có thượng cổ khôi giáp cũng chỉ có thể sa sút chứ. Giờ phút này, một tên ngồi ở trên khán đài nào đó cái xó xỉnh thanh niên, nhìn Lục Trường Phong. Gật đầu một cái nói, tiến bộ không nhỏ, có lẽ, Trường Phong thằng nhóc này, tương lai thật sự có cơ hội vượt qua ta. Người nói chuyện, chính là Lục Băng. Hắn và Lục Trường Phong, mặc dù không phải là huynh đệ ruột, nhưng, cảm tình cực tốt, cuộc chiến đấu này hắn không muốn bỏ qua. Lục Trường Phong thực lực so với hắn có chút chênh lệch, nhưng, Lục Trường Phong tuổi tác quan trọng hơn. Lục Trường Phong, năm nay bất quá mới hơn 200 tuổi, cũng đã là cảnh giới này. Có thể nói tiềm lực vô địch. Như vậy tư chất, đủ để thông qua trăm năm khảo sát, phỏng đoán qua không được bao lâu liền có thể gia nhập Nam Tiêu Thiên Điện. Tự cử dương cũng là mỉm cười nói, hạnh nhi, hiện tại, người không có lời có thể nói chứ. Đây là, lại có một người xuất hiện ở Lục Trường Phong bên người, người này một tiếng quần áo trắng, hai tay thuộc lòng, thần sắc vô cùng là kiêu căng, ngón cái trên, mang một cái có khắc long văn ban chỉ. Thanh niên này xuất hiện sau đó, người ở tại tràng càng kinh sợ. Bởi vì, thanh niên này hơi thở so với Lục Trường Phong, mạnh hơn à. Đây là, tự cử dương tự mình đi tới chiến trên đài, hướng về phía Lục Trường Phong cùng vậy quần áo trắng người tuổi trẻ cười nói, hai vị công tử, lễ độ. Lục Trường Phong ngược lại là không bày dáng vẻ, thần sắc cung kính đối với tự cử dương hành lễ nói, Trường Phong gặp qua tự cử bá phụ. Vừa nói. Hắn nhìn về phía tự cử đan hạnh, trong mắt ác liệt ngay tức thì biến thành nhu tình nói, đan hạnh, thật lâu không gặp. Tự cử dương, thần sắc bộc phát hài lòng, mà tự cử đan hạnh nhưng là không có phản ứng. Thấy tự cử đan hạnh loại thái độ này, Lục Trường Phong cũng không tức giận. Mà Lục Trường Phong bên cạnh tên kia người tuổi trẻ, cũng là hơi hướng về phía tự cử dương, thi lễ một cái nói, tự cử gia chủ, ta tên là Lý Thương Danh, chính là Nam Tiêu Thiên cửa điện người. Lần này cùng theo Trường Phong cùng nhau tới, là đại biểu sư huynh ta, đế quân đệ tử, đồng thời, cũng là Trường Phong đường huynh Lục Băng công tử tới, cho Trường Phong chống đỡ tình cảnh. Đám người nghe vậy, tất cả giật mình. Thiên điện đệ tử, là chân chánh thiên điện đệ tử à? Gia nhập thiên điện là tất cả thiên nhân vực võ giả mơ ước một trong, hiện tại, chân chính thiên điện đệ tử xuất hiện ở trước mắt. Hơn nữa, càng làm cho bọn họ sợ hãi phải. Lục Trường Phong đường huynh lại là đế quân đệ tử. Đế quân đệ tử, vậy đơn giản là thần giống vậy tồn tại à? Lục Trường Phong tương lai nhất định không thể giới hạn. Cái này tự cử nhà là muốn một bước lên trời liền à? Phỏng đoán, ngày khác trở thành một trong những nhà giàu có cũng không phải chuyện không có thể chứ. Tự cử dương cười ha ha một tiếng nói, làm phiền Lý công tử, mời theo ta đến ghế khách quý, xem cuộc chiến. Hắn tâm tình thật tốt, Lục Trường Phong bối cảnh, hắn đã sớm điều tra, cũng chính là bởi vì nguyên nhân này,
hắn mới sẽ như thế hy vọng tự cừ đan hạnh gả cho Lục Trường Phong. Bởi vì nói khó nghe, lấy Lục Trường Phong tiền đồ, cho dù tự cừ đan hạnh điều kiện vô cùng ưu tú, cũng chưa chắc thật xứng với Lục Trường Phong à. Cái này cơ hội, ngàn năm một thuở. Lý Thương Danh có thể ở thành Thiên Đô trước mặt nhiều người như vậy nói ra, không thể nghi ngờ là cho hắn tự cừ nhà tạo thế, tự cừ Dương rất hài lòng. Hai người thân hình chớp mắt, liền từ trên đài rời đi. Rất nhanh, chiến đài bên trong chỉ còn lại có Lục Trường Phong cùng tự cừ đan hạnh hai người. Lục Trường Phong ngưng mắt nhìn tự cừ đan hạnh, mỉm cười, rất khó tưởng tượng, hơi thở bén nhọn như vậy người có thể lộ ra như thế nhu hòa nụ cười. Có thể gặp, đối với tự cừ đan hạnh là thật rất thích. Hắn giọng ôn tồn mở miệng nói, đan hạnh, ta biết ngươi không thích ta thừa dịp người gặp nguy, ở ngươi thượng cổ khôi giáp bị kích phá sau đó, mới tới khiêu chiến ngươi, trên thực tế, ta cũng không có cái ý này, ta sở dĩ tới khiêu chiến ngươi chỉ có một nguyên nhân, đó chính là ta biết mình tu vi muốn đột phá, ta vốn là muốn đến khi ngươi thượng cổ khôi giáp tu bổ. Nhưng theo ta biết tu bổ cái này thượng cổ khôi giáp rất khó, có lẽ cần trăm năm. Có lẽ cần ngàn năm, mà ta rất nhanh liền muốn đi trước thiên điện, ở trước đó, ta muốn cùng ngươi thành thân, cho nên, mới vào lúc này khiêu chiến ngươi. Đan hạnh, như vậy khiêu chiến ngươi có thể tiếp thụ sao? Tất cả mọi người là trầm mặc, nói thật, bọn họ trước kia cũng cảm thấy Lục Trường Phong có thừa dịp người gặp nguy, thắng không anh hùng cảm giác, nhưng, hiện tại không phản đối. Lục Trường Phong thật là một cái hoàn mỹ yêu nghiệt à. Trên khán đài. Diệp Thần ngưng mắt nhìn tự cừ đan hạnh không biết nàng sẽ trả lời như thế nào. Một khắc sau, tự cừ đan hạnh rốt cuộc có phản ứng, nàng nhìn Lục Trường Phong, thần sắc bình thản gật đầu một cái nói, người khiêu chiến không có bất kỳ vấn đề, ta có thể tiếp thụ. Lời vừa nói ra, Lục Trường Phong, Lục Băng, Lý Thương Danh, tự cừ Dương các người cũng cười, hài lòng cười. Đặc biệt là tự cừ Dương, ở hắn xem ra con gái tư tưởng rốt cuộc mở ra, rốt cuộc biết được. Lục Trường Phong rốt cuộc có nhiều ưu tú. Bất quá, dưới sàn ngồi ở Diệp Thần bên cạnh Nam Tiêu Ly, nhưng là khẽ cau mày nói, chẳng lẽ, tự cừ đan hạnh thật phải tiếp nhận cuộc chiến đấu này? Hừ, ta cảm thấy Lục Trường Phong tên này không là đồ tốt, hắn lớn lên và Lục Băng rất giống, khẳng định cũng là như vậy trong ngoài không đồng nhất người xấu. Ta hy vọng tự cừ đan hạnh cự tuyệt hắn. Diệp Thần nghe vậy, khẽ mỉm cười, Nam Tiêu Ly nhìn như rất trong trẻo lạnh lùng. Trên thực tế nhưng là hoàn toàn thiếu nữ tâm tính, ghét một người liền sẽ ghét bạn hắn Vân. Vân, cái loại này tính cách, có chút tự do phóng khoáng, ngây thơ, nhưng, có lúc cũng có chút đáng yêu. Lúc này, Lục Trường Phong cười nói, vậy chúng ta bắt đầu chiến đấu đi. Hắn có chút không thể chờ đợi. Kể từ cùng tự cừ đan hạnh quen biết một khắc đó trở đi, hắn đối với tự cừ đan hạnh chính là nhung nhớ hoài, khát vọng tới cực điểm, hôm nay. Rốt cuộc có thể ôm được mỹ nhân về, hắn chẳng muốn chờ đợi thêm nữa. Hắn muốn phải lập tức cùng cả cái thiên nhân vực chứng minh, tự cừ đan hạnh là hắn người phụ nữ. Lục Trường Phong quanh thân kiếm khí một thịnh, trường kiếm trong tay phát ra một tiếng nhẹ ngâm, một đạo vô cùng kiếm ý bén nhọn ở chiến trên đài phun trào. Đừng nói động thủ, chỉ là kiếm ý này sẽ để cho tự cừ đan hạnh mặt đẹp hơi trắng bệch. Lục Trường Phong khẽ mỉm cười, thắng cuộc đã định. Có thể. Ngay tại lúc này, tự cừ đan hạnh nhưng là mở miệng nói, chậm đã. Lục Trường Phong hơi sững sờ, ngay sau đó thu hồi kiếm khí, cười được càng ôn nhu, ở hắn xem ra là tự cừ đan hạnh tự biết không địch lại, cho nên phải nhận thua. Đám người cũng cùng Lục Trường Phong vậy ý tưởng, bởi vì không có đánh cần thiết. Không thiếu nam tử đều là than nhẹ một tiếng, nhìn Lục Trường Phong hâm mộ tới cực điểm. Cái đầu tiên đánh bại thiên chiến thần nữ người phải xuất hiện. Lục Trường Phong, ta thừa nhận ta không phải ngươi đối thủ, cho dù có thượng cổ khôi giáp cũng không phải. Lục Trường Phong nụ cười bộc phát nồng nặc, không nói gì, chờ đợi. Nhưng, liền ở tất cả mọi người đều lấy là tự cừ đan hạnh hạ một câu thì phải nhận thua lúc đó, nàng nhưng là lạnh lùng đối với Lục Trường Phong mở miệng nói, bất quá, ngươi cho dù hiện tại chiến thắng ta, cũng không có dùng, ngươi căn bản không có thể cùng ta lập gia đình. Lời vừa nói ra. Mọi người tại đây rối rít mặt lộ vẻ ngạc nhiên, mà ghế khách quý bên trong, tự cừ Dương lại là thần sắc đại biến, chợt vỗ bàn một cái, quát to, đan hạnh, ngươi ở nói nhăng gì đó. Mà Lục Trường Phong nụ cười cũng là ngay tức thì liền tan thành mây khói, hắn ánh mắt thật nhanh âm hàn liền xuống, tự cừ đan hạnh đây là ý gì? Cự tuyệt hắn?
không có ai thích bị nữ nhân mình yêu thích cự tuyệt, đặc biệt là ở trước mặt nhiều người như vậy. Huống chi, hắn đã làm được hoàn mỹ, không khơi ra tật xấu, tự cừ đan hạnh mình quyết định thề ước cũng không tuân thủ. Đây là đang đùa bỡn hắn. Muốn không tức giận giận là không thể nào. Nhưng, hắn vẫn là cưỡng ép kềm chế lửa giận, mở miệng nói, đan hạnh, tại sao? Giờ phút này, tự cừ dương trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại vô cùng là dự cảm xấu, quát to, đan hạnh, im miệng. Cùng lục công tử đánh một trận. Tự cừ đan hạnh nhưng là không chút nào để ý tự cừ dương, mà là nhìn lục trường phong, gần từng chữ một, lục trường phong, người biết, ta thượng cổ khôi giáp là bị ai đánh nát sao? Đám người nghe vậy đều là tâm thần chấn động một cái. Bọn họ nguyên vốn cho là thượng cổ khôi giáp bể tan tành là bởi vì để ý bên ngoài cùng nguyên nhân, bây giờ nhìn lại là bị người đánh nát. Lúc này, sự việc liền thú vị à. Lục trường phong thần sắc, cũng là sản sinh biến hóa, nhưng, hắn hay là từ kẻ răng liền nặn ra hai chữ nói, là ai? Tự cừ đan hạnh hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, đánh nát ta thượng cổ khôi giáp. Phá nhà ta truyền kỹ thuật đánh nhau người tên là Diệp Thần, cho nên, hắn là cái đầu tiên đánh bại người đàn ông của ta, dựa theo ta thể ước, ta đã là hắn phụ nữ, cho nên, Lục Trường Phong ngươi hiện tại cho dù đánh bại ta, cũng không dùng. Thành Thiên Đô tất cả mọi người là mặt lộ vẻ hoảng sợ. Thật là có người, đánh bại có thượng cổ khôi giáp tự cừ đan hạnh à. Lục Trường Phong trong mắt ngay tức thì dâng lên vẻ sát ý, nhưng, hắn không có phát tác. Mà là tiếp tục hỏi, đan hạnh, người nói là sự thật. Người này tuổi tác bao lớn? Nếu như tuổi tác, vượt qua tự cừ đan hạnh 100 tuổi, cho dù đánh bại nàng cũng vô dụng. Đám người, vậy thật là tò mò, tên nam tử này tử bao lớn? Bất quá, yêu nghiệt đi nữa, cũng không khả năng so Lục Trường Phong còn yêu nghiệt hơn chứ. Tự cừ đan hạnh mắt đẹp chớp mắt, nhàn nhạt nói, hơn 20 tuổi. Lời vừa nói ra, toàn bộ tự cừ đấu võ trường ngay tức thì lâm vào tĩnh mịch bên trong. Một khắc sau, ha 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 ha, từng trận cười to, chính là bộc phát ra. Tự cừ đan hạnh, đây là đang lạt mềm buộc chặt, cố ý treo một tí Lục Trường Phong khẩu vị sao. Nói ra như vậy nói láo tới. Cái này đều đã giả tạo đến không giống như là nói láo, mà giống như là khôi hài à. Hơn 20 tuổi, có phá vỡ thượng cổ khôi giáp thực lực. Gạt quỷ hả? Lục Trường Phong nghe vậy sửng sốt một chút, ngay sau đó, thần sắc cũng là buông lỏng xuống, nhìn tự cừ đan hạnh có chút không biết làm sao, giống như nhìn mình đàn bà và mình nghịch ngợm như nhau. Hắn ho nhẹ một tiếng nói, đan hạnh, không nên quấy rối, ngươi chẳng muốn chiến, nhận thua liền có thể, không ai dám giễu cợt ngươi, có ta ở không ai dám. Ở hắn xem ra, tự cừ đan hạnh biên ra như vậy nói láo là không chịu thua. Lục Trường Phong biết, tự cừ đan hạnh rất kiêu ngạo. Có thể, tự cừ đan hạnh nhưng là lắc đầu nói, ta không có ẩu tả, ta nói đều là thật. Đây là, Lục Trường Phong ngược lại có chút nghiền ngẫm, hắn tiếp tục hỏi, vậy, người này tu vi như thế nào? Tự cừ đan hạnh nói, càn khôn cảnh. Lần này lại là một hồi cười thật to, bộc phát ra. Càn khôn cảnh. Cái này thật không phải là đang biểu diễn cái gì phim hài. Quá tức cười. Càn khôn cảnh có thể đánh nát thượng cổ khôi giáp. Tại sao không nói, khôi giáp là bị trên đất con kiến cắn xấu đâu. Ghế khách quý bên trong, Lý Thương Danh cười ha ha một tiếng nói, tự cừ gia chủ, đan hạnh cô nương thật đúng là thích làm trò đùa à. Tự cừ dương thần sắc vậy lúng túng nói, à, đều do ta ngày thường dạy dỗ không nghiêm. Hắn cảm thấy tự cừ đan hạnh mất thể diện. Cũng may, Lục Trường Phong thật giống như cũng không có biết bao tức giận. Lục Trường Phong cười nói, à, càn khôn cảnh, hơn 20 tuổi, nhưng có phá vỡ thượng cổ khôi giáp thực lực, vị này Diệp công tử ngược lại cũng gọi là vạn cổ yêu nghiệt, Trường Phong tự thẹn không bằng, nhưng, thứ cho ta kiến thức nông cạn, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua vị này Diệp công tử, đan hạnh, người có thể hay không nói cho ta, cái này Diệp công tử yêu nghiệt như vậy có thể có cái gì thành tựu. Ừ, tự cừ đan hạnh muốn chơi, vậy thì bồi nàng chơi đi. Tự cừ đan hạnh mắt đẹp chớp động nói, hắn là Đông Hoàng Thiên Điện khảo hạch, Viêm Chân Vực bên trong hạng nhất. Lời vừa nói ra, tiếng cười vang hơn, đều phải chấn động thiên địa. Lục Trường Phong trong mắt, nhưng là sạch bóng chớp mắt nói, đan hạnh, ngươi còn nói không phải đang quấy rối. Tự cừ đan hạnh cau mày nói, ta làm sao hổ nháo.
Lục Trường Phong cười nói, Đan Hạnh, theo ta nói biết, Đông Hoàng Thiên Điện khảo hạch, Viêm Chân Vực thứ nhất, là Thái Cổ Lý Gia Lý Thiên Tuyệt, Lý Công Tử cùng ta là bạn. Lúc này, trên khán đài, những cái kia đến từ thiên nhân vực các nơi cùng với thành thiên đô bên trong võ giả đều là khá là cân nhắc nhìn Tự Cừ Đan Hạnh. Tự Cừ Đan Hạnh bị mất mặt. Lấy là tùy tiện tìm một người khác không biết sự việc, liền có thể biên bậy, nhưng, không nghĩ tới, Lục Trường Phong bằng hữu đồng dạng cũng là tinh anh bên trong tinh anh, tin tức rất nhạy thông, lập tức liền khám phá. Có thể, giờ phút này, Nam Tiêu Ly nhưng là mặt đầy vẻ khó tin nhìn bên cạnh Diệp Thần. Càn khôn cảnh, hơn 20 tuổi, thực lực vượt qua cảnh giới, hơn nữa, tên chữ đều giống nhau, cái này còn sao nói là trùng hợp sao? Đây là, Tự Cừ Đan Hạnh nhưng là có chút kích động nói, Lý Thiên Tuyệt cũng dám tự xưng thứ nhất. Hắn chẳng qua là bị Diệp Thần khắp mọi mặt nghiền ép người thôi. Nàng nhớ lại Diệp Thần ở khảo hạch bên trong, gặp không công bình đãi ngộ, không nhịn được. Rõ ràng, Diệp Thần mới thật sự là thứ nhất. Lục Trường Phong nghe vậy, thần sắc cũng là có chút không vui, đến lúc này còn muốn càn quấy. Hắn nhìn chằm chằm Tự Cừ Đan Hạnh, giọng có chút lạnh nghiêm túc địa đạo, Đan Hạnh, đủ rồi, nếu ngươi nếu không phải là nói là cái này Diệp Thần đánh nát ngươi thượng cổ khôi giáp, vậy, ngươi hiện tại nói cho ta hắn ở nơi nào? Ta Lục Trường Phong muốn đích thân lãnh giáo một chút vị này Diệp Thần thực lực. Tiếng nói vừa dứt, một thân kiếm khí bỗng nhiên bùng nổ, ngay tức thì bao phủ toàn bộ Tự Cừ đấu võ trường. Trong sân mọi người đang kiếm khí này bên trong, thật là giống như đi tới tuyệt hàn địa ngục vậy, một cái do lạnh như băng lợi kiếm nơi tạo thành địa ngục à. Cái này Lục Trường Phong kiếm đạo quá khủng bố. Đừng nói càn khôn cảnh, giống vậy còn chân cảnh 6 tầng thiên tồn tại đều không phải là hắn đối thủ chứ. Giờ phút này, Tự Cừ Đan Hạnh chặt chẽ cắn môi, cũng cắn ra máu, trong lòng nàng là vô cùng ủy khuất, rõ ràng nàng nói đều là nói thật, rõ ràng Diệp Thần chính là như vậy yêu nghiệt. Hiện tại, nhưng phải bị mọi người nghi ngờ cùng châm chọc, hơn nữa, nàng còn không cách nào lấy ra chứng cứ tới. Bởi vì, liền nàng cũng không biết Diệp Thần bây giờ ở đâu. Lục Trường Phong tra hỏi nói, tại sao không nói chuyện? Tự Cừ Đan Hạnh thân thể mềm mại run rẩy, yên lặng hồi lâu, mới hồi đáp, ta không biết. Cái này một tí, đám người hoàn toàn nhận định Tự Cừ Đan Hạnh là đang nói dối. Mà Tự Cừ Dương lại là trực tiếp hướng về phía Tự Cừ Đan Hạnh chợt quát lên, Đan Hạnh. Không muốn tự do phóng khoáng đi nữa. Mình quyết định thề ước, liền phải tuân thủ. Không muốn cho chúng ta Tự Cừ nhà, mất thể diện. Cái gì Diệp Thần, cái gì hơn 20 tuổi, cái gì càn khôn cảnh. Không nên nói nữa cái loại này chó má không thông ngu xuẩn bảo. Loại người này có thể tồn tại. Ta hiện tại liền nói cho ngươi, ngày hôm nay cho dù ngươi không muốn, ta cũng vì ngươi làm chủ. Chỉ cần Lục công tử đánh bại ngươi, cửa hôn sự này ta Tự Cừ nhà cho phép. Ngươi không đáp ứng vậy phải đáp ứng. Giờ khắc này, Tự Cừ Đan Hạnh tuyệt vọng, hoàn toàn tuyệt vọng, nàng sở dĩ đáp ứng tiếp cuộc chiến đấu này chính là vì muốn thuyết minh hết thảy, nhưng dù vậy, nhưng không có một người nguyện ý tin tưởng mình. Hơi nước ở mắt đẹp của nàng bên trong hòa hợp, từng cơn cảm giác vô lực xông lên đầu, nàng hy vọng dường nào, giờ khắc này, Diệp Thần có thể đứng ở bên cạnh mình. Ngay tại lúc này, một đạo quen thuộc thanh âm nam tử, ở Tự Cừ Đan Hạnh sau lưng vang lên nói, Đan Hạnh, ta tới trễ, ngươi chịu khổ. Tự Cừ Đan Hạnh, thật là không dám tin tưởng mình lỗ tai, lấy là xuất hiện huyễn thính, cho đến nàng nhìn thấy Lục Trường Phong vậy khiếp sợ, tức giận, ánh mắt khó thể tin lúc đó, mới giật mình tỉnh lại, chợt xoay người hướng sau lưng nhìn. Chỉ gặp, một tên thần sắc lãnh đạm, mình nhớ nhung liền hồi lâu, nhiều lần xuất hiện mộng bên trong khuôn mặt. Đập vào mi mắt. Giờ khắc này, Tự Cừ Đan Hạnh cơ hồ là theo bản năng liền nhào tới Diệp Thần trong ngực. Ôm thật chặt, tựa như không muốn lại buông tay vậy. Nàng cố nén xung động muốn khóc, mở miệng nói, ta cho tới bây giờ không có bị nhiều người như vậy nghi ngờ qua, đều là ngươi. Diệp Thần mỉm cười, sờ một cái Tự Cừ Đan Hạnh đầu, an ủi, nghi ngờ. Ta hiện tại liền vì ngươi đánh vỡ tất cả nghi ngờ. Tại chỗ võ giả đều là ngây ngốc nhìn một màn này. Lại thật xuất hiện. Và Tự Cừ Đan Hạnh nói giống nhau như đúc, đi tới chiến trên đài, chính là một tên càn khôn cảnh, hơn 20 tuổi thanh niên à. Hơn nữa, xem Tự Cừ Đan Hạnh đối với Diệp Thần thái độ, rõ ràng không phải thông thường quan hệ. Trong chốc lát, mọi người thấy Lục Trường Phong đều có chút thương hại. Bỏ mặc Diệp Thần thực lực như thế nào,
Lục Trường Phong cái này nón xanh chỉ sợ là đã đội ở trên đầu. Mà Tự Cừ Dương cũng là hoàn toàn sợ ngây người à. Lại thật xuất hiện cái Diệp Thần tới. Xem ra, Tự Cừ Đan Hạnh cũng không phải là không muốn kết hôn, chế. Nhưng, cái này xuất hiện còn không bằng không xuất hiện à. Cái này cái gọi là Diệp Thần thật sự là và con gái nói như nhau, phế vật tới cực điểm, và Lục Trường Phong hoàn toàn không thể so sánh à. Con gái, lại thích loại rác dưới này. Còn nói gì, vượt qua Lục Trường Phong yêu nghiệt. Lúc này, Tự Cừ Dương chính là gào thét nói, Đan Hạnh. Ngươi đang làm gì, trước mặt mọi người, ngươi không biết nam nữ thụ thụ bất thân. Tự Cừ Đan Hạnh nhưng chẳng những không có nghe, ngược lại ôm càng chặt hơn nói, ta ở thực hiện ta lời hứa. Tự Cừ Dương nghe vậy, mặt hoàn toàn hắc, Đan Hạnh con bé này là muốn chọc giận chết Lục Trường Phong à. Quả nhiên, giờ khắc này, một đạo vô cùng sát ý mạnh mẽ ngay tức thì bùng nổ, sát ý này bùng nổ nháy mắt, một đám võ giả đều tựa như thấy được một tòa ngút trời biển máu, hướng mình mãnh liệt tới, phải đem thần hồn cũng hoàn toàn chìm ngập. Mà sát ý ngọn nguồn chính là Lục Trường Phong. Hắn cả người, gân xanh không ngừng nhảy, đôi mắt ứ máu. Lại cũng không có chút nào thanh nhã cùng phong độ, cả người nhìn như liền giống như ác quỷ cực kỳ kinh khủng. Lục Trường Phong phải bị giận điên lên à. Hắn đối với Tự Cừ Đan Hạnh động thành tâm, lần đầu tiên động thành tâm, có thể, lại bị ngay trước mọi người mang nón xanh. Hơn nữa, cho hắn mang nón xanh vẫn là một cái liền côn trùng cũng không bằng phế vật. Ý phải, mình không bằng một cái càn khôn cảnh phế vật. Lục Trường Phong lúc nào nhận loại sỉ nhục này. Mà giống vậy giận dữ còn có Lục Băng. Hắn con người đều phải chừng nổ. Diệp Thần. Lại là Diệp Thần. Cái này mẹ hắn khuấy không kết quả mình cùng Nam Tiêu Ly, còn chưa đủ, còn muốn đem em họ mình thích người phụ nữ vậy đoạt. Trời xanh chính là tới cướp bọn họ Lục gia người phụ nữ. Một loại vô hình khuất nhục, cảm giác bị thất bại, ở Lục Băng trong lòng sôi trào. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì một cái càn khôn rác dưới? Lại có thể cướp đi bọn họ người phụ nữ. Diệp Thần nhìn Lục Trường Phong, đối với Tự Cừ Đan Hạnh nhàn nhạt nói, Đan Hạnh, lui ra, những người này không là thích nghi ngờ sao. Ta hiện tại sẽ để cho bọn họ im miệng. Tự Cừ Đan Hạnh nghe vậy, khéo léo gật đầu một cái, lui xuống chiến đài, thấy Tự Cừ Đan Hạnh đối với Diệp Thần nói gì nghe nấy hình dáng, Lục Trường Phong cảm giác tim mình đều phải bị đốt. Hắn hít sâu một hơi, sát ý cuồng bạo nhìn Diệp Thần nói. Là người đánh nát Đan Hạnh thượng cổ khôi giáp. Diệp Thần nói, không sai. Lục Trường Phong cười, còn thật dám thừa nhận. Lục Trường Phong nói, thằng nhóc, Tự Cừ Đan Hạnh là phụ nữ của ta, người muốn cùng ta cướp người phụ nữ. Ha ha, không muốn sống nữa. Gặp Diệp Thần không có để ý mình, Lục Trường Phong trên mặt thoáng qua hung ác vẻ nói, được, ta tin tưởng ngươi, nếu ngươi đánh nát thượng cổ khôi giáp, thực lực nhất định vượt qua hết thảy chứ. Không bằng. Người ta chiến một chàng, như thế nào? Nếu như, người thắng ta, ta vứt bỏ lần này khiêu chiến. Ngay tại lúc này, Lục Băng thanh âm đột nhiên truyền vào Lục Trường Phong đầu óc bên trong nói, Trường Phong. Băng ca, Lục Trường Phong có chút kinh ngạc, Băng ca lại tới. Lục Băng nói, Trường Phong, thằng nhóc này đáng chết, và ta cũng từng xích mích, một sẽ trực tiếp đem tiêu diệt. Lục Trường Phong nghe vậy, tàn nhẫn cười một tiếng nói, Băng ca. Yên tâm, không cần ngươi nhắc nhở, ta cũng dự định làm như vậy. Đồng thời, hắn nhìn Diệp Thần cũng có chút than thở, phế vật này mặc dù phế, nhưng đắc tội người bản lãnh vậy coi như vô địch, liền Băng ca cũng đắc tội. Hắn không chết người đó chết. Đây là, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Diệp Thần, không có ai cảm thấy, Diệp Thần dám tiếp nhận khiêu chiến, đó cùng tự sát có cái gì khác biệt. Bất quá, Diệp Thần nhưng là nhàn nhạt nói, có thể. Trong chốc lát, đám người lắc đầu một cái, ở bọn họ xem ra, thằng nhóc này là Trang Hiền, phỏng đoán bị Tự Cừ Đan Hạnh vừa ý liền nhẹ nhàng chứ. Lập tức có hắn hối hận. Lục Trường Phong thần sắc, lập tức dữ tợn, giống như là huyết tu la vậy, hung tàn tới cực điểm, nháy mắt tức thì, trong tay thanh trường kiếm kia, ngay tức thì xuất khiếu, cái này trường kiếm nhìn như rất cổ xưa, trên thân kiếm, vết máu loang lổ, ở hắn xuất khiếu trong nháy mắt. Một tiếng thú gào ở Tự Cừ đấu võ trường bên trên vang vọng mở. Vỏ kiếm kia bên trên, huyết sát điên cuồng, vô số cự thú thi hài, ở chiến trên đài phun trào, thanh trường kiếm kia bên trên bạo phát ra vô cùng tà dị hơi thở,
chỉ là hơi thở này thật là thì phải đem đám người linh hồn người cũng cắn nuốt à. Lục Trường Phong tay cầm tà kiếm, con người có rút lại, trong cơ thể vô cùng linh lực giống như cuồng phong ở kinh mạch bên trong lao nhanh, ầm một tiếng, vậy nhìn như, cứng rắn vô cùng chiến đài, lại là từ Lục Trường Phong dưới chân xuất hiện đạo đạo liệt ngân. Một hồi không cách nào hình dung chết sát khí, ngay tức thì từ Lục Trường Phong trong cơ thể cùng với trong tay tà kiếm bên trên sông ra. Thời khắc này Lục Trường Phong, nhìn như, giống như là thu hoạch sinh mạng thượng cổ tà thần vậy. Nam Tiêu Ly ngay tức thì khẩn trương, nàng từ chỗ ngồi đứng lên liền muốn ra tay ngăn cản, Lục Trường Phong thực lực chân thực quá mạnh mẽ, phỏng đoán, ở còn chân cảnh 6 tầng thiên bên trong, cũng không có người có thể kháng nhận định. Mặc dù, Nam Tiêu Ly biết Diệp Thần thực lực vượt quá tưởng tượng, nhưng, cũng không khả năng nghịch thiên đến loại trình độ này chứ. Cho nên, nàng cảm thấy Diệp Thần đối với Lục Trường Phong có nguy hiểm tánh mạng. Có thể, nàng còn không nhúc nhích, bên tai liền nhớ tới một đạo già nua, khàn khàn thanh âm nói, nhỏ Ly, không cần lo lắng, hắn không có việc gì. Nam Tiêu Ly mắt đẹp sáng lên nói, Vân Lão, người muốn ra tay trợ giúp Diệp Thần. Vân Lão đang là bảo vệ Nam Tiêu Ly tên kia ông già. Vân Lão nhàn nhạt nói, hắn không cần ta bảo vệ, ngươi lại nhìn chính là, thằng nhóc này có lẽ xảy ra ư ngươi ý liệu. Nam Tiêu Ly nghe vậy, không khỏi có chút mong đợi, nàng không nhúc nhích, bởi vì tin tưởng Vân Lão, cho dù có chuyện gì, Vân Lão cũng có thể ra tay. Vậy nhưng vào lúc này, Lục Trường Phong động. Vậy tà kiếm bên trên, tử khí đại thịnh, phảng phất có hàng tỷ sinh linh kêu rên đồng thời vang lên, bầu trời cũng âm tối xuống, Lục Trường Phong khẽ quát một tiếng nói, tà thiên tuyệt tử kiếm. Lục Băng hai tròng mắt bỗng nhiên sáng lên. Tà thiên tuyệt tử kiếm, Lục gia võ kỹ cao cấp, Trường Phong lại luyện thành. Khó trách lão tổ sẽ đem ra truyền tử thú tà kiếm giao cho Trường Phong tới sử dụng. Ha ha, thằng nhóc này chết chắc. Hơn nữa, trạng thái chết sẽ không so thê thảm, tà thiên tuyệt tử kiếm đặc điểm, chính là để cho người chết được vô cùng thống khổ. Vừa vặn, đây mới là thích hợp Diệp Thần cái loại này không biết trời cao đất rộng phế vật kết quả. Một kiếm này, vô cùng là sợ hãi, một đạo cho tàn kiếm khí biến thành cho tàn ma long, hướng Diệp Thần gầm thét tới, thiên nhân vực không gian là hết sức hắn vững chắc, tuy nhiên ở nơi này tà thiên tuyệt tử kiếm lực lượng dưới xuất hiện đạo đạo liệt ngân, mà tại chỗ vô số võ giả đều là kinh hồn bạt vía cũng phải quỳ xuống. Cái này tà thiên tuyệt tử kiếm, quá khủng bố, một chút kiếm khí cảm giác là có thể muốn bọn họ mệnh à. Bảy càng đưa lên, nhìn xong nhớ bỏ phiếu nha. Lục Trường Phong quá mạnh mẽ. Lý Thương Danh cũng là cặp mắt híp lại, hắn xuất thân Nam Tiêu Thiên Điện, bản thân liền thực lực không tầm thường, vượt xa vậy võ giả, có thể, Lục Trường Phong một kiếm này lại để cho hắn cũng cảm nhận được liền uy hiếp. Mà tự cư dương chính là cười nhạt lại cười nhạt, nhìn Diệp Thần đầy mắt vẻ khinh thường, liền cái này còn vượt qua Lục Trường Phong đâu. Ngay tại cơ hồ tất cả mọi người đều lấy là Diệp Thần phải bị nháy mắt giết thời điểm. Diệp Thần ra tay. Bất quá, hắn không có dùng quyền, không có dùng hồn kỹ, không có dùng võ kỹ, không có dùng hồng mông đại tinh không, không có dùng thân xác lực vân. Vân, cái gì đều vô dụng. Vậy đối mặt một kiếm này, Diệp Thần dùng cái gì? Hắn dùng lửa. Không sai chính là lửa. Trước kia chiến đấu, Diệp Thần vậy dùng lửa, nhưng, là lấy bên trong luyện lửa hình thức thi triển phần huyết quyết. Lần này, Diệp Thần đem lửa ngoại phóng. Hắn vậy có chút hiếu kỳ, Tuyền Nhi lên cấp trở thành đạo linh lửa sau đó, ngọn lửa này có hạng lực lượng. Nháy mắt tức thì, một đạo kim ngọn lửa màu bạc ở Diệp Thần trước người bùng nổ, cuồn cuộn, biến thành một đầu lửa hình phượng, thanh minh một tiếng, liền hướng vậy tà long kiếm khí bay tấn công đi. Vô cùng nhiệt độ nóng bỏng, ngay tức thì đốt toàn bộ thành thiên đô. Thành thiên đô bên trong đám người, cũng cảm giác mình thật giống như ngay tức thì bị đưa vào lò lửa vậy. Một ít thực lực người nhỏ yếu, thật là cảm giác thân xác muốn hòa tan à. Bất quá, cái này còn là Diệp Thần không để cho Nhan Tuyền Nhi toàn lực thi triển dưới tình huống, dẫu sao, mặc dù đạo linh lửa không nhất định có người nhận được, tốt nhất, còn chưa muốn bại lộ thì tốt hơn. Ngay chớp mắt, Diệp Thần thả ra hỏa phượng, liền cùng vậy tà long đụng vào một nơi. Đám người chưa kịp phản ứng, chuyện gì xảy ra, liền nghe được ầm một tiếng vang thật lớn, ở vang lên bên tai. Một đạo vô cùng trọng thể ngọn lửa hoa, ở trước mắt tách thả ra. Rồi sau đó, hết thảy quy về hư không. Thật hoàng kim chiến đài,
giờ phút này gần như bị hòa tan, không khí bên trong lượng nước hoàn toàn bốc hơi, còn sót lại trước bạo liệt lửa khí vận. Mà vậy tà long cùng hỏa phượng, nhưng là đồng thời mất đi. Trong chốc lát, yên lặng như tờ. Yên tĩnh đến không cách nào hình dạng. Không thể nào. Tất cả mọi người đầu óc cũng đường ngắn. Diệp Thần lại thật cùng Lục Trường Phong bên tám lạng, người nửa cân. Một cái càn khôn cảnh, hơn 20 tuổi thanh niên, và Lục Trường Phong. Bọn họ nguyên bản đối với tự cừ đan hạnh nghi ngờ, châm chọc, cười nhạo, giờ phút này cũng ngay tức thì biến thành đối với mình làm nhục à. Từng cái người vây xem mặt ngay tức thì đỏ, hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Tự cừ đan hạnh nói lại đều là thật à. Là bọn họ ếch ngồi đáy giếng, ngồi giếng nhìn trời. Lục Trường Phong lại là ngu. Tà thiên tuyệt tử kiếm, nhưng mà hắn cơ hồ mạnh nhất một chiêu à. Lại bị mất đi. Hơn nữa, Diệp Thần nhìn như căn bản không có xuất lực dáng vẻ à. Một khắc sau, Lục Trường Phong hoàn toàn điên cuồng, hắn gào thét nói, thằng nhóc, đừng lấy là vận dụng bài tẩy gì, là có thể một mực kiên trì, thực lực chênh lệch, không cách nào đền bù, cho ta diệt. Đám người nghe vậy, mặt lộ vẻ bừng tỉnh, Lục Trường Phong nói đúng, ngọn lửa kia hiển nhiên không phải thông thường thủ đoạn, Diệp Thần rất có thể chỉ có thể dùng một lần. Cái này, cũng không thể chứng minh hắn thực lực, hơn nghịch thiên. Mà giờ khắc này, Lục Trường Phong lại là một kiếm chém ra. Vậy tà long tựa hồ cuồng bạo hơn liền một phần, một kiếm này ví dụ mới mạnh hơn. Tất cả mọi người ngưng mắt nhìn Diệp Thần, không biết hắn còn biết hay không sử dụng ngọn lửa kia. Có thể, ngay tại lúc này, Diệp Thần động. Không có lại dùng ngọn lửa, mà là, trên mình nổi lên một hồi màu đen kiêu căng, hướng vậy tà long, một quyền đánh. Đám người trong lòng buông lỏng một chút, quả nhiên, mới vừa ngọn lửa kia là lá bài tẩy, thiếu chút nữa bị lừa gạt. Thằng nhóc này không có chân chính thực lực, ngọn lửa không liền sau đó, chỉ có thể dụng quyền tới đánh vậy tà long. Không phải tự tìm cái chết, là cái gì? Cái này tà long, nhìn như có thể nuốt trời, Diệp Thần quyền đâu? Nhìn như sắp chết một cái ma gấu cũng tốn sức chứ. Không thể so sánh, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá, những người này vậy đột nhiên hiểu, tự cừ đan hạnh tại sao sẽ bị Diệp Thần lừa, liền bọn họ cũng thiếu chút nữa bị lừa gạt. Trên thực tế, thiên nhân vực cũng có một loại vô cùng là đặc thù võ giả, những võ giả này chiến đấu, dựa vào chính là lá bài tẩy hậu thủ những thứ này có thể bộc phát ra vượt xa cảnh giới chiến lực. Nhưng, cũng không phải là thực lực chân thật, cho nên những người này, đồng thời cũng là lừa dối sư, sẽ dựa vào những thứ này hậu thủ, ngụy trang thành yêu nghiệt, cường giả. Diệp Thần lộ vẻ như vậy chính là một cái trong số đó, đáng tiếc, muốn bị vạch trần. Liền liền Nam Tiêu Ly đều là khẩn trương lên, ngay tại lúc này, Diệp Thần quyền cùng vậy tà long kiếm khí phát sinh va chạm. Lục Băng cùng Lục Trường Phong, khóe miệng đồng thời hiện lên lau một cái châm biếm vẻ, ở bọn họ xem ra, mất đi ngọn lửa Diệp Thần bất quá là một tên thông thường càn khôn cảnh rác dưới thôi, còn có thể ngăn được một kiếm này. Nằm mơ. Bọn họ tựa như đã thấy Diệp Thần bị tử khí xuyên thủng, cả người mục nát, đau đến không muốn sống một màn kia. Giờ phút này, nếu như nói, ai còn duy trì lạnh nhạt nói, vậy ngược lại thì tự cừ đan hạnh. Cũng không phải là nàng không quan tâm Diệp Thần, mà là, Diệp Thần trên nắm tay màu đen kiêu căng, nàng rất quen thuộc, ở Diệp Thần đánh nát nàng thượng cổ khôi giáp lúc vậy từng xuất hiện qua. Cho nên, tự cừ đan hạnh rất rõ ràng. Một quyền này tuyệt đối không giống ngoài mặt đơn giản như vậy. Ngay tại giây phút này, thời gian, tựa hồ đình trệ. Giữa trời đất, mỗi một cái phân tử đều tựa như bị định cách, mà mọi người con ngươi nhưng đang chậm rãi phóng đại. Trong mắt, nổi lên trình độ cao nhất sợ hãi thần sắc. Chỉ gặp, vậy nhìn như uy thế ngập trời tử khí tà long, lại là ở Diệp Thần cái này một quyền xuống, nhanh chóng tan biến trước. Hơn nữa, đây vẫn chưa kết thúc. Không chỉ là cái này tà long tan biến, vậy phát ra kiếm khí cổ kiếm cũng là một hồi kêu gào, tựa hồ, thừa nhận cực kỳ kinh khủng lực lượng, Lục Trường Phong trên mặt thần sắc ngay tức thì từ mong đợi, sảng khoái, châm chọc, biến thành sợ hãi. Hắn cảm giác được, tay mình cốt ở vỡ vụn. Ở ngàn một phần vạn giây bên trong, điên cuồng vỡ vụn trước. À! Lục Trường Phong phát ra một tiếng hét thảm, ầm một tiếng, hắn cả người xương cốt cũng phát ra vỡ vang lên. Thân thể bên trong tuôn ra một hồi xương máu, cả người cũng là đổ bay ra, trùng trùng ngã ở chiến trên đài,
mà hắn cầm kiếm cái tay kia, đã là máu tươi đầm đìa, vặn vẹo thành vô cùng là kinh người hình dáng, hoàn toàn phế. Không cách nào hô hấp, thật không cách nào hít thở, thần hồn đều tê dại. Tựa như, bị dù sao cũng đạo lôi điện, đồng thời trúng mục tiêu vậy. Diệp Thần vậy nhìn như tùy ý đánh ra một quyền, lại là trực tiếp đem Lục Trường Phong trấn áp. Hơn nữa, bọn họ nhìn ra, Diệp Thần nếu như muốn Lục Trường Phong mệnh, Lục Trường Phong hiện tại đã là một người chết à. Diệp Thần ngẩng đầu lên, ánh mắt chậm rãi quét qua tại chỗ võ giả, những cái kia châm chọc, nghi ngờ qua tự cử đan hạnh người, đều là cả người run lên, hốt hoảng cúi đầu xuống. Diệp Thần ánh mắt, quá khủng bố. Rồi sau đó, Diệp Thần mắt nhìn xuống ngã xuống đất không dậy nổi Lục Trường Phong nói, hiện tại, người tin tưởng ta có đánh nát thượng cổ khôi giáp thực lực. Nguyên bản, thân là một đời thiên kiêu Lục Trường Phong, giờ phút này, nhưng là tóc tai bù xù, xem tên ăn mày như nhau, chật vật tới cực điểm. Hắn nghe vậy điên cuồng gật đầu nói ta tin tưởng, Diệp công tử, ta nhận thua à, lại cũng không dám khiêu chiến tự cử đan hạnh, cầu ngươi thả qua ta. Vậy một đám võ giả nhìn Lục Trường Phong, đều có chút thương hại, cũng có chút thất vọng, xem ra, cái này một đời yêu nghiệt cũng bị Diệp Thần sợ choáng váng, một quyền kia hoàn toàn đem Lục Trường Phong đạo tâm đánh nát chứ. Lục Trường Phong, đi về sau còn có thể xem lúc đầu như nhau yêu nghiệt sao? Cũng không ai biết. Mà giờ khắc này, Lục Băng Răng đều muốn cắn nát. Diệp Thần đáng chết, nên ngàn đao lăng chỉ à. Hại hắn mất đi Nam Tiêu Ly, hại Lục Trường Phong mất đi tự cử đan hạnh, hiện tại, còn hại được Lục Trường Phong có thể mất đi tương lai. Tên này tuyệt đối là Lục gia sống chết cửu nhân. Diệp Thần nhìn Lục Trường Phong rụt rè e sợ hình dáng, không có tiếp tục ra tay, bởi vì sẽ ra tay đã không có ý nghĩa, hắn vừa quay người, liền hướng tự cử đan hạnh đi tới. Mà giờ khắc này, tự cử dương đã biến thành một cái pho tượng, không nhúc nhích. Hắn trong lòng chỉ có hối hận. Diệp Thần cho thấy, là xa xa áp đảo Lục Trường Phong trên tiềm lực à, cơ hồ có thể khẳng định, sẽ trở thành là tất cả đại thiên điện tranh đoạt đệ tử. Trăm năm sau đó, chỉ cần Diệp Thần thông qua thời kỳ khảo sát tất nhiên sẽ điên cuồng quật khởi. Và Diệp Thần một so, cái gì Lục Trường Phong, Lục Băng, đều là chó má. Có thể hắn lại không có tin tưởng tự cử đan hạnh mà nói, cái này rất có thể để cho bọn họ tự cử nhà, và Diệp Thần có hiềm khích à. Nguyên bản, một cái thiên đại cơ duyên, hiện tại, ngược lại có thể biến thành một cái tai nạn. Tự cử dương thật là hối hận được đều phải hộc máu. Nếu như thời gian có thể chảy ngược, hắn thậm chí nguyện ý cho Diệp Thần quỳ xuống. Nhưng, hết thảy đã trễ rồi. Mà Nam Tiêu Ly chính là rung động sau đó, mắt đẹp bên trong tràn đầy hưng phấn cùng kích động vẻ. Vân Lão nói không sai, Diệp Thần hoàn toàn ra nàng dự liệu. Vân Lão cũng là mỉm cười, hắn ánh mắt không có sai. Tự cử đan hạnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ kiêu ngạo, nàng mới vừa tuyên bố nàng là Diệp Thần người. Mặc dù Diệp Thần còn không có chân chính đáp ứng, nhưng, nàng cũng cùng có vinh yên. Nhưng vào lúc này, tự cử đan hạnh nhưng là đột nhiên sắc mặt biến đổi nói, Diệp Thần, chú ý. Đám người nghe vậy, tất cả giật mình, chỉ gặp, giờ phút này Lục Trường Phong dùng khác một cái không có bị thương tay, nắm trường kiếm trong tay, đem cắm vào vỏ kiếm bên trong, nhưng, vậy ra thú vỏ kiếm, lại là bắt đầu hòa tan, biến thành một loại tanh hôi chất lỏng màu đen. Sáp nhập vào trường kiếm kia bên trong. Nháy mắt tức thì, một loại vô cùng là hung ác, chết diệt hơi thở, từ trên trường kiếm bộc phát ra. Lục Trường Phong ngưng mắt nhìn Diệp Thần hình bóng, trên mặt, lộ ra một cái hung tàn nụ cười, gào thét nói tử thú tả giết, cho ta chết. Lục Băng nghe vậy, đầu tiên là cả kinh, sau đó trong mắt hiện lên vẻ mừng rỡ như điên. Trên thực tế, Lục Trường Phong vỏ kiếm, cũng không đơn giản. Chính là đã chết thú ra chế thành. Cái này tử thú, ở thời kỳ hồng hoang đều là một loại hiếm thấy yêu thú, tử thú ra, ở lục gia để dành cũng không nhiều. Phần lớn dùng để uẩn dưỡng kiếm khí, có thể dùng để cường hóa kiếm khí bên trong chết sát lực, lấy này nâng cao uy lực. Nhưng, tử thú ra, thật ra thì còn có một cái vô cùng là nghịch thiên công dụng. Vậy chính là dùng để thi triển một môn lục gia truyền thừa tuyệt học, tử thú tả giết. Vũ khí này đối với thân thể gánh vác cực lớn, trọng yếu hơn chính là, cần phải tiêu hao tử thú trên mình vật liệu, cho nên, cho dù là người lục gia vậy rất ít thi triển. Nhưng, tương đối, uy lực cũng là vô cùng nghịch thiên.
không nói khoa trương, Lục Trường Phong một kích này, đã có uy hiếp được hắn tư cách. Thậm chí, là còn chân cảnh 7 tầng thiên tồn tại, ở khinh thường dưới tình huống, cũng có thể bỏ mạng ở một kích này dưới à. Liền Lục Băng cũng không nghĩ tới, Lục Trường Phong sẽ thi triển tử thú tà giết à. Có thể gặp, hắn căm ghét Diệp Thần đến cái gì bước. Trọng yếu nhất chính là, Lục Trường Phong thực tế cầu xin tha thứ, đầu hàng, để cho tất cả mọi người đều lấy là hắn buông tha, từ đó buông lỏng cảnh giác, sau đó bạo khởi làm khó dễ. Giờ phút này, Diệp Thần muốn né tránh, đã cơ hồ không cách nào làm được à. Nam Tiêu Ly sắc mặt biến, mắng, hèn hạ. Lục Trường Phong thật quá hèn hạ. Đầu tiên là nhận thua, cầu xin tha thứ, Diệp Thần bỏ qua hắn, không có lấy tính mệnh của hắn, mà hắn thì sao? Ngược lại ân đền oán trả, đánh lén ám toán. Cái loại này hành vi, Nam Tiêu Ly khinh thường tới cực điểm. Nàng lập tức thần niệm truyền âm nói, Vân Lão, cứu người. Một kích này rất khủng bố, coi như là nàng đối mặt một kích này cũng sẽ gặp nguy hiểm. Diệp Thần mặc dù rất để cho nàng bất ngờ, nhưng, nàng chưa thấy được Diệp Thần có thể kháng hạ một kích này. Nếu như là dưới tình huống bình thường, Diệp Thần còn có tránh thoát có thể, nhưng, hiện tại không cơ hội liền à. Có thể, Vân Lão cũng là khẽ thở dài một tiếng, truyền âm nói, đã quá muộn. Liền ta cũng khinh thường, mới có một chút thư giãn, hiện tại, không kịp ra tay. Cái này, Nam Tiêu Ly lập tức có chút luống cuống. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ, Diệp Thần thật phải bỏ mạng ở thứ đồ vô sỉ như vậy trong tay? Mà mọi người tại đây cảm nhận được liền vậy tử thú tà giết liền bên trong hàm chứa trình độ cao nhất lực lượng, đều là thần hồn run rẩy. Bọn họ cảm thụ trực tiếp nhất chính là, không người nào có thể từ nơi này chiêu dưới sống sót, nếu như có, vậy cũng chỉ có thể là còn chân cảnh hậu kỳ tồn tại. Tràng diện này thật là khúc khuỷu à. Nguyên bản, Diệp Thần hiện ra không thể tưởng tượng nổi thực lực, đánh bại Lục Trường Phong, có thể hiện tại, Lục Trường Phong lại phải dựa vào một lá bài tẩy, nghịch chuyển thế cục. Lục Trường Phong loại cấp bậc này yêu nghiệt, võ đạo chi tâm, quả nhiên đều là vô cùng bền bỉ à. Căn bản không có thể như vậy dễ dàng nhận thua, đầu hàng, mới vừa hèn yếu đều là ngụy trang, vì chính là chờ đợi thời cơ xuất thủ. Mặc dù, thủ đoạn có chút bị ổi, nhưng đây chính là một cái người thắng làm vua thế giới à. Diệp Thần là cao thượng, thì thế nào? Sau khi chết không có ai sẽ nhớ hắn. Như vậy một cái chấn động tùng vạn cổ trung cực yêu nghiệt, cứ như vậy chết ở mình khinh thường dưới, chỉ có thể nói đáng tiếc. Diệp Thần nhìn vậy lấy tốc độ nhanh như tia chớp, hướng mình vặn cổ mà đến màu xám cho bóng thú, cũng là con người co rúc lại, nháy mắt tức thì, phần huyết quyết, thiên yêu thân thể, hồng mông đại tinh không vân. Vân, điên cuồng vận chuyển, đồng thời hóa huyết thần sợi bông, sáu diệt chân quyết sinh chữ thiên vân. Vân, thi triển đến trình độ cao nhất. Chớp mắt sau đó, vậy đạo bóng thú hoàn toàn đem Diệp Thần thân thể chìm ngập. Thấy một màn này, Nam Tiêu Ly, Tự Cừ Đan Hạnh đều là sợ run ở tại chỗ, mặt đẹp tái mét trắng bệch, không dám tin tưởng, mắt đẹp cũng đã ảm đạm không ánh sáng. Lục Trường Phong chính là cười như điên, cực kỳ hưng phấn cười như điên, hắn nhìn vậy bị màu xám cho tử khí bao phủ khu vực, cười nói, phế vật chính là phế vật, có mấy phần thực lực, liền lấy là vô địch. Ha ha, đáng tiếc à, không có tu võ thiên phú, đầu óc không quá phải, đến cuối cùng, sống sót không chả là lão tử. Mặc dù để cho hắn dùng hết một tấm tử thú ra chế thành vỏ kiếm, nhưng, Lục Trường Phong xem ra đáng giá. Diệp Thần để cho hắn hôm nay nhận hết khuất nhục, hắn nhất định phải hạ cơn giận này, đồng thời, nói cho tất cả người, hắn vẫn là lúc đầu cái đó cực kỳ yêu nghiệt. Diệp Thần cố nhiên rất tươi đẹp, nhưng, phù dung sớm nở tối tàn thôi. Lục Băng đứng lên, mặt mỉm cười, chuẩn bị đi nghênh đón mình đường đệ, hắn đối với Lục Trường Phong biểu hiện hài lòng cực kỳ. Tử thú gia mặc dù chân quý, nhưng, Lục gia còn có hàng tích chữ, có thể lại là Lục Trường Phong chế tạo một cái vỏ kiếm, giết Diệp Thần, đáng giá, nếu không, Diệp Thần thằng nhóc này đều phải trở thành bọn họ hai huynh đệ tâm ma. Nam Tiêu Ly mắt đẹp bên trong tràn đầy lửa giận, liền muốn ra tay, có thể, một đạo thân ảnh mơ hồ nhưng chắn trước người của nàng, chính là Vân Lão. Gặp Vân Lão ngăn cản mình, Nam Tiêu Ly càng tức giận hơn, nàng quát lên, Vân Lão, giết hắn. Nàng giờ phút này đã có chút mất lý trí. Có thể, Vân Lão nhưng là trầm mặc, Lục Trường Phong là muốn gia nhập Nam Tiêu Thiên Điện, hơn nữa, vẫn là Lục Băng đường đệ,
đứng ở hắn góc độ, không thể giết, chí ít, hắn và Nam Tiêu Ly không thể ra tay. Nam Tiêu Ly phát giác Vân Lão Ý, mắt đẹp bên trong đã tràn đầy dùng mình, nàng thì phải liều mạng ra tay lúc đó, Vân Lão, nhưng là nhẹ di một tiếng, có chút không tưởng tượng nổi nói, hắn còn sống. Cái gì? Nam Tiêu Ly ngay tức thì dừng lại động tác, hỏi ai còn sống? Diệp Thần. Không cùng Vân Lão mở đầu, một đạo nhàn nhạt thanh âm nam tử, liền từ vậy màu xám cho tử khí bên trong truyền ra nói, ngươi cười được có phải hay không có chút quá sớm. Đạo thanh âm này, ngay tức thì làm cả tự cử đấu võ trường, lâm vào tĩnh mịch, tất cả người ngay tức thì suy nghĩ chết. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra vậy màu xám cho tử khí bao phủ, giờ phút này, Diệp Thần cả người đều là máu tươi, nơi ngực bị đánh ra một cái lỗ thủng to, có thể, quỷ dị chính là, ở như vậy chí mạng thương thế dưới, Diệp Thần lại giống như người không có sao vậy, ở Hoàng Kim Chiến trên đài đi dạo sân vắng trước. Trong chốc lát, tất cả mọi người có chút không phân rõ, Diệp Thần là người, vẫn là quỷ à. Rất nhanh, hơn nữa không thể tưởng tượng nổi một màn, xuất hiện, Diệp Thần nơi ngực, vậy cơ hồ xuyên thủng toàn bộ ngực hình thành lỗ máu, lại là bắt đầu nhanh chóng khép lại. Lục Băng cùng Lục Trường Phong, cầm đều phải rớt xuống đất, bọn họ so người khác càng rõ cái này tử thú hơi thở khủng bố à. Tại sao, được gọi là tử thú? Bởi vì, hắn tản ra chết sát khí. Ở thời đại hồng hoang đều là tiếp xúc tức chết tà vật. Có thể, Diệp Thần được chết sát khí ăn mòn lại thế nào có thể khôi phục? Cái này căn bản không là loài người có sinh mệnh lực à. Diệp Thần mỗi bước ra một bước, vết thương liền khép lại một phần, mấy hơi thở sau đó, đã hoàn toàn khép lại. Diệp Thần không sợ nhất chính là cái loại này bạo kiểu tóc hậu thủ. Hắn thân sắc mạnh, đã sớm bao trùm ở còn chân cảnh võ giả bên trên, thậm chí chỉ riêng thân xác, liền còn chân cảnh hậu kỳ tồn tại, cũng vượt qua. Muốn nhất kích trong nháy mắt giết Diệp Thần, cơ hồ là nằm mơ. Cho nên, cái loại này bạo kiểu tóc hậu thủ, đối với Diệp Thần mà nói cho dù mạnh mẽ đi nữa, trừ phi, có thể đạt tới nhất kích đem Diệp Thần hoàn toàn mất đi bước, nếu không không có quá đại uy hiếp. Giờ khắc này, Lục Trường Phong là thật sợ hãi à, hắn cũng không có cái thứ hai tử thú ra vỏ kiếm. Ngay tại lúc này, Diệp Thần một cái chớp động, đã xuất hiện ở Lục Trường Phong trước mặt, Lục Trường Phong sắc mặt biến đổi, một bên ra tay ngăn cản, một bên kinh hô, băng ca, cứu ta. Dưới mắt, hắn duy nhất có thể ỷ vào chính là Lục Băng, sống chết tới giữa còn nhớ được cái gì chiến đấu công bình. Hơn nữa, trên thực tế hắn đã sớm thua. Lục Băng sắc mặt cuồng biến, hắn và Lục Trường Phong cảm tình vô cùng là thâm hậu, so huynh đệ ruột còn thân hơn. Thì phải lập tức ra tay, cứu viện Lục Trường Phong. Có thể, Diệp Thần khóe miệng nhưng là dương lên một tia cười lạnh, nhìn về phía trên khán đài Lục Băng nói, ta muốn giết người, người lấy là người thật sẽ có cơ hội xuất thủ không? Tiếng nói vừa dứt, hồn thể đổi thành cùng cả đám thi triển, hắn ánh mắt cuồng tránh, lần này lại cũng không có nương tay dự định, một quyền hướng Lục Băng đầu lâu đánh tới. Trường Phong, Lục Băng kêu lên một tiếng, muốn xuất thủ, có thể đã hơi chậm một chút. Mới vừa, Diệp Thần từ tử khí bên trong đi ra một màn kia, quá mức rung động, để cho hắn có chút thất thần, cộng thêm Diệp Thần nhìn như người bị thương nặng hình dáng, Lục Băng căn bản không có ngờ tới, hắn lại vẫn có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy thực lực à. Có thể, bây giờ muốn phải cứu viên Lục Trường Phong cũng đã hơi chậm một chút. Diệp Thần không động thì thôi, động thì sấm sét vạn quân. Một quyền này quá nhanh. Đừng nói là Lục Băng. Liên liên Lục Trường Phong tự mình cũng chỉ có thể lật đật giơ kiếm ngăn cản. Lục Trường Phong mặc dù làm người hèn hạ, nhưng thiên phú võ đạo quả thật không thể chê, thuộc về yêu nghiệt hàng ngũ, vội vàng như thế tới giữa lại vẫn là đem vậy tà thiên tuyệt tử kiếm thi triển ra. Vô cùng tử khí tràn ngập, tà kiếm bên trên kiếm quang lớn thả, tà long gào thét, hướng Diệp Thần quả đấm đánh tới. Nhưng, lần này... Vậy tà long ở Diệp Thần quyền hạ lại là liền một phần vạn cái hô hấp thời gian cũng không có chống đỡ đến, liền trực tiếp tiêu tán, mà Diệp Thần quyền không có bị chút nào ngăn trở, ầm một tiếng ngay tức thì đập vào Lục Trường Phong đầu lâu bên trên. Lục Trường Phong thậm chí liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Một cổ thi thể không đầu bên trên, máu tươi phun trào, lắc lư một tí, liền ngã trên đất. Liền thần hồn đều bị hoàn toàn mất đi. Cái này một đời thiên kiêu. Lại lúc này chết. Diệp Thần thần sắc nhàn nhạt, vừa quay người liền phải rời khỏi, nhưng vào lúc này,
một tiếng tê tâm liệt phế gào thét nhưng ở hắn sau lưng vang lên. Chỉ gặp, một đạo thân ảnh lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ chớp mắt, liền đi tới chiến trên đài, ôm trước Lục Trường Phong thi thể, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ thống khổ, mặt mũi đều vặn vẹo. Người này bất ngờ chính là Lục Băng. Diệp Thần chậm rãi xoay người, chỉ gặp Lục Băng chặt chẽ nhìn chằm chằm mình, ánh mắt kia vô cùng âm hàn, tất cả người thấy cũng không nhịn được đáy lòng lạnh cả người. Nhưng, Diệp Thần nhưng là thần sắc nhàn nhạt, trong cơ thể hắn đặc thù linh lực một thịnh, âm thầm làm xong vận dụng Sóc Lão cùng với Huyền Hàn Ngọc lực lượng chuẩn bị, dĩ nhiên, thời khắc cần thiết, huyền linh lực vậy biết nhúc nhích dùng. Lục Băng là một cái đáng để cho hắn toàn lực ứng phó đối thủ. Âm một tiếng, Lục Băng quanh thân, còn chân cảnh 7 tầng thiên uy áp kinh khủng, bộc phát ra, một đám võ giả đều là bỗng nhiên cảm nhận được liền cực lớn áp lực, phảng phất có 100.000 ngọn núi lớn đặt ở đỉnh đầu bọn họ vậy. Thật là mạnh. Lục Băng so với Lục Trường Phong còn muốn mạnh hơn rất nhiều hơn à. Lục Băng máu cơ hồ phải bị hận ý nơi đốt, Lục Trường Phong thả cảm tình cực sâu, cứ như vậy chết ở Diệp Thần trong tay. Hắn muốn báo thù. Bỏ mặc trả giá cao gì, cũng muốn báo thù. Ngay tại Lục Băng ý muốn ra tay, mà Diệp Thần vậy làm xong chuẩn bị chiến đấu lúc đó, một đạo thân ảnh nhưng là xuất hiện ở hai người ở giữa. Nam Tiêu Ly. Nam Tiêu Ly lạnh lùng nhìn Lục Băng nói, Lục Băng, người muốn làm gì? Lục Trường Phong chết, hoàn toàn là lỗi do tự mình gánh, Diệp Thần đã bỏ qua hắn, hắn vẫn còn muốn ra tay đánh lén, hèn hạ cực kỳ, chết không hết tội. Lục Băng nghe vậy, bộc phát nổi cơn thịnh nộ, hô hấp bên trong, tựa hồ cũng mang theo sát khí, nhìn Nam Tiêu Ly ánh mắt vậy bộc phát hung tàn đứng lên, nhưng, ngay tại lúc này, hắn dư quang khóe mắt liếc về một đạo mơ hồ ông già bóng người. Đạo thân ảnh này để cho hắn vậy huyết dịch sôi trào ngay tức thì băng lạnh xuống. Hắn biết, nếu như mình đối với Nam Tiêu Ly ra tay, tên kia ông già liền nhất định sẽ động thủ. Mà mình bây giờ, ở đó trước mặt lão giả liền con kiến hôi cũng không bằng. Lục Băng trầm mặc chốc lát, cuối cùng thật sâu nhìn Diệp Thần cùng Nam Tiêu Ly một mắt sau đó, liền ôm trước Lục Trường Phong thi thể, biến mất ở tại chỗ. Diệp Thần híp đôi mắt một cái. Lục Băng cuối cùng cái ánh mắt kia làm hắn có chút để ý, xem ra muốn sớm đem Lục Băng tiêu diệt, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Đến giờ phút này, chàng này bất ngờ nhiều lần sanh tỷ võ rốt cuộc hạ màn. Tự Cừ dương mặt lộ vẻ một chút cười nịnh, đi lên, đối với Diệp Thần thi lễ một cái nói, Diệp công tử. Trước, ta đối với công tử có chút hiểu lầm, xin công tử tha thứ. Hắn thân là đường đường Tự Cừ mỗi gia chủ, lại là và Diệp Thần nói xin lỗi. Bất quá, không có ai cảm thấy bất ngờ, Tự Cừ Dương tuy mạnh, nhưng, lấy Diệp Thần tư chất, vượt qua hắn cần phải bao lâu. Mà Diệp Thần tương lai thành tựu, lại là Tự Cừ Dương không cách nào so sánh. Nhưng, hắn thái độ như thế nhất nguyên nhân trọng yếu vẫn còn là bởi vì là Nam Tiêu Ly. Nam Tiêu Ly mới vừa cùng Lục Băng đối thoại, hắn âm thầm suy đoán, Nam Tiêu Ly nhất định là thiên điện người, hơn nữa, thân phận cực cao. Nếu không làm sao dám trực tiếp ngăn trở Lục Băng. Mà Lục Băng còn trực tiếp nhận. Cho nên, ở hắn xem ra, Diệp Thần đã bị thiên điện coi trọng. Ở thiên nhân vực, cái gì gia tộc lớn vân, vân, ở trên trời điện trước mặt cái gì cũng không phải à. Một cái thông thường thiên điện đệ tử, đều cần bọn họ chỉnh trọng đối đãi, chứ nói chi là, Diệp Thần như vậy tiềm lực vô địch yêu nghiệt. Không thể không nói, Tự Cừ Dương thân là gia chủ, rất tinh minh. Nhưng, cái loại này tính cách, Diệp Thần nhưng cũng không thích. Hắn quét Tự Cừ Dương một mắt, tùy ý đáp một tiếng, liền hướng Tự Cừ Đan Hạnh đi tới. Nếu như không phải là bởi vì Tự Cừ Dương là Tự Cừ Đan Hạnh phụ thân, hắn liền cành đều sẽ không lý. Tự Cừ Đan Hạnh nhìn Diệp Thần, mặt đẹp bên trên, tràn đầy mừng rỡ, còn nữa, từng tia phức tạp. Ngắn thời gian ngắn không gặp, Diệp Thần lại cường đại như thế nhiều. Nàng đã phải bị Diệp Thần hoàn toàn bỏ rơi sao? Bất quá, càng nhiều hơn nhưng là kiêu ngạo cùng cảm động. Nàng nằm mơ vậy không nghĩ tới, Diệp Thần sẽ ở nàng cần nhất thời khắc xuất hiện, hơn nữa hoành đè hết thảy. Nếu như nói, trước Tự Cừ Đan Hạnh còn đối với mình cảm tình không xác định nói, hiện tại, đã hoàn toàn thất thủ. Gò má mặt nàng có chút ửng đỏ, không dám ở Diệp Thần trước mặt biểu hiện ra, bởi vì... Diệp Thần đối với nàng từ đầu đến cuối không có một cái thái độ rõ ràng, nàng sợ sẽ bị cự tuyệt. Diệp Thần nhìn Tự Cừ Đan Hạnh cười nói, nghĩ gì vậy? À,
Tự Cừ Đan Hạnh đối mặt Diệp Thần, không khỏi có chút khẩn trương nói, không. Không việc gì, Diệp Thần, ngươi làm sao tới thiên nhân vực? Diệp Thần đang chuẩn bị mở miệng, đây là, Nam Tiêu Ly đi lên. Tự Cừ Đan Hạnh cùng Nam Tiêu Ly nhìn nhau một cái, Diệp Thần hơi sững sờ, chẳng biết tại sao, hắn thật giống như cảm giác trong không khí va chạm ra một chùm tia lửa. Bỗng nhiên, Tự Cừ Đan Hạnh liền ôm lấy Diệp Thần cánh tay, vô cùng là thân mật nói, Diệp Thần, vị cô nương này, thật là đẹp à, nàng là ai? Nam Tiêu Ly thấy vậy khẽ cau mày, không biết nghĩ như thế nào, lại là giống vậy ôm lấy Diệp Thần một cánh tay, nhìn Tự Cừ Đan Hạnh cười nói, Diệp Thần, ngươi và Tự Cừ cô nương là thế nào nhận thức? Ta còn chưa biết. Diệp Thần thần sắc có chút lúng túng, ho nhẹ một tiếng, giới thiệu sơ lược một tí hai người. Ngay sau đó, hắn đối với Tự Cừ Đan Hạnh hỏi, Đan Hạnh, người có Chu Uyên tin tức sao? Tự Cừ Đan Hạnh nghe vậy, lắc đầu nói, ta không biết, từ thiên điện khảo hạch kết thúc sau đó, ta liền không có tạm biệt qua Chu Uyên, bất quá, ta có thể giúp ngươi đi tra một chút, có lẽ, có thể được một ít hữu dụng tin tức, không bằng, ở thời gian này, ngươi tạm thời ở Tự Cừ nhà ở hạ như thế nào? Diệp Thần gật đầu một cái nói, cũng tốt. Hôm nay, Tần Tử Vi tựa hồ tận lực ẩn núp hắn vậy, tạm thời không cách nào có liên lạc, bất quá Tự Cừ nhà thân là thiên nhân vực gia tộc lớn, chắc hẳn tra được Chu Uyên tin tức cũng không phải quá khó khăn chuyện. Đối với Chu Uyên, Diệp Thần vẫn là rất quan tâm, ngày đó, Chu Uyên có thể là vì hắn đối với Hứa Yến Linh ra tay. Tự Cừ Đan Hạnh cười nói, vậy ta trước mang ngươi đi chọn gian phòng. Nam Tiêu Ly nghe vậy, hơi quyết liền quyết miệng nói, ta cũng muốn ở tại Tự Cừ nhà. Tự Cừ Đan Hạnh mắt đẹp bên trong, lóe lên vẻ kinh dị nói, Nam Tiêu cô nương, lấy ngươi thân phận, sợ rằng ở ta Tự Cừ nhà ở sẽ ở không có thói quen chứ. Vẫn là nói. Nàng cố ý cười trêu nói, người bỏ không được Diệp Thần. Nàng cũng không muốn để cho Nam Tiêu Ly ở Diệp Thần bên người, bản thân, bất luận là tư chất võ đạo, vẫn là thân phận bối cảnh, nàng còn kém Nam Tiêu Ly rất nhiều, có như thế cái đến từ ngũ đế hoàng tộc đối thủ, Tự Cừ Đan Hạnh cảm giác được mình muốn thắng được, thì phải cùng ở Diệp Thần bên người càng nhiều hơn thời gian. Nguyên bản, Tự Cừ Đan Hạnh lấy là vừa nói như vậy, Nam Tiêu Ly vì tránh hiểm nghi vân. Vân sẽ biết khó mà lui, ai nghĩ tới, Nam Tiêu Ly nhưng là mặt đẹp ửng đỏ, nhìn như có chút kinh hoàng nói ta. Ta mới không có, ta chỉ là muốn cùng Tiểu Kim chơi mà thôi. Tự Cừ Đan Hạnh kinh ngạc nhìn Nam Tiêu Ly, mình đều nói như vậy, Nam Tiêu Ly lại vẫn muốn ở tại Tự Cừ nhà. Chẳng lẽ, như thân phận này thiên chi kiêu nữ cũng đúng Diệp Thần động tâm. Trong chốc lát, Tự Cừ Đan Hạnh tâm tình có chút phức tạp. Nàng cảm giác được mình không xứng với Diệp Thần. Diệp Thần nhìn nàng, lắc đầu một cái cười nói, chớ suy nghĩ lung tung. Tự Cừ Đan Hạnh nghe vậy phục hồi tinh thần lại, nàng âm thầm thề, mình nhất định phải thật tốt tu luyện, cường đại lên, chí ít không bị Diệp Thần bên người những cô gái khác, kéo ra quá lớn chênh lệch. Sau đó, nàng liền dẫn hai người ở Tự Cừ nhà trong phòng ở. Thời gian kế tiếp, Diệp Thần đều dùng tới luyện hóa đạo tinh. Nam Tiêu Ly cho 20 khối đạo tinh, số lượng thật nhanh giảm bớt. 3 ngày sau, một ngày này, Diệp Thần đang tu luyện, bỗng nhiên, hắn mở hai mắt ra, ngoài cửa vang lên một hồi tiếng bước chân dồn dập. Rất nhanh, Tự Cừ Đan Hạnh cùng Nam Tiêu Ly chính là đồng thời đẩy cửa vào, Tự Cừ Đan Hạnh nói, Diệp Thần, ta tra được Chu Uyên tin tức, nhưng, tình huống có chút không tốt. Diệp Thần thần sắc động một cái nói, thế nào? Tự Cừ Đan Hạnh nói, Diệp Thần. Người có nghe nói qua một cái tên là Thiên Chi Đỉnh địa phương. Thiên Chi Đỉnh. Nam Tiêu Ly nói, thiên nhân vực, tổng cộng có 7 đại tử địa, 4 lớn phúc địa, 13 tuyệt cảnh, 8 động thiên, cùng với những cái kia đất bí mật. Cái này Thiên Chi Đỉnh, chính là 13 tuyệt cảnh một trong. Những chỗ này, đều có một cái đặc điểm, đó chính là không thể đoán, cũng coi là một loại ngẫu nhiên mở ra bí cảnh, bản thân coi như là một loại dị không gian, nhưng cũng không phải là cố định. Mà là ở trong hư không không ngừng phiêu lưu, chẳng biết lúc nào mới phải xuất hiện. 13 tuyệt cảnh, mặc dù không có 7 đại tử địa như vậy nguy hiểm, nhưng, đồng dạng là một người vô cùng là kinh khủng địa phương. Bất quá, cái loại này chỗ hiểm yếu bên trong, thường thường vậy đi đôi với cơ duyên, thiên chi đỉnh, còn có một cái tên chữ, chính là võ vương tuyệt cảnh. Diệp Thần ánh mắt chớp mắt nói, vì sao gọi là võ vương tuyệt cảnh? Danh tự này, nghe không đơn giản. Nam Tiêu Ly nói,
võ vương là ở trên cao thời xưa, cảnh giới võ đạo đạt tới trình độ cao nhất hóa cảnh người, mới có thể lấy được danh hiệu, cái gì là trình độ cao nhất hóa cảnh. Thật ra thì, ta cũng không rõ lắm, nhưng, cái gọi là hóa cảnh, trong đó, một cái điều kiện chính là bước vào đạo vận cửu trọng thiên. Thậm chí, chỉ có như vậy, mới coi là có đánh vào trình độ cao nhất hóa cảnh tư cách. Cho nên, loại người này đặt ở hôm nay đều có thể nghiền ép toàn bộ thiên nhân vực siêu cấp cường giả, mà rất nhiều thượng cổ võ vương toàn bộ đều táng thân ở nơi này thiên chi đỉnh bên trong. Có thể tưởng tượng, nếu là có thể đạt được võ vương truyền thừa, thu hoạch tuyệt đối vô cùng to lớn. Diệp Thần gật gật đầu nói, có thể cái này lại và Chu Uyên có quan hệ thế nào? Tự Cừ Đan Hạnh nói, Hàn Bắc Linh Sơn bên kia tin tức truyền ra, Linh Sơn bên trên đã xuất hiện báo trước, vậy thiên chi đỉnh rất có thể ít ngày nữa thì phải ở Hàn Bắc Linh Sơn mở, nghe nói, Chu Uyên đã đi trước Hàn Bắc Linh Sơn. Lấy Chu Uyên tính cách, quả thật sẽ không bỏ qua cái này Hàn Bắc Linh Sơn. Chu Uyên có sáng rực võ hồn, có thể nói và võ si không khác. Cái loại này có thể tiếp xúc tới cao nhất võ đạo cơ hội, nguy hiểm đi nữa, hắn cũng muốn đi. Tự Cừ Đan Hạnh thần sắc, đột nhiên ngưng trọng nói, nhưng, lần này, không chỉ hắn sẽ đi, Đông Hoàng Thiên Điện bên kia, lại là thả ra tin tức, Bạch Tử Kỳ, Trương Tấn, Ngô Tam Quang ba người, giống vậy sẽ đi cái này thiên chi đỉnh. Hơn nữa, cái này ba người tuyên bố Chu Uyên ở trên trời điện khảo hạch bên trong đối với trưởng lão bất kính, phải đem Chu Uyên mang về Đông Hoàng Thiên Điện chịu phạt. Nam Tiêu Ly cau mày nói, cái này ba người là Đông Hoàng Thiên Điện đệ tử trẻ tuổi bên trong người xuất sắc, Bạch Tử Kỳ thực lực, lại là có thể so với Lục Băng, hai người khác thực lực, cũng ở đây còn thật 6-7 tầng thiên cỡ đó, khó đối phó. Tự Cừ Đan Hạnh có chút lo lắng nói, Diệp Thần, đây rõ ràng là ghim ngươi, bọn họ sở dĩ thả ra tin tức, chỉ sợ sẽ là vì ép ngươi hiện thân đi. Diệp Thần nghe vậy, cười lạnh một tiếng. Đông Hoàng Thiên Điện bị Thiên Yêu ba người nơi uy hiếp đã hoàn toàn kinh sợ, không dám phái ra cường giả chân chính ra tay, thậm chí, liền tuổi tác lớn một chút đệ tử cũng không dám. Chỉ có thể, phái ra thế hệ trẻ yêu nghiệt. Xem ra, cái này Đông Hoàng Thiên Điện là phát hiện Viêm Chân Vực bên trong dị biến, suy đoán mình đã rời đi Viêm Chân Vực, muốn bắt đầu đối phó hắn. Nhưng, Diệp Thần nhưng là không sợ chút nào, đứng lên nói, nơi này loại trừ Hàn Bắc Linh Sơn, phải bao lâu? Tự Cừ Đan Hạnh nói, mấy ngày thời gian. Diệp Thần ám ám toán một tí đi Thái Huyền trận môn thời gian, hẳn đủ, liền thần sắc động một cái nói, ta, muốn đi trước Hàn Bắc Linh Sơn. Hai cô gái đối với Diệp Thần câu trả lời này, ngược lại là cũng không ngoài suy đoán. Các nàng đồng thời mở miệng nói, ta cùng ngươi cùng đi. Diệp Thần nhưng là lắc đầu nói, không cần, chuyện này ta tự mình giải quyết. Tự Cừ Đan Hạnh nghe vậy. Mặt đẹp bên trên hiện lên lau một cái vẻ mất mát, nàng biết, mình thực lực chỉ có thể cho Diệp Thần kéo chân sau. Còn như thiên chi đỉnh truyền thừa, nàng càng không dám nghĩ, trên thực tế, chân chính có thể ở thiên chi đỉnh lấy được chỗ tốt chỉ có như vậy mê mệt võ đạo võ si. Liền rất nhiều ngày điện bên trong người xuất sắc đều sẽ không đi thiên chi đỉnh chính là bởi vì nguyên nhân này. Hướng võ chi tâm không đủ thuần túy, đi vào phản mà chỉ có nguy hiểm. Có thể. Nam Tiêu Ly lại bất đồng, nàng có chút rất làm nũng địa đạo, ta đối với cái này thiên chi đỉnh, vốn là rất có hứng thú, người coi như không mang theo ta cũng muốn mình đi. Diệp Thần mặt lộ vẻ bất đắc dĩ nụ cười, Nam Tiêu Ly nói đến chỗ này phân thượng, hắn còn có thể nói gì? Chỉ là, hắn mở miệng nói, đến thiên chi đỉnh, hết thảy nghe ta. Nam Tiêu Ly nghe vậy, không chút do dự gật đầu nói, được, ta nghe ngươi. Hai người cơ hồ là trong phút chốc liền làm xong xuất hành chuẩn bị, rời đi Tự Cừ nhà. Tự Cừ Đan Hạnh đứng ở ngoài cửa, nhìn hai đạo cực nhanh phi độn mà đi bóng người, cắn môi nói, Diệp Thần, ta nhất định sẽ nhanh lên một chút đổi cường đại, đến lúc đó ta sẽ cùng ngươi đi bất kỳ địa phương. Nàng không cam lòng, cực kỳ không cam lòng. Diệp Thần sau khi rời đi, Tự Cừ Đan Hạnh lập tức xoay người trở lại trong phòng bắt đầu điên cuồng tu luyện. Hàn Bắc Linh Sơn, ở thiên nhân vực Bắc Phương, sở dĩ cộng thêm một hàn chữ, chính là bởi vì, nơi này rất lạnh. Tuyết rơi nhiều phân bay, quanh năm không tiêu tan, hơn nữa, nơi này khí lạnh, khá là đặc thù, tuyệt không phải thông thường khí lạnh. Giống vậy còn chân cảnh trung kỳ võ giả, nếu là ở này ở lâu, có thể cũng sẽ gặp nguy hiểm. Bởi vì khí lạnh nguyên nhân, Hàn Bắc Linh trên núi tuyết rơi nhiều cũng là quanh năm không thay đổi, Hàn Bắc Linh Sơn.
là một tòa cao vút trong mây đại tuyết sơn. Giờ phút này, Hàn Bắc Linh Sơn bên trên nhưng là bao phủ chảy ánh sáng bảy màu hoa, nhìn như giống như cực quang vậy, ánh sáng rực rỡ bên trong cuồn cuộn vô số võ ý, đạo vận, đây là thiên chi đỉnh muốn hàng tạm thời dấu hiệu. Đại tuyết sơn bên trong đã tụ tập không ít võ giả, những võ giả này ăn mặc đặc biệt phòng chống rét phục trang, toàn bộ đều ngồi xếp bằng ở trên đỉnh núi, chờ đợi thiên chi đỉnh hạ xuống. Những võ giả này, từng cái nhìn vậy cực quang, trong mắt đều là hiện lên vô cùng vẻ mơ ước. Hiển nhiên, đều là chút trong đầu chỉ có võ đạo người. Đây là, một tên lấy loại nào đó màu tím da thú chế thành chống lạnh quần áo, đem mình khỏa được nghiêm nghiêm thật thật bóng người, từ trong gió tuyết đi ra, giống vậy, đi tới đỉnh núi. Đám người rối rít hướng người này nhìn, hắn chỉ lộ ra một đôi mắt, một đôi vô cùng là trong suốt ánh mắt. Đôi mắt này chủ nhân chính là Chu Uyên. Chu Uyên tiến bộ ngược lại là thần tốc, hôm nay, bất ngờ đã đột phá, mặc dù, chỉ là một cảnh giới nhỏ, còn chân cảnh bốn tầng thiên, nhưng hơi thở, thâm sâu như biển, cả người tản ra loại nào đó khó hiểu hơi thở, thực lực hiển nhiên tăng lên không thiếu. Chu Uyên tìm một xó xỉnh ngồi xuống, nhưng, thần sắc cũng là khá là ngưng trọng, hắn biết bản thân có phiền toái, mặc dù, hôm nay thực lực có tăng lên, nhưng, và Bạch Tự Kỳ, Trương Tấn các người liên hiệp hạ so vẫn là có chênh lệch. Hơn nữa chênh lệch không nhỏ. Bất quá, cái này thiên chi đỉnh thật sự là quá mê người, lần sau xuất hiện còn không biết là lúc nào, cho dù nguy hiểm cực lớn, Chu Uyên vẫn phải tới. Ngay tại Chu Uyên ngồi xuống nửa ngày sau, đột nhiên tới giữa, toàn bộ núi tuyết đỉnh cấp chỗ võ giả đều là thần sắc biến đổi. Giờ khắc này, tựa hồ liền mãi mãi trường sinh, gào thét không chỉ gió tuyết đều ngừng. Chỉ gặp, một đạo nam tử bóng người từ vô tận trong gió tuyết tới. Cái này nam tử xem mặt mũi khá là trẻ tuổi, tuổi tác cũng không lớn, không vượt qua 800 tuổi, nhưng sinh một đầu tóc bạc, người mặc so tóc trắng càng trắng trường sam, trong tay nắm một cái đao, một cái vỏ đao đen nhánh, tựa như cùng hắn lối ăn mặc không hợp nhau đao. Người thanh niên này, hắn tu vi bất ngờ đạt tới còn chân cảnh 7 tầng thiên. Người này chính là Bạch Tự Kỳ. Nam tử xuất hiện ngay tức thì, người ở tại tràng rối rít nín thở. Mà Chu Uyên lại là con người co rúc lại, âm thầm đem hơi thở thu liếm đến trình độ cao nhất. Ở thanh niên sau lưng, còn theo trước mấy đạo thân ảnh, đi thuốc đàng trước hai người hơi thở cũng là vô cùng là hùng hậu, tuổi tác khó khăn lắm 1000 tuổi, tu vi, đều là còn chân cảnh 6 tầng thiên. Cách đột phá 7 tầng thiên, bất quá một bước xa. Cái này trong hai người vai rộng rãi người nọ là Ngô Tam Quang, mà khóe mắt sinh một quả nốt ruồi son chính là Trương Tấn. Mặt của hai người bàng trên cũng viết đầy vẻ ngạo nghễ. Mà ở phía sau hai người, còn theo trước mấy tên còn chân cảnh 5-6 tầng thiên võ giả, cái này mấy người, có Trắng Giác Tông Lâm Thần Tiền của nhiều, Tây Đảo Hoàng Gia Hoàng Cửu Bình, Thiên Lân Phủ Chu Thước Tinh Vân. Vân, những người này, không phải Đông Hoàng Thiên Điện người, nhưng, cũng là Đông Hoàng Thiên Điện phụ thuộc thế lực bên trong thiên tài trẻ tuổi, tuổi tác đều ở đây thiên tuế chừng. Trừ một người là ngoại lệ, một tên thanh niên, 6000 tuổi, nhìn như khá là phổ thông, tu vi cũng là trên trung bình, người này, tên là Trần Khúc Tô. Như vậy mạnh bao nhiêu người, không thể nghi ngờ hình thành một cổ vô cùng khổng lồ thế lực, tại chỗ võ giả nhìn những người này đều là mơ hồ lộ ra vẻ sợ hãi. Bạch Tự Kỳ nhàn nhạt quét đám người một mắt, ánh mắt mơ hồ rơi vào trong góc một đạo thân ảnh bên trên. Chu Uyên thần sắc đông lại một cái, ngay tức thì, cảm thấy vô cùng khổng lồ áp lực. Hắn âm thầm cắn răng, trong cơ thể linh lực bắt đầu vận chuyển, mặc dù, hắn biết mình tuyệt không phải Bạch Tự Kỳ đối thủ, nhưng cũng không muốn ngồi chờ chết. Nhưng vào lúc này, bầu trời bên trong, ánh sáng bảy màu hoa bỗng nhiên sáng choang, vậy vô tận cực quang bên trong lại là hiện lên một tòa núi nhỏ hư ảnh, một tòa bị cuồn cuộn võ ý đạo vận bao phủ đỉnh núi. Thiên Chi Đỉnh, lại tên võ vương tuyệt cảnh Thiên Chi Đỉnh, xuất hiện à? Vậy một đám võ giả đều có chút hưng phấn. Bất quá, cái này thiên chi đỉnh vẫn chưa có hoàn toàn hiện thế, hiện tại muốn đi vào trong đó rất nguy hiểm. Đừng xem vậy cực quang lộng lẫy và tuyệt vời, trên thực tế là vô cùng không gian chi lực vặn vẹo mà thành, cho dù là tại chỗ đại đa số võ giả, xuyên việt vậy cực quang, cũng có thể trực tiếp bị cái này không gian chi lực nghiền nát. Chỉ cần lại chờ chốc lát, cực quang liền sẽ hoàn toàn tiêu tán. Khi đó, chính là tiến vào thiên chi đỉnh thời cơ tốt nhất. Bạch Tự Kỳ ngay tức thì đem sự chú ý chuyển tới ngọn núi kia hư ảnh bên trên.
Trên thực tế, hắn đối với cái gì Chu Uyên căn bản không có hứng thú, lần này thiên điện giao phó hành động đối với hắn mà nói cũng chỉ là đi cái qua trận thôi, hắn mục đích lớn nhất chính là cái này thiên chi đỉnh. Bạch Tự Kỳ cũng là một tên võ si. Một khắc sau, mọi người ở đây khó tin ánh mắt bên trong, Bạch Tự Kỳ lại là thân hình động một cái, trực tiếp hướng không trung vậy đạo đỉnh núi hư ảnh tung người đi. Cái này Bạch Tự Kỳ, thật là to gan, vậy cực quang nhưng mà chí mạng à. Mọi người ở đây lấy là Bạch Tự Kỳ sẽ bị cực quang gây thương tích, lui về tuyết sơn này lúc đó, Bạch Tự Kỳ lại là đột nhiên rút ra bên hông trường đao. Đen nhánh vỏ đao bên trong, là một chuôi trắng tinh như ngọc trường đao, ánh đao giống như ánh trăng, trong trẻo lạnh lùng, nội liễm. Hắn trong mắt bạo phát ra một đạo thần mang, trong tay trường đao hướng về phía vậy lóa mắt cực quang, chém một cái xuống. Không thể tưởng tượng nổi một màn, xuất hiện. Đám người suy tư của người, tựa như cùng gió tuyết, cùng nhau ngưng trệ một cái. Chỉ gặp, một đạo như ánh trăng vậy mát lạnh ánh đao, kích động ra, cái này ánh đao, nhìn qua ngược lại không có quá mạnh mẽ uy thế. Nhưng, nháy mắt tức thì, vậy vô tận cực quang lại là ở cái này nhìn có chút thông thường một đao dưới, chia làm hai, bị miễn cưỡng, chém ra một cái nối thẳng thiên chi đỉnh lối đi à. Bạch Tự Kỳ thân hình chớp mắt, liền chuyển kiếp vậy cực quang, bóng người dần dần không nhìn thấy ở thiên chi đỉnh bên trong. Tất cả mọi người là ngược lại hít một hơi khí lạnh, vậy nhìn như bình thường không có gì lạ một đao lại là liền cái này vặn vẹo không gian chi lực cũng có thể chặt đứt. Đây là bực nào uy năng, cường đại cỡ nào đao ý. Giỏi một cái Bạch Tự Kỳ, thực lực quá sợ hãi. Nhìn đám người một bộ bị rung động hình dáng, Trương Tấn cùng Ngô Tam Quang đều là khinh miệt cười một tiếng. Những con kiến hôi này, kiến thức quá cạn mỏng. Bạch Tự Kỳ ở Đông Hoàng Thiên Điện coi như thiên tài, nhưng, còn không phải chân chánh yêu nghiệt, lần này, Đông Hoàng Thiên Điện phái ra Bạch Tự Kỳ, trên thực tế chỉ là bởi vì hắn tuổi tác. Tất cả Đại Thiên Điện nhất yêu nghiệt đệ tử, tuổi tác đều là đã vượt qua thiên tuế, bởi vì, cái loại này yêu nghiệt vì hậu tích bạc phát, thiên tuế trước, phần lớn ở nền móng, ở áp chế tu vi chờ một chút. Đông Hoàng Thiên Điện lo lắng những đệ tử này sẽ bị bảo vệ Diệp Thần Chí Cường để mắt tới, cho nên, trong chốc lát không dám phái ra, chỉ để cho bọn họ tới dò xét. Trương Tấn nhìn về phía vậy một đám võ giả, mở miệng nói, tất cả người, cũng đem mặt lộ ra. Trong chốc lát vậy một đám võ giả, người xem ta xem ngươi, cuối cùng, rối rít đem bảo vệ đầu mặt chống lạnh quần áo gỡ xuống, lộ ra từng tờ một khuôn mặt. Mặc dù, Bạch Tự Kỳ rời đi, nhưng, Trương Tấn các người bọn họ như cũ không chọc nổi. Trương Tấn trong tay cầm một bức họa xem, trên bức họa vẽ chính là Chu Uyên, hắn ánh mắt từ khuôn mặt của những người này trên, từng cái quét qua, nhưng là khẽ cau mày, không có phát hiện một cái và trên bức họa người tương tự tồn tại. Chẳng lẽ, vậy cái gọi là trời xanh võ tử, cuối cùng là sợ, không dám tới. Có thể, ngay tại lúc này, Ngô Tam Quang nhưng là ánh mắt nhỏ tránh. Đưa tay chỉ một cái đám người bên trong người nào đó nói, người đi ra. Người nọ khẽ cúi đầu, mặt mũi phổ thông, nhìn qua cùng bức họa hoàn toàn không cùng, hắn trầm mặc chốc lát, muốn đi đến Ngô Tam Quang trước người. Ngô Tam Quang trong mắt mơ hồ có phù văn chớp động, hắn khóe miệng dương lên một tia cười lạnh nói, người đeo mặt nạ. Người nọ nghe vậy, con người chợt run rẩy một tí, nhưng là lắc đầu nói, ta không phải các ngươi người muốn tìm. Người này thực lực. Còn chân cảnh 5 tầng trời, ở trong đám người cũng coi là không tệ, hơn nữa, cùng Chu Uyên trong tài liệu viết cảnh giới hoàn toàn không có ở đây một tầng thứ, Chu Uyên coi như thiên phú mạnh hơn nữa, cũng không khả năng ngắn như vậy thời gian đột phá đến 5 tầng thiên chứ. Nhưng, Ngô Tam Quang nhưng là cười được bộc phát âm hàn nói, ta hỏi ngươi chính là, người đeo mặt nạ. Tên kia nam tử âm thầm siết chặt quả đấm, hắn mặc dù không có gia nhập thiên điện, nhưng, cũng coi là một tên yêu nghiệt. Lại bị Ngô Tam Quang thái độ như thế đối đãi. Hơn nữa, hắn từ một ít nguyên nhân không muốn gỡ xuống mặt nạ. Bất quá, cưỡng bức Ngô Tam Quang áp lực, hắn vẫn là gật đầu nói, không sai, chỉ là. Không đợi hắn nói xong, Ngô Tam Quang chính là lạnh lùng nói, tháo xuống. Hắn, căn bản không có cùng cái này nam tử thương lượng ý, hoàn toàn là giọng ra lệnh. Ngươi, nam tử kia trong mắt hiện lên vẻ tức giận. Tựa hồ muốn nói gì, nhưng, không chờ hắn mở miệng, soạt một tiếng, một đạo hàn quang bỗng nhiên sáng lên. Ngô Tam Quang ra tay, rút ra trường kiếm bên hông, thanh kiếm này rất kỳ quái,
vừa ý dậy là tia chớp hình dáng, nói là kiếm, lại có chút xem đao kích. Đám người, đều là kinh ngạc. Cái này Đông Hoàng Thiên Điện người, thật là bá đạo. Một lời không hợp, liền trực tiếp động thủ. Nam tử kia hiển nhiên cũng không nghĩ tới, đối mặt một kiếm này, sắc mặt hắn ngay tức thì trắng bệch, mồ hôi lạnh cuồn cuộn xuống, gào thét một tiếng, trong tay, nhiều hơn một chuôi gậy sắt, cả người linh lực lao nhanh, gậy sắt ở trong tay, hóa thành muôn vàn long ảnh, hướng kiếm quang kia, càn quét đi. Một côn này rất mạnh, đám người trong mắt sáng lên, đối với chàng trai thực lực coi trọng một phần. Có lẽ, tên nam tử này tự có cơ hội chặn Ngô Tam Quang một kiếm. Có thể, một khắc sau, vậy muôn vàn long ảnh lại là giống như sương mù vậy nhanh chóng tiêu tán, rào một tiếng, mưa máu tự nhiên, một cổ thi thể, chậm rãi ngã xuống đất. Vậy sọ đầu của nam tử lại là trực tiếp bị cái này chém xuống một kiếm, quăng lên không trung. Gò má trên còn là một bộ vẻ khó tin. Ngô Tam Quang nhận lấy đầu lâu, vạch trần gò má lên mặt nạ, lộ ra một tấm khá là khuôn mặt anh tuấn, nhưng cùng Chu Uyên hoàn toàn không giống. Sắc mặt như thường tùy ý đem đầu người kia ném xuống. Mọi người thấy một màn này, đều là tâm đảm đều là hàn, một người còn chân cảnh 5 tầng thiên tồn tại, cứ như vậy bỏ mình. Đông Hoàng Thiên Điện võ giả, thực lực hiển nhiên so giống vậy cùng cấp tồn tại còn muốn cao hơn rất nhiều à. Mới vừa tên kia võ giả, đối mặt một ít mới vừa đột phá tầng 6 thiên võ người cũng có thể ngăn cản chốc lát chứ. Thậm chí có cơ hội chạy trốn. Có thể ở Ngô Tam Quang trước mặt nhưng là trong nháy mắt giết. Đây là, Ngô Tam Quang lại hướng trong đám người nhìn, rất nhanh phong tỏa một đạo thân ảnh nói, người đi ra, cầm mặt nạ tháo xuống. Người này, ngồi xếp bằng ở xó xỉnh bên trong, tu vi không tính là quá cao, còn chân cảnh 4 tầng thiên. Ban đầu, người này chỗ ngồi hẻo lánh, Ngô Tam Quang không thấy, mới một mắt theo dõi tên xui xẻo kia. Đạo thân ảnh kia chậm rãi đứng dậy. Đi tới Ngô Tam Quang trước mặt, đám người hướng người thanh niên này nhìn, đều là thần sắc động một cái, thanh niên này tướng mạo bình thường, nhưng, lớn nhất đặc điểm chính là ánh mắt. Một đôi vô cùng trong suốt trong mắt, đây là bất kỳ mặt nạ đều không cách nào che giấu. Có thể này người đi tới liền Ngô Tam Quang trước mặt sau đó, nhưng là không có động tác, Ngô Tam Quang cặp mắt híp lại nói, kêu ngươi tháo xuống mặt nạ, không có nghe gặp. Tên thanh niên kia nhưng là chậm rãi mở miệng nói, không cần. Không cần. Trương Tấn cười lạnh nói, người biết cự tuyệt sẽ là kết quả gì không? Đám người nghe vậy, cũng không nhịn được hướng vậy thi thể không đầu nhìn. Giờ phút này, thanh niên kia, nhưng là nhàn nhạt nói, ta chính là Chu Uyên. Tiếng nói vừa dứt, Chu Uyên trong tay liền nhiều hơn một chuôi 1 mét đoạn kiếm, thần sắc ngay tức thì ác liệt. Một cổ vô cùng khổng lồ kiếm ý đem Ngô Tam Quang hoàn toàn bao phủ, rồi sau đó, một kiếm chém ra. Giờ khắc này, hắn sáng rực võ hồn cùng trên trường kiếm tản ra kiếm khí, cơ hồ hoàn mỹ tương hợp, kiếm quang kia bộc phát sáng chói đứng lên, tản mát ra loại nào đó khó mà hình dung khủng bố ý vận. Chính là Diệp Thần truyền hồn võ tương hợp chi đạo. Một đoạn thời gian không gặp, Chu Uyên ở chỗ này đạo bên trên, bộc phát tinh thuần. Mặc dù hôm nay hắn bất quá là còn thật 4 tầng thiên tu vi, nhưng, một kiếm này uy thế đã mơ hồ uy hiếp vùng lân cận cường giả. Tất cả mọi người có chút kinh sợ. Ngày này sinh võ tử, quả nhiên danh bất hư truyền. Bất quá. Ngô Tam Quang trên mặt nhưng là hiện lên vẻ khinh thường, bọn họ trước khi tới, các trưởng lão liền nghiên cứu qua Chu Uyên võ đạo, lại là biết Chu Uyên nhược điểm. Coi như Chu Uyên có thể vượt cấp thì như thế nào? Ở bọn họ trước mặt, vẫn là sẽ chết. Ngô Tam Quang trường kiếm trong tay theo vung tay lên, liền đem vậy đầy trời kiếm khí tất cả đều mất đi, đồng thời Chu Uyên sắc mặt biến đổi, kiếm thế liền biến, điên cuồng ngăn cản vậy mất đi liền hắn kiếm khí sau đó, còn ở hướng hắn vào tới kiếm quang. Âm tiếng vang liên tục, thật vất vả đem kiếm quang này ngăn trở, mà Chu Uyên nhưng cũng là rên lên một tiếng, miệng phun máu tươi, nặng nề ném xuống đất. Chu Uyên có chút bất ngờ. Kiếm ý của đối phương thật giống như khắp nơi khắc chế hắn. Đây là vì cái gì? Bất quá, làm mọi người có chút bất ngờ chính là, Ngô Tam Quang, nhưng là không có giết Chu Uyên. Trên thực tế, bọn họ nguyên vốn cũng không dự định đem Chu Uyên đánh chết, nghe nói Chu Uyên và Đông Hoàng Đế Quân có một chút điểm quan hệ. Hơn nữa, bọn họ mục tiêu chân chính là Diệp Thần, Chu Uyên bất quá là một con mồi. Sở dĩ tiêu diệt mới vừa tên kia võ giả, chính là bởi vì Ngô Tam Quang kết luận,
hắn không phải Chu Uyên, giết hắn chỉ là muốn lập uy thôi. Trương Tấn vung tay lên, đem một đạo xiềng xích quấn quanh ở Chu Uyên trên mình, hắn cả người linh lực ngay tức thì bị giam cầm. Hắn đi tới Chu Uyên trước mặt, lạnh lùng nói, thằng nhóc, nói cho ta, Diệp Thần ở nơi nào? Chu Uyên mặt không thay đổi nhìn hắn nói, không biết. Trương Tấn híp đôi mắt một cái, trong tay xiềng xích siết siết chặt một phần, từng cơn đau nhức tràn vào Chu Uyên trong cơ thể. Nhưng, hắn như cũng không nói một lời. Trương Tấn hừ lạnh một tiếng nói, ta hỏi một lần nữa, Diệp Thần ở nơi nào? Ngươi không phải Diệp Thần chó sao? Chủ tìm người cũng không biết. Chu Uyên cười lạnh nói, ha ha, ngươi hẳn vui mừng ta không biết, nếu không, các ngươi loại phế vật này ở trước mặt công tử, chỉ có, bị đạp bể phần. Trương Tấn trong mắt tức giận chớp mắt. Một cái càn khôn cảnh giác dưới còn đạp bể bọn họ. Hắn thì phải lại thêm lớn khóa lực độ lúc đó, Ngô Tam Quang nhưng là mở miệng nói, từ biệt, thằng nhóc này, là con mồi. Nhưng, Trương Tấn nghe vậy nhưng là có chút khinh thường nói, cái này Chu Uyên rơi vào trên tay chúng ta, có thể tên kia kêu Diệp Thần tiểu tử thật sẽ xuất hiện sao? Ta xem, hắn dám đến cái này thiên chi đỉnh mới là lạ. Ngô Tam Quang nhưng là nói, ta cảm thấy, hắn sẽ đến. Sẽ đến. Trương Tấn khóe miệng dương lên vẻ chế nhạo nụ cười nói, một cái càn khôn cảnh con kiến hôi, sợ rằng thực lực còn không bằng Chu Uyên chứ. Cũng dám tới. Hắn tới chính là chết, trừ phi hắn đầu óc có vấn đề, thích tự tìm cái chết, mới sẽ đến. Bất quá, Ngô Tam Quang nhưng là nói, nghe nói, người này thực lực vượt xa cảnh giới, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Hôm nay chúng ta đã bắt được Chu Uyên, chỉ cần thả ra tin tức, vậy Diệp Thần hẳn sẽ xuất hiện, chúng ta vẫn là thông báo Bạch Sư Huynh, đi trước trở về đi. Trương Tấn nghe vậy, nhìn Ngô Tam Quang nhưng là có chút khinh miệt, thằng nhóc này thật vẫn bị lời đồn đãi sợ choáng váng. Hắn nhàn nhạt nói, đối với như thế cái phế vật, vì sao tới mức này? Chẳng lẽ, người ta còn chưa đủ, nếu như xuất hiện ở chúng ta trước mặt, đừng nói là người ta và Bạch Sư Huynh. Chính là dựa vào Hoàng Cửu Bình bọn họ cũng có thể ung dung đem thằng nhóc này giải quyết chứ. Người biết Bạch Sư Huynh tính cách, hắn là cái võ si, quấy rầy hắn thăm dò thiên chi đỉnh, hắn có thể sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Trương Tấn thân là trời điện đệ tử, tự nhiên vô cùng ngạo, thiên điện bên trong liên quan tới Diệp Thần tin tức truyền được thần hồ kỳ thần, hắn có chút khinh thường. Cho rằng đây bất quá là lời đồn đãi thôi, một cái càn khôn cảnh tiểu tử, làm sao có thể cường đại như vậy. Thậm chí, còn có người nói, thằng nhóc này để cho Đông Hoàng Đế Tôn, Vạn Trưởng Lão, Hứa Trưởng Lão ba người bị thương. Tức cười cực kỳ, thứ nói láo này cũng có thể tin. Hoàng Cửu Bình các người cũng là phụ họa nói, đúng vậy, Ngô Công Tử, một cái tiểu phế vật thôi, đính đa có chút hậu thủ, dùng để hù dọa người mà thôi. Đúng vậy, dựa vào chúng ta vậy là đủ rồi. Ta cảm thấy, chính ta là có thể đem nghiền ép. Bọn họ cũng không muốn rước lấy Bạch Tự Kỳ lửa giận à. Ngô Tam Quang khẽ cau mày, còn muốn nói gì, nhưng vào lúc này, một bóng người nhưng là đột nhiên từ trong gió tuyết thoáng hiện, xuất hiện ở Chu Uyên trước người. Đám người, hướng bóng người này nhìn, người này ngược lại là không có mặc chống lạnh quần áo, thân sắc nhàn nhạt, làm người khác chú ý nhất, là hắn tu vi. Càn khôn cảnh, Trương Tấn các người đều là con ngươi co giúp một cái nói, Diệp Thần. Chu Uyên cũng là sửng sốt một chút, ngay sau đó, vô cùng mừng rỡ nói, công tử. Đoạn thời gian này, Chu Uyên một mực lo lắng Diệp Thần, hôm nay thấy Diệp Thần bình an, hắn rất vui vẻ. Diệp Thần khẽ mỉm cười nói, Chu Uyên, thật lâu không gặp. Đây là, lại là một đạo thân ảnh từ trong gió tuyết đi tới, xuất hiện ở Diệp Thần bên người, đây là một cô gái tuyệt mỹ. Nàng quét Trương Tấn các người một cái nói, cái này mấy người làm thế nào? Bạch Tự Kỳ không có ở đây, cái này mấy người Nam Tiêu Ly căn bản không coi vào đâu. Diệp Thần nhàn nhạt nói, giao cho ta. Nam Tiêu Ly có chút kinh ngạc nói, Diệp Thần, người xác định. Diệp Thần, lại dự định một người đối mặt hai người thiên điện cường giả. Phải biết, thiên điện thực lực võ giả vượt xa cùng cấp. Hắn biết Diệp Thần rất mạnh, có thể là hai người này đối thủ sao? Nam Tiêu Ly có chút không yên tâm. Diệp Thần nhưng là cười được, cái này hai người, không đủ gây sợ hãi. Trương Tấn cùng Ngô Tam Quang nghe vậy đều là thần sắc trầm xuống. Đặc biệt, là Trương Tấn cơ hồ đều nổi cơn thịnh nộ à. Mặc dù,
hắn có chút không nhìn thấu Diệp Thần sau lưng cô gái kia tu vi, nhưng, cô gái này cũng là cực kỳ trẻ tuổi, hơn 100 tuổi, muốn đến cũng sẽ không mạnh đi nơi nào, lại cùng Diệp Thần phế vật này một sướng một họa, xem thường bọn họ. Hắn nhưng mà thiên điện đệ tử à. Trong chốc lát, Trương Tấn sắc mặt đã giận đến đỏ bừng, chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần, gào thét nói, nhóc rác rưởi, chính ở chỗ này phô trương thanh thế. Tiếng nói vừa dứt, hắn liền hóa thành một đạo tàn ảnh hướng Diệp Thần nhào tới, còn chân cảnh trung kỳ hơi thở hoàn toàn bùng nổ, tại chỗ võ giả đều là cảm thấy tâm thần chấn động một cái. Tuyết bay đầy trời, đều ở đây cái này hơi thở cuồng bạo bên trong, như ngừng lại không gian bên trong, một loại áp lực vô hình bao phủ cả tòa Hàn Bắc Linh Sơn, tựa hồ phải đem thiên địa vạn vật nghiền nát. Trương Tấn thần sắc dữ tợn, một kích này hắn muốn xuất toàn lực đem Diệp Thần hoàn toàn xé thành phấn vụn. Hắn hai tay bên trên xuất hiện đối với giải móng, huyết khí lượn quanh giải móng, không biết cắn nuốt máu của bao nhiêu người dịch. Hắn cả người linh lực bơm vào đến hai móng bên trong, nạt nhỏ là máu tập thiên. Một cái nhào này, thật là giống như hóa thân Tu La Hổ Vương, uy thế vô cùng, tựa hồ liền cả tòa Hàn Bắc Linh Sơn cũng có thể ở nhào lên bên trong nghiền, mà trong tay giải móng cũng là cùng một cái nhào này lực, hòa làm một thể, có thể nói. Đạt tới người móng hợp nhất cảnh giới, đem nhào lên lực hoàn mỹ sáp nhập vào tên này là máu tập thiên võ kỹ bên trong. Trong tay dài móng bên trên, hồng quang bộc phát nồng nặc, huyết tinh khí tức, ùn ùn kéo đến. Tổng thể mà nói, Trương Tấn một kích này rất cường đại. Không hổ là thiên điện đệ tử, thực lực xuất chúng. Nhưng, Ngô Tam Quang nhưng là thần sắc đông lại một cái nói, Trương Tấn, chờ một chút. Trương Tấn ra tay quá đột nhiên. Hắn có chút không theo kịp, ở kỳ lý muốn trạng thái bên trong, là hai người đồng loạt ra tay vây quét Diệp Thần. Trương Tấn nghe vậy, nhưng là khóe miệng phẩy một cái, tràn đầy khinh thường. Hắn tự nhiên biết Ngô Tam Quang ý, nhưng, Ngô Tam Quang cái này há chẳng phải là nói hắn Trương Tấn có thể không phải phế vật này đối thủ. Ha ha, Ngô Tam Quang, thực lực không tệ, nhưng, người nhát gan như chuột, có thể có cái gì đại thành tựu. Trương Tấn chính là khinh thường. Không phục, chính là muốn chứng minh, mình có thể tùy ý nghiền ép bị thổi phồng lên nhóc rác rưởi. Diệp Thần cổ tay lộn một cái, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, ầm một tiếng, một đạo hỏa diễm ở sau lưng mở ra, cả người kim ngọn lửa màu bạc lượn lờ, đồng thời, cuồn cuộn yêu khí điên cuồng bùng nổ. Đối mặt Trương Tấn, Diệp Thần ngược lại là không có khinh thường dự định. Mấy ngày qua, hắn lại là cắn nuốt mấy quả đạo tinh, thực lực có tăng lên, nhưng... Ở không mượn sóc lão cùng huyền hàn ngọc lực lượng dưới tình huống, thực lực khoảng cách còn chân cảnh 7 tầng thiên, còn có một chút chênh lệch. Đối mặt Trương Tấn cái này cùng đến gần này cảnh cường giả, vẫn là phải toàn lực xuất thủ. Trương Tấn nhìn tản mát ra dâng trào uy thế Diệp Thần, nhưng là châm chọc nói, ha ha, người hù dọa được người khác, có thể hù dọa được ta. Hiện tại, ta sẽ để cho tất cả người nhận rõ sở, ngươi là cái dạng gì phế vật. Vậy một đám võ giả thấy vậy đều là lắc đầu, hai người cảnh giới chênh lệch quá xa, Diệp Thần căn bản không có lật bàn có thể, ở bọn họ xem ra Diệp Thần đã là một người chết. Mà Nam Tiêu Ly cũng là âm thầm vận chuyển linh lực, làm xong tùy thời xuất thủ cứu người dự định. Diệp Thần trong mắt hàn mang chớp mắt, một đạo nồng nặc màu đen kiêu căng bỗng nhiên ở hắn trường kiếm trong tay bên trên hiện lên. Tinh hồn chém. Một khắc sau, một đạo sáng chói ánh sao, chính là kích động ra. Cùng người nọ móng tương hợp, hóa là một đạo tia máu đánh tới Trương Tấn đụng vào một nơi. Ầm một tiếng vang thật lớn. Cả tòa Hàn Bắc Linh Sơn đều là chấn động kịch liệt liền một tí, ngay sau đó, một tiếng hét thảm vang lên. Mọi người con người bỗng nhiên co rúm một cái, trên mặt rối rít hiện lên không tưởng tượng nổi vẻ. Điều này sao có thể? Chỉ gặp, một đạo máu tươi đầm đìa bóng người ngay tức thì đổ bay ra, hung hãn đụng vào một khối núi đá bên trên. Đụng núi đá kia nát bấy, người này, bất ngờ chính là vậy trước vô cùng hung tàn Trương Tấn à. Trương Tấn lại bị Diệp Thần một kiếm đả thương. Nói cách khác, Diệp Thần thực lực đã vượt qua còn chân cảnh 6 tầng thiên tầng thứ. Đây là càng nhiều ít cảnh giới à. Thật là để cho ra đầu tê dại. Trương Tấn cũng là sắc mặt trắng bệch, hô hấp đều phải dừng lại, mới vừa một kiếm kia mơ hồ lại là để cho hắn cảm thấy hơi thở tử vong, nếu không phải ở một khắc cuối cùng. Hắn đổi công làm thủ mà nói, hiện tại, coi như không chết, chỉ sợ cũng hoàn toàn mất đi chiến lực à. Bất quá, rõ ràng Diệp Thần thực lực ra dự liệu, mà Trương Tấn cũng là bị thương,
có thể, hắn khóe miệng nhưng là không khỏi, hiện lên nụ cười quỷ dị. Cùng lúc đó, Nam Tiêu Ly kêu lên một tiếng nói, Diệp Thần, chú ý. Vừa nói, nàng liền muốn ra tay. Có thể chậm. Giờ phút này, Diệp Thần sau lưng chập chờn cùng nhau, một đạo thân ảnh quỷ dị hiện lên, trong tay kiếm chém về phía Diệp Thần cổ, nhìn như, tựa hồ là vô cùng là thông thường một kiếm, nếu nói là có đặc điểm gì nói. Vậy, chính là mau. Cực nhanh cực nhanh. Giờ phút này, Ngô Tam Quang cả người phun trào ra tam sắc quang mang, ánh sáng bên trong hàm chứa nổ vậy lực lượng, hắn cả người hiện lên đạo đạo màu tím đen gân xanh, hiển nhiên vận dụng cái này tam sắc quang mang đối với thân thể gánh vác cực kỳ to lớn, là loại nào đó kích thích tiềm năng liều mạng thủ đoạn. Hắn vì đuổi theo Trương Tấn lại là liền cái này lớn nhất lá bài tẩy đều đem ra hết. Trương Tấn nguyên bản đối với Ngô Tam Quang cẩn thận nhìn hờ hững, hiện tại, nhưng từ đáy lòng bội phục à. Hắn vô cùng cảm ơn Ngô Tam Quang cẩn thận, chính là phần này cẩn thận, đem vốn là nguy cơ hóa thành cơ hội à. Trương Tấn rất rõ ràng, Ngô Tam Quang lần này bùng nổ chỉ có thể duy trì một cái chớp mắt, nhưng, một cái chớp mắt này, Ngô Tam Quang nhưng có thể so với còn chân cảnh 7 tầng thiên thực lực. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, hắn tốc độ sẽ sắp đến sợ hãi bước. Diệp Thần thằng nhóc này, mặc dù rất nghịch thiên, không ngờ, nhưng vẫn là được chết à. Trương Tấn mừng như điên. Nháy mắt tức thì, thời gian tựa hồ cũng chậm lại, chỉ có Ngô Tam Quang kiếm trong tay vẫn nhanh chóng nhanh, hắn thần sắc trầm ngưng, không có một tia một hào buông lỏng, rốt cuộc, một kiếm này phá vỡ Diệp Thần cổ, chém nhập trong đó, máu tươi tung tóe. Cho dù là cẩn thận như Ngô Tam Quang, giờ khắc này cũng là cười, kích động. Hắn biết Diệp Thần sinh mệnh lực rất cường đại, nhưng, đầu bị chặt xuống, không thể nào còn có thể sống chứ. Giờ khắc này, có thể nói Diệp Thần đã là một người chết, hắn Ngô Tam Quang sẽ đem hắn thật tốt đầu lâu miễn cưỡng chém xuống. Mà Chu Uyên cùng Nam Tiêu Ly trong mắt đều là hiện lên vô cùng là lo lắng thần sắc, làm thế nào? Chẳng lẽ, Diệp Thần thật phải bỏ mạng ở Ngô Tam Quang dưới một kiếm này? Mắt thấy, một kiếm kia lấy tốc độ thật nhanh chặt đứt Diệp Thần cổ, máu tươi hóa thành đầy trời mưa máu, cơ hồ phải đem cái này Hàn Bắc Linh Sơn đỉnh núi cũng nhuộm thành màu máu. Diệp Thần tử cục, tựa hồ đã quyết định à? Có thể, ở nơi này cái nháy mắt, không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện, Ngô Tam Quang nhưng là bỗng nhiên sắc mặt biến đổi. Kiếm hắn cảm nhận được liền cực lớn lực cản. Lập tức, Ngô Tam Quang đầu óc liền nổ tung à? Kiếm của mình có nhiều sắc bén, hắn rất rõ ràng, có thể, tại sao sẽ có cái loại này lực cản? Tựa như, hắn chém chúng không phải là người cổ, mà là ngoài bầu trời vẫn kim loại bền chắc không thể gãy cao cấp vật liệu à. Ngô Tam Quang võ giả trực giác, vào giờ khắc này ngay tức thì bùng nổ, cảm nhận được liền không cách nào hình dung nguy hiểm. Hắn quyết định thật nhanh, lại là làm ra một cái ngoài dự liệu của mọi người cử động, hắn không muốn tiếp tục chặt đứt Diệp Thần cổ, mà là muốn thu kiếm lui về. Mọi người thấy một màn này đều là trợn tròn mắt à. Ngô Tam Quang muốn làm gì? Đều phải cầm Diệp Thần đầu hoàn toàn chặt xuống, bây giờ trở về rút lui. Khôi hài sao? Đây chính là phải giết cơ hội à, nhưng muốn buông tha. Bất luận là vì sao trường hợp hạ, đều phải chém đi xuống đi. Trương Tấn càng là muốn mắng mẹ, cái này Ngô Tam Quang là kia dây thần kinh mắc sai. Nhưng, Ngô Tam Quang nhưng rất rõ ràng, mình một kiếm này đã chặt đứt Diệp Thần nửa cổ, coi như không toàn bộ chặt đứt, vậy đủ để trọng thương Diệp Thần liền chứ. Tiếp theo, cùng Trương Tấn tỉnh lại, hai người liên thủ liền có rất lớn chắc chắn đem Diệp Thần bắt lại. Hắn cũng không muốn cho Diệp Thần ở một khắc cuối cùng bạo khởi lật bàn cơ hội. Nhưng là, ngay tại hắn sắp rút kiếm rời đi nháy mắt, Ngô Tam Quang sắc mặt nhưng là bỗng nhiên cứng đờ, mồ hôi lạnh ngay tức thì ướt đẫm hắn sau lưng. Hắn nhìn trước mắt thanh niên hình bóng, trong mắt tràn đầy sợ hãi vẻ. Tại sao? Kiếm hắn không rút ra được à? Giờ phút này, kiếm hắn tựa như vững vàng cố định ở Diệp Thần trên cổ vậy. Mà ở Diệp Thần chính diện, Trương Tấn nhưng là tròng mắt run rẩy, hắn thấy được mình một màn trọn đời khó quên. Cho dù ai thấy một người đàn ông khắp người máu tươi, còn có thể cười được hình ảnh, sợ rằng, cũng sẽ đều không cách nào quên chứ. Nhưng, Diệp Thần nhưng không chỉ là cười à. Giờ phút này, hắn tay lại là vững vàng bắt được Ngô Tam Quang trường kiếm mũi kiếm. Kết quả này là cái gì phương thức chiến đấu à? Quái vật cũng không có như thế chiến đấu chứ.
quá khủng bố, quá rung động, quá sợ hãi. Tất cả mọi người đều xem ngu à. Ngay tại lúc này, Diệp Thần thanh âm truyền vào Ngô Tam Quang trong tai nói, trực giác ngược lại không tệ, đáng tiếc tốc độ vẫn là chậm một phần. Hắn thanh âm bên trong tựa hồ lộ ra một vẻ nụ cười, hoàn toàn không giống bị chém bị thương cổ người như vậy nói, ta bắt ngươi. Không sai, Diệp Thần chính là bắt được Ngô Tam Quang, nói chính xác là kiếm hắn. Trên thực tế, cho dù Diệp Thần bắt được thanh kiếm này, nhìn như, vẫn là Diệp Thần trọng thương, Ngô Tam Quang chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, có thể chẳng biết tại sao tất cả mọi người có một loại cảm giác, đó chính là thật giống như rơi vào tuyệt cảnh là Ngô Tam Quang vậy à. Loại cảm giác này, thật đáng sợ. Mà Ngô Tam Quang mình, đồng dạng là loại cảm giác này. Hắn lúc này thì phải buông ra trường kiếm của mình. Đáng tiếc, cái này chốc lát chỉ hoãn, nhưng đã đủ rồi. Phệ hồn thông thiên. Hồn thể đổi thành phát động, Diệp Thần giờ phút này trong cơ thể mãnh liệt dâng trào thân xác lực, ngay tức thì biến thành vô tận hồn lực, ngay chớp mắt hóa thành một đạo cự nhân ảnh, hướng Ngô Tam Quang chém xuống một kiếm. Kinh khủng kia hồn lực khoảnh khắc chìm ngập Ngô Tam Quang thức hải. Ngô Tam Quang phát ra một tiếng hét thảm, thất khiếu bên trong ngay tức thì máu tươi chảy ròng, tâm thần được kịch liệt chấn động, mà cùng lúc đó, Diệp Thần lại là trực tiếp đem cổ bên trong trường kiếm, rút ra, rồi sau đó, chợt vừa quay người, một kiếm hung hăng hướng Ngô Tam Quang chém xuống. Đám người là đờ đẫn, bọn họ không biết, tại sao một người bị như vậy bị thương dưới tình huống, còn có thể tiếp tục chiến đấu. Hơn nữa, còn một bộ chiến lực không chút nào giảm xuống hình dáng. Đối mặt một kiếm này, Ngô Tam Quang gần như hít thở không thông à. Hắn nhanh chóng buông tha trường kiếm trong tay, hai tay giơ cao, chắn trước người, đồng thời, mấy đạo pháp khí hộ thân bay ra lượn lờ quanh thân. Một khắc sau, ầm một tiếng vang thật lớn. Lại là một tiếng hét thảm vang lên. Một kiếm này bên trong, bộc phát ra vô cùng lực lượng. Ngay tức thì đem vậy đếm kiện pháp khí hộ thân bày ra phòng ngự biến dạng, dẫu sao, Ngô Tam Quang giờ phút này bày ra phòng ngự quá vội vàng. Thật là so Trương Tấn đổi công làm thủ còn muốn cực hạn rất nhiều hơn. Vậy cuồng bạo kiếm ý dưới, Ngô Tam Quang hai tay ngay tức thì nổ bể, dưới chân mặt đất cũng là ngay tức thì nổ tung, ầm một tiếng vang thật lớn, cả người đều bị đập vào một cái hố sâu bên trong. Đám người giống như tượng đá vậy, cả người bắp thịt cũng cứng lên. Bọn họ cơ giới chuyển động con ngươi, nhìn về phía trong cái hố sâu bên trong đạo thân ảnh kia, chỉ gặp, một tên nam tử hai tay đã biến mất không gặp, cả người là máu, thoi thóp nằm ở nơi đó. Ai vậy không nghĩ tới, chiếm hết ưu thế, cơ hồ nhìn như thì phải đem Diệp Thần hoàn toàn chém giết Ngô Tam Quang sẽ ở trong chớp mắt, rơi được kết quả như thế này à. Mà hơn nữa làm bọn họ, thần hồn đều phải bị hù được tiêu tán một màn, xuất hiện. Chỉ gặp. Diệp Thần trên cổ vậy vô cùng dữ tợn vết thương chí mạng miệng, lại là ở dưới con mắt mọi người nhanh chóng khép lại, ngay chớp mắt, khôi phục như lúc ban đầu. Trong chốc lát, đám người đối với Diệp Thần sinh ra một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi. Diệp Thần ở trong mắt bọn họ căn bản không phải người, mà là quái vật bên trong quái vật. Sức khôi phục mạnh, chân tay gãy sống lại, thậm chí, trọng tố thân thể vân. Vân, bọn họ cũng không phải là không có gặp qua. Có thể đó cũng là phân tình huống. Vậy chỉ có cấp thấp võ giả mới có thể đang chiến đấu làm được. Tại sao? Bởi vì, một khi tu vi tăng lên tới còn chân cảnh trung kỳ trở lên tầng thứ này, công kích đều cơ hồ áp đảo thiên đạo quy luật bên trên liền à. Người đang còn muốn loại công kích này bên trên tùy ý tu bổ tự thân. Ha ha, vậy cần sinh mệnh lực là gấp bao nhiêu lần tăng lên à? Cơ hồ không thể nào làm được. Có thể. Diệp Thần hết lần này tới lần khác làm được. Nói cách khác, sinh mạng lực cường đại đến hoàn toàn vượt quá lẽ thường à. Diệp Thần ngược lại là thần sắc như thường, mới vừa Ngô Tam Quang đối với mình một kiếm chém đầu, chỉ là thị giác hiệu quả sợ hãi thôi, trên thực tế, trình độ nguy hiểm xa xa không bằng ngày đó Lục Trường Phong thi triển đánh lén nhất kích. Mà liền Lục Trường Phong vậy đánh lén nhất kích, Diệp Thần cũng có thể kháng cự, huống chi là Ngô Tam Quang một kiếm. Thậm chí một kiếm này ở hắn tận lực phòng ngự bên trên, muốn chém xuống hắn đầu lâu đều là một chuyện khó. Bất quá, coi như thật chém, Diệp Thần thì thật sẽ chết sao? Tự nhiên sẽ không, nói khó nghe, nếu như không thể kéo dài bộc phát ra còn chân cảnh 7 tầng thiên cảnh lực lượng, chỉ là một cái chớp mắt nói, đối với hắn không có uy hiếp chút nào,
cho dù đầu bị chặt xuống, hắn cũng có thể ngay tức thì cùng lúc đầu thân thể tương hợp. Diệp Thần thân xác chính là nghịch thiên đến như vậy trình độ. Mà toàn bộ quá trình, nhìn như rất phức tạp, thật ra thì bất quá là phát sinh ở một cái chớp mắt tới giữa thôi. Giờ phút này, Trương Tấn, Hoàng Cửu Bình các người là hoàn toàn bị sợ choáng váng à, mới vừa vậy sợ hãi một màn ở bọn họ đầu óc bên trong vẫy không đi. Trương Tấn trong lòng là vô cùng hối hận à. Hắn ban đầu có nhiều khinh thị Diệp Thần, hôm nay thì có hơn sợ hãi. Mặc dù, hai người nhìn như đều là bị Diệp Thần bại trong chớp mắt, nhưng, hắn rất rõ ràng, trên thực tế hai người liên thủ hơn nữa Hoàng Cửu Bình các người, cùng Diệp Thần chênh lệch còn không có lớn đến không cách nào bù đắp bước. Mà, nếu như mới có thể thông báo Bạch Tự Kỳ trở lại, chỉ cần có thể chống đỡ đến Bạch Tự Kỳ đến, cũng rất có thể đem Diệp Thần hoàn toàn đánh chết à. Có thể hiện tại, hối hận cũng vô ích. Diệp Thần tiện tay một kiếm chấm dứt Ngô Tam Quang, liền hướng Trương Tấn đi tới. Mà Trương Tấn giờ phút này nhưng là điên cuồng gửi linh tin, thông báo Bạch Tự Kỳ. Có thể, để cho hắn tim hoàn toàn chìm vào đáy cốc chính là, Bạch Tự Kỳ chẳng biết tại sao lại là không có chút nào đáp lại. Kết quả chuyện gì xảy ra? Một bóng người xuất hiện ở trước người của hắn, Trương Tấn ngẩng đầu lên, nhìn trước mặt thần sắc lạnh nhạt thanh niên. Hắn khuôn mặt đã hoàn toàn bởi vì sợ hãi mà vặn vẹo. Trương Tấn hướng về phía Diệp Thần gào thét nói, Diệp Thần. Ngươi đừng lấy là giết ta là có thể an toàn. Đáng chết rác rưởi, Bạch Sư Huynh, so ngươi mạnh mẽ vô số lần. Hôm nay, hắn ở Thiên Chi đỉnh bên trong, rất có thể đã lấy được kỳ ngộ. Thực lực sẽ điên cuồng bạo tăng, đến lúc đó, chết được chính là ngươi. Ha ha ha, ngươi biết cho ta chôn theo. Phải không? Diệp Thần mặt vô thần sắc. Sau đó một kiếm liền đem thương thế chưa khôi phục Trương Tấn hoàn toàn tiêu diệt. Rồi sau đó, hắn nhìn về phía Hoàng Cửu Bình các người. Hoàng Cửu Bình mấy người, hôm nay đã bị sợ được hoàn toàn không thể động đậy à. Trừ một người, đó chính là Trần Khúc Tô. Cái này 6.000 tuổi nam tử, tựa như một cái người máy vậy, cực kỳ lạnh lùng, không có chút nào cảm tình hướng Diệp Thần nhào tới. Hắn thực lực hoàn toàn là chịu chết. Nhưng hắn lại không có một chút ý rút lui. Diệp Thần nhìn người này, ánh mắt nhỏ tránh, hắn biết, người này là như vậy thuở nhỏ bị người huấn luyện đặc biệt tử sĩ, mặc dù còn duy trì nhân cách, nhưng chỉ sẽ nghe lệnh làm việc mà thôi. Bất quá, lấy Trần Khúc Tô thực lực tự nhiên không thể nào đối hắn tạo thành bất kỳ uy hiếp, hắn tiện tay một kiếm liền đem mất đi. Hoàng Cửu Bình các người hơn nữa run rẩy, bọn họ biết Trần Khúc Tô là tử sĩ, nhưng không biết Đông Hoàng Thiên Điện an bài như thế cái nhỏ yếu tử sĩ, đi theo bọn họ là dụng ý gì? Phải dùng tử sĩ đối phó Diệp Thần vậy đổi một cường đại à? Tìm loại rác dưới này tử sĩ có ích lợi gì? Diệp Thần nhìn về phía Hoàng Cửu Bình nói, Bạch Tự Kỳ đâu? Hoàng Cửu Bình có chút run rẩy địa đạo, Bạch Công Tử, vào. Tiến vào Thiên Chi Đỉnh, không liên lạc được. Trương Tấn sau khi chết, vậy xiềng xích vậy tự nhiên mở ra, Chu Huyên đứng lên. Thần sắc ngưng trọng nói, công tử muốn chú ý, cái này Bạch Tự Kỳ không liên lạc được, có thể thật xem Trương Tấn nói như vậy, ở Thiên Chi Đỉnh bên trong đạt được kỳ ngộ. Bạch Tự Kỳ thực lực bản thân cường hãn, lại là võ si, rất thích hợp đây có võ vương tuyệt cảnh danh xưng là Thiên Chi Đỉnh. Nam Tiêu Ly cũng là cau mày nói, nếu như bị Bạch Tự Kỳ đạt được võ vương truyền thừa, liền không xong, võ vương truyền thừa nghe nói có thể ngay tức thì để cho võ giả thực lực đại phúc tăng lên tới một cái sợ hãi tầng thứ. Nếu như nói như vậy, Bạch Tự Kỳ thành công thu được truyền thừa sau đó, chúng ta liền nguy hiểm. Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh nói, chúng ta bây giờ tiến vào võ vương tuyệt cảnh. Ngay tại lúc này, vậy lượn lờ ở Thiên Chi Đỉnh trên cực quang ầm ầm bạo tán, mà tản ra cực quang nhưng là bao phủ lên núi tuyết chung quanh. Giờ phút này, chính là tiến vào võ vương tuyệt cảnh lớn thời cơ tốt, nhưng, không người nào dám động, không người nào dám ở Diệp Thần trước tiến vào cái này Thiên Chi Đỉnh. Chu Huyên đối với vậy hỏi, công tử, cái này mấy người làm thế nào? Diệp Thần nhìn về phía Hoàng Cửu Bình các người, nhàn nhạt nói, giết đi. Hoàng Cửu Bình các người mặc dù không có ra tay, nhưng, mới vừa ở Trương Tấn, Ngô Tam Quang lúc động thủ, cái này mấy người đối với hắn đều là sinh ra sát ý, như vậy thì được chết. Chu Huyên ánh mắt chớp động nói, công tử, chuyện này có thể hay không giao cho ta? Diệp Thần có chút bất ngờ quét Chu Huyên một mắt. Chu Huyên lực công kích sâu không lường được, có thể cao có thể thấp, nếu như một mình đấu mà nói, có thể tùy tiện nghiền ép cái này mấy người,
có thể những người này rất có thể biết Chu Uyên nhược điểm, hơn nữa nếu như cái này mấy người bão đoàn lại bất đồng, bọn họ cũng không phải thông thường tồn tại, mỗi cái đều là cùng cấp bên trong cường giả, hợp chung một chỗ lại là khủng bố. Chu Uyên muốn phải đối phó bọn họ, có chút miễn cưỡng. Bất quá, đây cũng là một lần rất tốt lịch luyện cơ hội. Ngọc không trác, không ra hồn. Diệp Thần gật đầu nói, được. Thân hình hắn khẽ động, tựa hồ thì phải hướng Vệ Thiên Chi đỉnh đi, có thể, ngay tại lúc này, hắn đột nhiên quay đầu về Chu Uyên nói một câu nói, Chu Uyên, nếu như ngươi tiến vào Thiên Chi đỉnh có võ vương truyền thừa, tốt nhất không muốn trực tiếp hấp thu, mà là, học hỏi, lĩnh ngộ, là đủ rồi. Chu Uyên nghe vậy sửng sốt một chút, người bình thường đều là vô cùng khát vọng cái này võ vương truyền thừa, tuyệt sẽ không bỏ rơi hấp thu truyền thừa cơ hội. Có thể, Diệp Thần nhưng thật giống như không như thế cho rằng. Rất kỳ quái, nhưng Chu Uyên nhưng là không điều kiện tin tưởng Diệp Thần, không chút do dự gật đầu nói, công tử. Diệp Thần gật đầu một cái, rồi sau đó, liền cùng Nam Tiêu Ly tiến vào Thiên Chi đỉnh bên trong. Diệp Thần sau khi đi, Chu Uyên nhìn một cái Hoàng Cửu Bình các người, nhàn nhạt nói, đi vào. Hắn muốn ở võ vương tuyệt cảnh bên trong cùng những người này, ở càng nguy hiểm trong hoàn cảnh chiến đấu. Đối với mình tăng lên càng lớn. Lâm Thần Tiền của nhiều sắc mặt vô cùng khó khăn xem, âm thầm đối với Hoàng Cửu Bình nói, Hoàng công tử, làm thế nào? Nếu không, chúng ta mấy người liên thủ, và thằng nhóc này liều mạng. Giờ phút này, bọn họ trong lòng cũng chỉ có một ý tưởng, chính là chạy khỏi nơi này, lại cũng không xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Có thể, hết lần này tới lần khác hiện tại cả tòa núi tuyết đều bị vậy cực quang bao phủ. Bọn họ thực lực không cách nào phá vỡ cực quang à. Hoàng Cửu Bình nghe vậy, lắc đầu nói, chúng ta tiến vào Thiên Chi đỉnh. Coi như giết Chu Uyên không cách nào rời đi núi tuyết dưới tình huống, Diệp Thần đi ra, chúng ta vậy được chết. Hiện tại, đường ra duy nhất chính là muốn sao ở Thiên Chi đỉnh bên trong đạt được truyền thừa, thực lực bạo tăng, hoặc là liền là tìm ra Bạch công tử, thả đồng hành, như vậy chúng ta liền an toàn. Đám người nghe vậy, đều là ánh mắt sáng lên. Xem ra bọn họ còn chưa nhất định sẽ chết. Lúc này, mấy người hung hãn nhìn Chu Uyên một mắt liền tiến vào Thiên Chi đỉnh bên trong. Mà Chu Uyên cũng là thân hình chớp mắt, biến mất ở đó có chút hư ảo trong núi lớn. Ở nơi này sau đó, mới lục tục có một số võ giả tiến vào cái này Thiên Chi đỉnh. Một hồi trời đất quay cuồng sau đó, Diệp Thần cùng Nam Tiêu Ly lần nữa mở hai mắt ra, đập vào trong mắt chính là một tòa núi hoang trên mặt đất là đá xanh. Mà nhìn như bình thường không có gì lạ xanh trên núi đá nhưng là từng cái mộ. Mộ bên trên không có tên chữ, đổ nát đơn sơ, rất khó tưởng tượng đây chính là năm đó dung chuyển trời đất võ vương cửa vùng đất vẫn lạc. Bất quá, cái này Thanh Sơn mặc dù không bắt mắt, có thể tiến vào cái này Thiên Chi đỉnh sau đó, Diệp Thần cùng Nam Tiêu Ly đều là mặt lộ vô cùng là vẻ rung động. Tại sao? Bởi vì, nơi này đạo vận cùng võ ý quá mạnh mẽ. Tựa như liền không khí đều là do đạo vận và võ ý hình thành à. Nam Tiêu Ly mắt đẹp bên trong, toát ra lau một cái vẻ mất mát nói, thật là cường đại đạo vận cùng võ ý, nếu như, có thể có được tùy ý một vị võ vương truyền thừa, chắc hẳn liền có thể một bước lên trời liền chứ. Đáng tiếc ta thiên phú võ đạo mặc dù còn có thể, nhưng, không phải võ si. Nghe nói, võ vương truyền thừa bên trong coi trọng nhất, ngược lại không phải là tư chất, mà chỉ nói tim. Không có như vậy thuần túy vô cùng đạo tâm, sợ rằng những tiền bối này sẽ không vừa ý ta. Vừa nói, nàng đột nhiên nhìn về phía Diệp Thần nói, Diệp Thần, nếu không ngươi thử một chút câu thông những thứ này võ vương mộ. Nói không chừng, ngươi có thể được võ vương truyền thừa đâu. Nàng mơ hồ cảm thấy, Diệp Thần đạo tâm rất đặc thù, rất cường đại. Diệp Thần nhưng là khẽ mỉm cười nói, ta không dự định hấp thu cái này truyền thừa. Không dự định, Nam Tiêu Ly kinh ngạc. Cái này truyền thừa nhưng mà vô số người khát vọng vật à. Diệp Thần nhìn những cái kia mộ bia, nhưng là ánh mắt chớp động, hắn tại sao không dự định hấp thu võ vương truyền thừa? Bởi vì, mới vừa Huyền Hàn Ngọc nói cho hắn một cái tin tức. Cái này võ vương truyền thừa không giống với cái khác đại năng truyền thừa, mặc dù tốt chỗ cực lớn, thậm chí, có thể trực tiếp để cho ngươi thực lực bạo tăng. Nhưng, nếu như hấp thu võ vương truyền thừa, người võ ý liền sẽ thay đổi là võ vương võ ý. Mà đây chút võ vương đã là ở mỗi người võ ý, đạo vận trên đi tới trình độ cao nhất người, nếu như đem mình võ ý biến thành võ vương võ ý,
tương lai thành tựu liền rất khó vượt qua những thứ này võ vương. Không phải bảo hoàn toàn không thể nào, nhưng, khi đó, cái này võ vương võ ý ngược lại sẽ trở thành là một loại trói buộc. Dĩ nhiên có thể đạt tới võ vương cảnh giới, đừng nói là vực ngoại, đến thái thượng thế giới, chỉ sợ cũng không kém, có thể, Diệp Thần mục tiêu tuyệt không phải thái thượng thế giới đơn giản như vậy. Hắn mục tiêu, là đối kháng vạn khư thần điện, thậm chí là nghiền ép bọn họ. Cho nên, hắn sẽ không hấp thu cái này võ vương truyền thừa. Bất quá, như thế tới một cái, võ vương truyền thừa liền đối với hắn vô dụng liền sao? Dĩ nhiên không phải. Nghĩ tới đây, Diệp Thần khóe miệng không nhịn được dương lên một nụ cười, hắn khác có hắn pháp lợi dụng cái này võ vương truyền thừa. Hơn nữa, nếu như thành công, hắn thu hoạch tuyệt đối có thể so với hấp thu võ vương truyền thừa lớn hơn được hơn. Lúc này, hắn liền đối với Nam Tiêu Ly nói, nhỏ Ly, ngươi tìm một cái cùng ngươi đạo vận võ ý tương cận mộ tiến hành cảm ngộ đi, cho dù không có thể được võ vương truyền thừa, lấy ngươi tư chất, chắc sẽ có thu hoạch không nhỏ. Ta có một số việc phải làm. Nam Tiêu Ly gật gật đầu nói, được, ngươi nhiều hơn chú ý. Sau đó, Nam Tiêu Ly liền ở vùng lân cận tìm một cái mộ, ngồi xếp bằng xuống, mà Diệp Thần thì liền bắt đầu ở võ vương tuyệt cảnh bên trong hành động. Hắn không có tiến hành hiểu, mà là đi tới một cái mộ trước. Diệp Thần đầu tiên là đối với vậy mộ vô cùng là cung kính thi lễ một cái, rồi sau đó, cặp mắt bên trong, sạch bóng bạo tránh, hướng về phía vậy mộ, trầm giọng mở miệng nói, vãn bối Diệp Thần, gặp qua tiền bối, mời tiền bối cùng ta thử một lần võ đạo. Nếu như đây là, Nam Tiêu Ly ở Diệp Thần bên cạnh, nhất định sẽ bị kinh được mất đi ý thức đi. Cái gì gọi là thử một lần võ đạo? Đó chính là muốn cùng cái này võ vương động thủ so tài ý à. Thiên Chi Đỉnh, sở dĩ gọi là võ vương tuyệt cảnh, không chỉ là bởi vì nơi này là võ vương cửa táng thân chỗ, còn bởi vì là, võ vương cửa cũng ở chỗ này để lại từng tia còn sót lại ý chí à. Cái này muốn truyền thừa võ ý, nhất định phải thông qua cái này còn sót lại ý chí, đây cũng là tại sao lấy được võ vương truyền thừa sau đó, thực lực võ giả có thể tăng vọt nguyên nhân. Bởi vì, vậy tương đương với dung hợp cái này còn sót lại ý chí, có thể vận dụng hắn bộ phận lực lượng. Cái này còn sót lại ý chí, cho dù chỉ còn lại năm đó võ vương ngàn một phần vạn lực lượng, vậy đủ để trong nháy mắt giết phần lớn còn chân cảnh tồn tại à. Tại sao, võ vương tuyệt cảnh được gọi là tuyệt cảnh, như vậy nguy hiểm? Bởi vì, những thứ này võ vương ý chí nóng này cũng không phải là tốt như vậy, có lúc, ngươi không biết làm sao mạo phạm võ vương. Cho dù ngươi là còn chân cảnh hậu kỳ cường giả, sợ rằng, cũng chỉ có thể rơi được cái bỏ mình kết quả à. Có thể Diệp Thần đâu? Chủ động khiêu chiến. Đây không phải là điên, cái gì là? Bất quá, vậy võ vương mộ, giờ phút này nhưng là không có phản ứng. Cái này cũng bình thường, võ vương là hạng tồn tại. Há là ngươi muốn thử một lần võ đạo, liền thử một lần võ đạo. Diệp Thần thấy vậy, đôi mắt híp lại. Nhưng là cũng không hết hy vọng, hắn nói liên tục ba lần nói, mời tiền bối cùng ta thử một lần võ đạo. Mời tiền bối cùng ta, thử một lần võ đạo. Mời tiền bối cùng ta, thử một lần võ đạo. Lần thứ ba tiếng nói rơi xuống lúc đó, vậy mộ rốt cuộc có phản ứng. Chỉ gặp, vậy không có chữ mộ bia bên trên bỗng nhiên hiện lên mấy đạo phù văn, rồi sau đó, một tên nhìn như, mơ hồ, hư ảo bóng người, liền xuất hiện ở Diệp Thần trước mắt. Đây cũng là và luân hồi mộ địa lớn có thể có chút tương tự. Nháy mắt tức thì, Diệp Thần chính là tâm thần chấn động một cái. Thân ảnh này, nhìn qua là cái người đàn ông trung niên, mà hắn hiện thân ngay tức thì, trên người tán phát ra cuồn cuộn võ ý, khí thế, cho dù là có võ tổ đạo tâm Diệp Thần đều là không khỏi được chấn động một cái. Sợ rằng, võ giả tầm thường ở khí thế kia trước mặt, cũng đã không cách nào duy trì, sẽ đối hắn tiến hành quỳ lạy. Nhưng quỳ lạy, làm sao còn thử một lần võ đạo? Vậy người đàn ông trung niên nhìn Diệp Thần ngược lại là không có nổi giận, ngược lại cười, tựa hồ đối với Diệp Thần khá là thưởng thức, hắn mở miệng nói, xem ra, ngươi ngược lại không phải là nói một chút mà thôi, là thật nếu muốn cùng ta đánh một trận. Diệp Thần hít sâu một hơi, thi lễ một cái nói, xin tiền bối dạy bảo. Lời nói mặc dù lễ phép, nhưng, trong mắt nhưng tràn đầy chiến ý. Nam tử kia hư ảnh nghe vậy, đối với Diệp Thần bộc phát thưởng thức, trên thực tế, những cái kia đối với võ vương mộ quỷ bái, muốn phải tiếp nhận truyền thừa võ giả, ban đầu cũng đã rơi xuống kém cỏi.
phần lớn võ vương là coi thường. Tại sao? Võ, vốn là tranh đấu chi đạo, chiến, mới là tu tập võ đạo tốt nhất pháp môn. Chỉ có Diệp Thần cái loại này, bất luận đối mặt hạng tồn tại đều có đánh một trận lòng võ giả mới là võ vương cửa nhất là coi trọng. Bất quá! Coi trọng có lúc vậy không nhất định là một chuyện tốt. Nam tử kia nói, thằng nhóc, ngươi không tệ, nhưng, ngươi có biết cùng chúng ta tồn tại, thử một lần võ đạo có gì hậu quả? Hắn lời nói ác liệt, Diệp Thần tim đập lại là theo nam tử này lời nói mà điên cuồng loạn động liền đứng lên. Giờ phút này, Diệp Thần cảm nhận được là cực hạn nguy hiểm. Chỉ dựa vào lời nói, liền có thể dung chuyển hắn tâm cảnh. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, phải biết, Diệp Thần có nhưng mà cường đại nhất võ tổ đạo tâm à. Có thể gặp, vị này võ vương uy thế sợ hãi đến vì sao bước to như vậy. Bất quá, Diệp Thần trong mắt chiến ý, nhưng ngược lại hơn nữa nồng nặc. Hắn cùng gật đầu nói, tiền bối, hậu quả ta rất rõ ràng. Ta như cũ lựa chọn, chiến. Được. Nháy mắt tức thì, nam tử kia trong mắt liền bạo phát ra một đạo hàn mang. Vô cùng kinh khủng võ ý cùng đạo vận ở hắn quanh thân lượn lờ, hình thành một đạo sợ hãi gió lớn. Cái này gió lớn thật là sắp cái này một phương thiên địa hóa là một cái kinh khủng dị giới vậy à. Âm một tiếng, rõ ràng là vô hình vô chất, có thể chỉ là cái này ý vận cùng võ đạo đánh vào. Liền để cho Diệp Thần cảm giác mình trên mình bị trăm nghìn chuôi trọng trùy đồng thời đánh chúng vậy, cả người đều phải bể tan tành, bung cái khung, máu tươi điên cuồng dòng nước chảy, ngay tức thì lùi lại ba bước, phun ra búng máu tươi lớn. Võ vương trong mắt tinh quang chớp động, đối với Diệp Thần hơn nữa hài lòng, thậm chí, cũng nổi lên để cho Diệp Thần tiếp nhận truyền thừa chi tâm. Nhưng, vì hồi báo Diệp Thần thành tâm, hắn lần này xuất thủ đem sẽ không giữ lại chút nào. Làm như vậy rất có thể sẽ giết Diệp Thần, sẽ mất đi liền một cái hạt giống tốt, sẽ để cho hắn mất đi truyền nhân, nhưng, hắn vậy phải làm như vậy. Đây chính là đối với một cái võ giả có tôn trọng, cùng thân phận, thực lực vân. Vân cũng không có quan. Vậy ngay tại lúc này, Diệp Thần ra tay. Hắn quát lên một tiếng lớn, quanh thân hủy diệt đạo vận kích động, lăng tiêu võ ý, vô tận mãnh liệt, trong tay sát kiếm nháy mắt tức thì bạo phát ra một luồng ánh sáng đen. Không có thi triển hắn thủ đoạn, thuần túy đạo vận cùng võ ý công kích. Một khắc sau, một đạo kiếm quang, liền hướng vậy võ vương hư ảnh cực nhanh chém tới. Hủy diệt đạo vận tứ trọng thiên, còn có cái này võ ý ngược lại có chút chỗ độc đáo. Võ vương hư ảnh trong mắt, hiện lên vẻ tươi đẹp. Có thể có được võ vương tán thưởng, thậm chí làm hắn cảm thấy tươi đẹp, đối với những người khác mà nói là một loại cao nhất vinh dự, nhưng đối với Diệp Thần mà nói cũng không phải. Hắn thần sắc ngay tức thì trầm ngưng liền xuống, bởi vì, võ vương mặc dù ở tán thưởng, có thể hắn biết đạo của mình vận cùng võ ý ở võ vương trong mắt, không có bất kỳ uy hiếp. Vậy võ đạo hư ảnh, đối mặt Diệp Thần võ đạo nhất kích, thần sắc bình thản tiện tay hướng về phía kiếm quang kia một chút. Một khắc sau, sợ hãi một màn xuất hiện. Chỉ gặp ở võ vương vậy cuồn cuộn võ ý, đạo vận bên trong, Diệp Thần chém ra kiếm mang lại là ngay tức thì ngưng trệ một cái. Không cách nào đi tới. Diệp Thần chợt thần sắc biến đổi, càng làm cho hắn không dám tin tưởng phải, mình cùng kiếm mang tới giữa liên lạc biến mất. Đạo kiếm quang kia tựa như ngay tức thì bị võ vương võ ý, đạo vận nơi đồng hóa vậy, mình lực lượng lại là biến thành võ đạo lực lượng. Rồi sau đó, một hồi gió lớn phun trào tới giữa, lại là kéo theo cái này một cổ lực lượng lấy hơn nữa cuồng bạo tư thái đổ bay mà quay về, hướng Diệp Thần đánh đi. Ầm một tiếng vang thật lớn, Diệp Thần thân thể ngay tức thì bị lực lượng kinh khủng này oanh bay, cả người thân thể cũng gần như tan tành, xương cốt mảnh vỡ, máu thịt vân. Vân tứ tán tung tóe, bụng tựa như bị thứ gì hòa tan vậy, liền xương sống cốt cũng bể nát. Vậy võ vương trong mắt hiện lên lau một cái thương tiếc, loại thương thế này, càn khôn cảnh võ giả là rất khó còn sống. Bất quá, một khắc sau, hắn chính là nhẹ di một tiếng, có chút bất ngờ nhìn Diệp Thần. Chỉ gặp Diệp Thần mặc dù nhìn như không thể nào còn sống, chí ít cũng là trọng thương chúng nặng tổn thương, có thể, hắn nhưng là chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Diệp Thần mặc dù bị thương, có thể, trong mắt nhưng là vô cùng sáng ngời. Từ mới vừa võ vương một kích kia bên trong, hắn lĩnh ngộ quá nhiều quá nhiều. Thậm chí, chỉ là một kích này, liền để cho nó dừng lại thật lâu đạo vận cùng võ ý đều có một chút giãn ra, phải có tăng lên liền à. Cùng võ vương thử một lần võ đạo,
tự nhiên có thể có được chỗ tốt cực lớn, nhưng lại tại sao từ cổ chí kim từ chưa có nghe nói qua có người dám làm như vậy? Nguyên nhân rất đơn giản, không phải những người này không quá điên cuồng, mà là những cái kia điên cuồng như vậy đều chết hết à. Mà Diệp Thần sở dĩ lựa chọn thử một lần võ đạo loại phương thức này, nguyên nhân lớn nhất, liền ở chỗ sinh mệnh lực của hắn. Hắn có những võ giả khác không cách nào so sánh sinh mệnh lực à. Cho dù sẽ bị thương, tổn thương rất nặng, chỉ cần không cách nào đem hoàn toàn trong nháy mắt giết, hắn thì sẽ khôi phục. Dĩ nhiên, làm như vậy vậy tồn tại nguy hiểm, dẫu sao, võ vương mạnh mẽ cho dù là một luồng ý chí vậy là không cách nào tưởng tượng, nhưng, đối với Diệp Thần mà nói, nguy hiểm không thể nghi ngờ so những võ giả khác giảm xuống vô số lần. Có thể nói, hắn ở nơi này võ vương tuyệt cảnh bên trong chiếm hết ưu thế. Sinh mệnh lực mới là hắn tiến vào võ vương tuyệt cảnh chỗ dựa lớn nhất. Vậy võ vương cười ha ha một tiếng nói, không tệ, thằng nhóc, người mới từ bổn vương nhất kích bên trong cảm nhận được liền cái gì? Diệp Thần trầm tư chỉ chốc lát sau, mở miệng nói, gió. Thiên biến vạn hóa, cuốn lên muôn vàn, hóa là cấp dùng. Vậy võ vương nghe vậy, lần này trên mặt là thật lộ ra vui mừng, gật đầu liên tục nói, thằng nhóc giỏi, năng lực không kém, người nói người kêu Diệp Thần. Không tệ, bổn vương võ đạo, chính là thiên gió võ đạo. Mà bản vương, năm đó cũng bị gọi là thiên phong võ vương. Diệp Thần, người thật tốt khôi phục một tí, chờ ngươi khôi phục, bổn vương có thể đem cái này võ đạo truyền thừa cùng ngươi. Võ vương võ đạo truyền thừa có thể cũng không phải là đơn giản như vậy, chỉ có gặp phải cực kỳ người thích hợp chọn, những thứ này năm đó các chí tôn mới sẽ tiến hành truyền thừa, bởi vì, truyền thừa võ đạo liền đem mình hết thảy phó thác cho truyền nhân, hơn nữa, ý chí của bọn họ vậy sẽ không còn tồn tại. Hoàn toàn biến mất ở giữa đất trời này. Có thể gặp, cái này thiên phong võ vương đối với Diệp Thần coi trọng đến trình độ nào. Nhưng, Diệp Thần nhưng là lắc đầu nói, đa tạ thiên phong võ vương ý tốt, nhưng, ta muốn đi võ đạo của mình. Lời vừa nói ra, vậy thiên phong võ vương chính là cả kinh nói, như thế nói, ngươi muốn cùng bổn vương thử một lần võ đạo, không phải là vì đạt được bổn vương truyền thừa, mà là, đơn thuần muốn khiêu chiến. Muốn từ bổn vương võ đạo bên trong đạt được lĩnh ngộ. Diệp Thần gật đầu nói, không sai. Cái này trên thực tế có chút bất kính, tựa như xem thường thiên phong võ vương võ đạo vậy. Nhưng, thiên phong võ vương chẳng những không có tức giận, ngược lại, nhìn Diệp Thần ánh mắt bộc phát thân cận, thưởng thức. Mặc dù, mất đi một cái truyền nhân rất đáng tiếc, nhưng, thành thật mà nói, Diệp Thần lần này trả lời mới là nhất là phù hợp thiên phong võ vương tâm ý à. Đây mới là võ giả chi tâm, võ đạo chi tâm à. Hắn thở dài nói, Diệp tiểu tử, bổn vương đã lâu không có gặp qua xuất sắc như ngươi vậy võ giả, tương lai, ngươi có lẽ sẽ trở thành là liền chúng ta đều cần ngửa mặt trông lên truyền thuyết chứ. Diệp Thần nói, thiên phong tiền bối, liêu khen. Vậy thiên phong võ vương có chút đáng tiếc nói, không kiêu không nỗi, rất tốt tâm tính, ta đối với ngươi càng phát ra hài lòng. Diệp tiểu tử, ngươi khôi phục sau đó. Là không phải muốn đi khiêu chiến những thứ khác võ vương mộ. Diệp Thần gật đầu nói, không sai. Được. Vậy thiên phong võ vương cười cười nói, ngươi mặc dù không có thừa kế ta võ ý đạo vận, nhưng, từ mới vừa nhất kích bên trong, ngươi chắc có thu hoạch, nếu như dung nhập vào võ đạo của mình bên trong, cũng coi là bổn vương nửa truyền nhân, bổn vương giúp ngươi một cái. Giúp ta. Diệp Thần nghe vậy thần sắc động một cái. Thiên phong võ vương nói, ngươi phải biết. Những thứ này thiên chi đỉnh bên trong những tên, nóng này có thể rất cổ quái, ngươi liền giống như vậy đi khiêu chiến, kết quả cũng không sẽ quá tốt, bất quá, bổn vương có thể trước thời hạn vì ngươi lên tiếng chào hỏi, hi hi, như thế nào nhắc tới những người này đối với ngươi hứng thú, bổn vương cùng bọn họ chung sống nhiều năm như vậy vẫn là rất rõ ràng. Như vậy đối với ngươi cảm thấy hứng thú, nguyện ý tiếp nhận ngươi khiêu chiến võ vương, vậy sẽ càng nhiều. Diệp Thần nghe vậy mừng rỡ nói, đa tạ tiền bối tác thành. Nguyên bản, hắn cũng rất rõ ràng mình cùng võ vương thử một lần võ đạo, cho dù hắn có thể kháng cự võ vương nhất kích mà không chết, vậy không đại biểu những thứ này võ vương thật sẽ đều nguyện ý thả giao thủ. Dẫu sao, lấy hắn hôm nay võ đạo, ở nơi này chút võ vương trước mặt vẫn là không đáng nhắc tới, hoàn toàn không cách nào để cho bọn họ đưa tới hứng thú. Giống như chim sẻ muốn cùng đại bàng thi đấu ai bay nhanh hơn như nhau. Nhưng, có thiên phong võ vương trợ giúp, tình huống liền không giống nhau lắm.
cái này Thiên Phong Võ Vương ở nơi này chút võ vương bên trong, chỉ sợ là hiếm có người tốt. Hắn vận khí quả thực không tệ. Vậy Thiên Phong Võ Vương, đôi mắt sáng lên, trong phảng phất, liền có thể thấy vô số cuồng phong đạo vận, hướng vậy từng ngọn mộ vọt tới. Rồi sau đó, Thiên Phong Võ Vương đối với Diệp Thần cười nói, tốt lắm, thằng nhóc, ngươi có thể dù sao cũng phải sống đi ra cái này Thiên Chi Đỉnh à, đừng để cho bổn vương thất vọng. Vậy Thiên Phong Võ Vương gật đầu một cái, liền lần nữa sáp nhập vào mộ bên trong. Mà Diệp Thần thì tại chỗ khôi phục thương thế, hai tiếng sau đó, hắn liền lần nữa trở lại trạng thái tột cùng, hướng vậy từng ngọn mộ đi. Mặc dù, có Thiên Phong Võ Vương trợ giúp, nhưng, cũng không phải là tất cả võ vương cũng mãi hết. Hắn liên tục trải qua hai tòa võ vương mộ nhưng cũng không có bất kỳ đáp lại. Làm Diệp Thần đi tới tòa thứ ba mộ lúc đó, hắn hai tròng mắt nhưng là ngay tức thì sáng choang. Cái mả này mộ bên trong tản ra võ ý cùng đạo vận, cùng có một ít phù hợp chỗ, đặc biệt là đạo vận. Đồng dạng là một loại hủy diệt mùi vị, nhưng, cùng Diệp Thần hủy diệt lại có chỗ bất đồng. Cho dù đều là hủy diệt mộ đạo, tu hành đến phía sau cũng là vô tận giống nhau. Nhưng xuất từ đồng nguyên, Diệp Thần có thể khẳng định, nếu như cùng cái này mộ bên trong võ vương thử một lần võ đạo nói, đối hắn đạo vận tăng lên sắp có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Lúc này, hắn liền vô cùng thành khẩn hướng về phía vậy mộ hành lễ nói, vãn bối Diệp Thần, khẩn cầu cùng võ vương tiền bối, thử một lần võ đạo. Có thể, vậy mộ nhưng là không có phản ứng. Diệp Thần khẽ cau mày, có chút phiền toái, đừng võ vương có thể buông tha, nhưng, cái này võ vương nhưng là tuyệt đối không thể bỏ qua tồn tại à. Vị này võ đạo võ ý cùng đạo vận đối với hắn nhất định có cực lớn dẫn dắt, nói không chừng cũng có thể để được cho mấy năm khổ tu. Như vậy tăng lên là khó có thể tưởng tượng. Tiếp liền mở miệng ba lần sau đó, vậy mộ như cũ yên lặng, Diệp Thần cũng không nhịn được có chút lo lắng. Đột nhiên, hắn trong mắt thần quang chớp mắt, hít sâu một hơi nói, tiền bối nếu không chịu ra tay, vậy vãn bối không thể làm gì khác hơn là đắc tội. Tiếng nói vừa dứt, Diệp Thần làm ra một cái kinh thế hãi tục cử động. Hắn cả người hủy diệt đạo vận kích động, tự tại thiên bên trong hủy diệt hắc dương hiển hóa, đạo cốt bên trong vậy hủy diệt dấu vết cũng là ánh sáng lớn thả, đem sáu diệt chân quyết thi triển đến trình độ cao nhất. Hơn nữa, hắn thân thể còn cùng cái này lực lượng hủy diệt hoàn toàn hòa hợp, không có một chút bài xích. Thời khắc này Diệp Thần giống như hủy diệt ma thần vậy, hắn tay cầm trường kiếm lại là nhắm ngay vậy mộ bia, nhìn như phảng phất là phải đem vậy mộ bia hủy đi vậy. Đây quả thực là tự tìm cái chết à. Võ vương nóng này cũng thật không tốt, thậm chí, tình cờ hơi thở bùng nổ, đều có thể cướp đi đi ngang qua võ giả tánh mạng, hiện tại, Diệp Thần lại chủ động công kích mộ bia. Đây là đối với võ vương đại bất kính à. Trên thực tế, cho dù là Diệp Thần nếu như đối mặt cái khác võ vương cũng sẽ không như thế quá khích, bởi vì, quá nguy hiểm. Một cái không tốt, vậy võ vương ý chí thì phải theo hắn không chết không thôi, đừng xem hắn có thể chịu đựng nổi Thiên Phong Võ Vương nhất kích. Trên thực tế, Thiên Phong Võ Vương mặc dù là toàn lực ra tay, nhưng, cũng không phải thật muốn giết hắn. Nếu là Thiên Phong Võ Vương động sát tâm mà nói, trừ phi, Diệp Thần cháy huyền yêu huyết mạch, vận khí tốt lần nữa kích hoạt luân hồi huyết mạch, nếu không, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có thể, vị này võ vương truyền thừa, Diệp Thần nhưng không thể bỏ qua. Cho dù phải mạo hiểm vậy cam nguyện. Chẳng qua, lại cháy huyền yêu huyết mạch đụng một cái. Nếu như có thể đạt được cùng cái này võ vương đánh một trận cơ hội, cháy 0,1% huyền yêu tinh huyết cũng đáng giá. Diệp Thần cảm thấy, lần này, thử một lần võ đạo sau đó, hắn hủy diệt đạo vận đem sẽ nghênh đón biến chất. Một khắc sau, Diệp Thần trong mắt hiện lên lau một cái kiên quyết vẻ, khẽ quát một tiếng, chợt đối với vậy mộ bia chém ra một kiếm. Một đạo đen nhánh kiếm quang ngay tức thì hướng vậy mộ bia, dạo rực đi, đủ loại hủy diệt lực gia trì, kiếm quang này bên trong ẩn chứa lực lượng hủy diệt, không cách nào hình dạng được mạnh mẽ. Ngay chớp mắt, kiếm quang kia, liền chém đến mộ bia trước. Ngay tại lúc này, một loại trình độ cao nhất hủy diệt, trình độ cao nhất sát ý, trình độ cao nhất bể tan tành khủng bố võ ý cùng đạo vận kích động ra, Diệp Thần tâm thần lần nữa run lên, tốt phù hợp võ ý cùng đạo vận. Hắn lăng tiêu võ ý cùng hủy diệt đạo vận, coi như rất phù hợp, võ ý cùng đạo vận càng phù hợp, có thể phát huy ra uy lực càng lớn. Nhưng, vị này võ vương độ phù hợp, mơ hồ còn cao hơn Diệp Thần một đường.
Nếu như nói, Diệp Thần độ phù hợp là 90% một cỡ đó, vị này võ vương độ phù hợp, ngay tại 90% 4 tầng thứ. 95 coi như là một cái phong thủy lĩnh, cái này võ vương độ phù hợp không có cao hơn Diệp Thần đến cái tầng thứ kia, nhưng, vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Một khắc sau, cái này mất đi vạn vật ý vận bên trong, một đạo bóng người đen nhánh bỗng nhiên hiện lên, đứng bất động ở liền vậy mộ bia trước, Diệp Thần hướng thân ảnh kia nhìn, chỉ gặp, người này, nhìn qua tựa hồ so Thiên Phong võ vương còn trẻ hơn một ít, Thiên Phong võ vương cho hắn trung niên cảm giác, vị này võ vương chính là sắp bước vào trung niên. Nhưng, uy thế thậm chí so Thiên Phong võ vương còn kinh khủng hơn. Hiển nhiên, tên này võ vương ở rất nhiều võ vương bên trong cũng thuộc về vô cùng là cường đại tồn tại. Đạo kiếm quang kia, giờ phút này đã chém đến võ vương trước mặt, có thể ra Diệp Thần dự liệu phải, cái này võ vương nhưng là cũng không có làm gì, chỉ là nhìn về phía Diệp Thần, lạnh lùng thốt, thằng nhóc, ngươi ngược lại là vô cùng gan dạ à. Tiếng nói vừa dứt, vậy đạo Diệp Thần ngưng tụ cực mạnh hủy diệt kiếm quang, lại là trực tiếp nghiền, tiêu tán. Mà cùng lúc đó, Diệp Thần phát ra một tiếng kêu đau, hắn óc ông một tiếng, giống như có đạn hạt nhân ở đầu óc bên trong vỡ nát, hắn hai lỗ tai bên trong máu tươi cuồn cuộn ra, cái này võ vương cho dù không có tận lực ra tay, hắn một lời một hành động cũng đều đã ẩn chứa cực hạn hủy diệt lực, một câu quát hỏi liền để cho Diệp Thần bị thương. Hắn chỉ cảm thấy, từng cơn cuồng bạo vô cùng hủy diệt lực ở trong người kích động. Nhưng, dựa vào Thái Thượng Thiên Ma Thể, hủy diệt Hắc Dương, Hồng Mông Cổ Pháp cùng với Tứ Trọng Thiên Đạo Vận, hủy diệt Đạo Cốt, Sáu Diệt Chân Quyết, cùng với cùng hủy diệt Mộ Đạo Hoàn Mỹ phù hợp thân thể, cưỡng ép đem lực lượng này áp chế xuống. Đây là, vậy võ vương ánh mắt sốt cuộc lóe lên một tí. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói, vốn là, bổn vương lấy là trời gió tên kia chỉ là đang tìm bổn vương vui vẻ thôi, không nghĩ tới thật là có cái không sợ chết tiểu tử. Ngươi chính là cái đó Diệp Thần. Diệp Thần trùng trùng thở hào hển, gật đầu nói, không sai, tiền bối, ta kêu Diệp Thần. Mặc dù, hắn bị vị này võ vương trọng thương, nhưng, cũng không có oán hận Vân. Vân, hủy người mộ bia chính là muốn ép võ vương ra tay, có thể nói đây là hắn lỗi do tự mình gánh. Nhưng, vậy không có cách nào, nếu không, cái này võ vương căn bản không phản ứng hắn. Vậy võ vương lần nữa mở miệng nói, ngươi ngược lại thật và bữa trước gió nói như nhau, ở hủy diệt mộ đạo trên được trời ưu đãi, đạo cốt, tự tại thiên bên trong, có căn nguyên hóa sinh cảnh, cùng hủy diệt lực hoàn mỹ phù hợp thân xác, cùng với tứ trọng thiên hủy diệt đạo vận, còn có. Ngươi võ ý, ngược lại là vào hủy diệt đạo vận khá là phù hợp, cuối cùng. Nói tới chỗ này, vậy võ vương trong mắt, tựa như toát ra lau một cái u quang nói, đây là Hồng Mông Đại Tinh Không và võ tổ đạo tâm. Ừ, thật lâu không thấy. Ngược lại là bổn vương nhìn lầm, bổn vương thừa nhận, ngươi có cùng bổn vương thử một lần võ đạo tư cách. Bất quá, bổn vương phải nhắc nhở ngươi một câu, cho dù lấy ngươi thể chất, vậy rất có thể sẽ chết ở bổn vương nhất kích dưới. May là như vậy, ngươi còn nguyện ý cùng bổn vương thử một lần võ đạo sao? Diệp Thần không chút do dự nói, mời tiền bối dạy bảo. Vậy võ vương ngưng mắt nhìn Diệp Thần nói, nhớ bổn vương danh hiệu, bổn vương năm đó bị gọi hơi lớn diệt võ vương. Đại diệt. Diệp Thần con ngươi co giúp một cái này hai chữ đủ để thuyết minh hết thảy. Hắn tập trung toàn bức tâm thần, làm xong 120.000 chia tay chuẩn bị. Lần này, hắn không có dẫn đầu xuất thủ, mà là chờ đợi vậy đại diệt võ vương ra tay, sau đó, đem hết toàn lực ở lớn diệt võ vương một kích này dưới sống sót. Như vậy thu hoạch cũng là lớn nhất. Dĩ nhiên cũng chỉ có thi triển hủy diệt đạo vận võ vương, hắn mới có thể làm như vậy, đừng võ vương. Cho dù hắn đánh hậu thủ, nhưng, cái này ngay lập tức tới giữa há có thể học được võ vương cấp bậc công kích. Chỉ có chính hắn liền tại tu hành hủy diệt đạo vận. Có chung nhau tính, có cơ hội. Nháy mắt tức thì, đại diệt võ vương cả người màu đen khí vận bạo tăng, vậy hắc khí cuồn cuộn giống như từng cái hắc long vậy, ở giữa đất trời này gào thét, Diệp Thần sắc mặt cuồng biến, may là hắn thân cái hủy diệt đạo vận lực lượng, vẫn bị cái này võ ý cùng đạo vận hơi thở, đánh vào được cả người bùng nổ xương máu, điên cuồng thụt lùi, thương thế nhìn như thậm chí so đối mặt Thiên Phong võ vương lúc còn nghiêm trọng hơn. Giờ phút này, hắn chân thiết cảm giác được đại diệt võ vương nói bản thân có thể chết ở hắn nhất kích dưới, một chút cũng không khoa trương. Ngay tại lúc này, đại diệt võ vương, ra tay. Một đạo màu đen kiếm ảnh,
ngay tức thì ngưng tụ, lấy bể tan tành càn khôn oai thế, hướng Diệp Thần cuồng trào tới. Đối mặt cái này cao nhất nhất kích, Diệp Thần tâm thần đều bắt đầu hỗn loạn, cả người linh lực tựa như đều không bị mình khống chế. Nếu như vậy võ giả sợ rằng loại thời điểm này đừng nói làm ra phản ứng, tâm thần đều phải bị vậy hướng mình ùn ùn kéo đến vò tới hủy diệt lực cho nghiền nát à. Diệp Thần phát ra một tiếng điên cuồng gào thét, võ tổ đạo tâm mơ hồ vận chuyển, một loại xông phá hết thảy trói buộc lực lượng tinh thần ngay tức thì bùng nổ, hắn đôi mắt bên trong màu đỏ đậm ánh sáng bạo tránh, đó là hủy diệt đạo vận, thông thiên minh bia, hồng mông đại tinh không cùng thi triển. Hắn ngưng mắt nhìn vậy đạo kiếm ảnh, vô số hủy diệt phép tắc tổ hợp, biến hóa, tràn vào đầu óc bên trong. Mặc dù, tình huống lúc này nguy hiểm tới cực điểm, một cái không tốt, Diệp Thần thật phải bị mất đi đến cặn bã cũng không còn. Nhưng, Diệp Thần trên mặt nhưng ngược lại hiện lên đại hỉ vẻ. Vậy vô số hủy diệt phép tắc biến hóa, cấu trúc ra hủy diệt mộ đạo, thật là, làm hắn như mê như say, đây hoàn toàn là nghệ thuật à. Phân tạp lĩnh ngộ, hiện lên ở hắn đầu óc bên trong, giống như từng đạo cam tuyền tưới ở đã trải qua hạn hán sa mạc bên trong. Nguyên bản đất đai hoang vu bên trong, dần dần tạo ra liền một bụi chồi non. Mặc dù, cái này chồi non khoảng cách nở hoa kết trái, còn có rất xa, nhưng không thể nghi ngờ là chất đột phá. Cơ hồ, là ở cực hạn thời khắc, Diệp Thần ra tay. Một đạo kiếm quang, trình độ cao nhất thâm thúy kiếm quang, từ sát kiếm mũi bên trên chém điên cuồng ra. Cùng kiếm kia ảnh đụng đụng vào một nơi. Đại diệt võ vương trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Liền hắn như vậy tồn tại, tựa hồ cũng là Diệp Thần khiếp sợ. Diệp Thần kiếm quang, bể nát, chút nào không ngoài suy đoán bể nát. Một khắc sau, hắn thân thể hoàn toàn bị cuồn cuộn võ ý cùng với hủy diệt đạo vận bao phủ. Một đạo màu đen gió lớn, ở cái này ở giữa thiên địa hiện lên, Diệp Thần thân thể ở đó gió lớn bên trong, không ngừng phân giải, gây dựng lại trước, hắn sức sống cũng là nhanh chóng hạ xuống, có thể... Cho tới giờ khắc này đều đã cơ hồ muốn rơi vào tuyệt chết đất, Diệp Thần nhưng vẫn đang cười. Hơn nữa, vẫn là cười như điên. Hắn trong mắt, hồng mang bạo tránh, xem là một khối bọt biển, hoặc như là một cái quỷ chết đói, điên cuồng hấp thu, dung hợp đại diệt võ vương cái này ẩn chứa hắn trọn đời võ đạo tinh hoa nhất kích bên trong tất cả chất dinh dưỡng, cũng đem biến thành chống cự cái này hủy diệt gió bão ăn mòn lực lượng. Không biết qua bao lâu, làm Diệp Thần tỉnh lại lần nữa lúc đó. Đập vào trong mắt là một đạo thân ảnh màu đen. Thân ảnh kia quét Diệp Thần một mắt, nhàn nhạt nói, không nghĩ tới thằng nhóc người thật vẫn rất tới, mệnh, ngược lại là quá cứng. Bóng đen này chính là đại diệt võ vương. Diệp Thần thần sắc động một cái, liền muốn đứng lên cho đại diệt võ vương thi lễ, nhưng là, đây là, một hồi đau nhức nhưng là từ trên mình truyền tới, hắn có chút nghi ngờ cúi đầu vừa thấy, khóe miệng nhưng là không khỏi được hiện lên vẻ cười khổ. Ừ. Hắn bây giờ tình trạng thật không tốt, có thể nói, cả người đều đã hoàn toàn tan tành. Đừng nói hành lễ, hắn tay chân đều không cách nào nhúc nhích, thân thể còn vô cùng tàn tạ, duy nhất hoàn hảo chính là đầu lâu, bất quá, Diệp Thần biết, sọ đầu này phỏng đoán vậy là mới vừa tu bổ hoàn thành, hắn hiện tại đầu óc còn có chút mơ màng nặng trĩu cảm giác. Bất quá, những thứ này cũng không trọng yếu, chỉ cần hắn sinh mạng căn nguyên không có hoàn toàn bể tan tành. Như vậy, hắn sẽ trả là hắn. Đây là, Huyền Hàn Ngọc cũng có chút lòng vẫn còn sợ hãi mở miệng nói, Diệp Thần, ngươi đã nằm một ngày một đêm, lần này, ngươi thiếu chút nữa phải chết thật, dựa vào luân hồi huyết mạch cứng rắn chống xuống. Nhưng, dù vậy, vậy nguy hiểm tới cực điểm, liền ta và Sóc Lão đều không xác định ngươi có thể hay không chịu được, cũng may, ngươi cuối cùng vẫn là chịu đựng đi qua. Diệp Thần mơ hồ cũng có chút sợ, nếu như, hắn có bất kỳ địa phương làm kém một ít. Ví dụ như, chém ra đạo kiếm quang kia không có đạt đến mức tận cùng, ví dụ như, ở gió bão bên trong không hề ngừng đạt được lĩnh ngộ, lại dung hợp đến mình hủy diệt mộ đạo bên trong, vậy, hắn hiện tại đã là một người chết. Bất quá, Huyền Hàn Ngọc lại là cười một tiếng nói, rất hung hiểm, nhưng, thu hoạch vậy rất lớn, người cảm thụ mình một chút hủy diệt đạo vận. Diệp Thần nghe vậy, tâm thần động một cái, ngay sau đó, mặt hiện vẻ mừng rỡ như điên nói. Đạo vận ngũ trọng thiên, ta hủy diệt đạo vận lại đột phá đến đạo vận ngũ trọng thiên. Chỉ là bị đại diệt võ vương nhất kích, liền có thể có cái loại này đột phá, bao lớn nguy hiểm đều đáng giá à. Nói thật, đoạn thời gian này hắn căn bản không tìm được đột phá đạo vận ngũ trọng thiên đầu mối, bây giờ lại trong lúc vô tình thành công.
Hơn nữa, hắn mơ hồ cảm thấy, mình lấy được chỗ tốt vượt quá những thứ này, hắn hủy diệt đạo vận tựa hồ sinh ra loại nào đó trên bản chất biến hóa. Sóc lão nói, thằng nhóc, người hiện tại còn không coi là chân chính đột phá, chỉ có thể nói là nửa bước đạo vận ngũ trọng thiên, bất quá, chờ ngươi lại hơn khiêu chiến mấy cái võ vương, phỏng đoán liền có thể đột phá. May là như vậy, cũng là thu hoạch lớn, lấy Diệp Thần trầm ổn tâm tính đều là không nhịn được ha ha phá lên cười. Vậy đại diệt võ vương gặp Diệp Thần không sao, cũng là thân hình động một cái, phải trở về đến mộ bên trong. Diệp Thần hướng về phía đại diệt võ vương vô cùng là nghiêm túc nói, đại diệt tiền bối, đa tạ chỉ điểm. Mặc dù, lần này đại diệt võ vương thiếu chút nữa giết hắn, nhưng, hắn vẫn là rất cảm ơn đại diệt võ vương. Không chỉ có, là bởi vì là từ hủy diệt mộ đạo bên trong lấy được thu hoạch, còn bởi vì là, ở hắn hôn mê lúc đó, đại diệt võ vương hiển nhiên bảo vệ ở bên người. Đại diệt võ vương tùy ý khoát tay trận lại nói, ngươi để cho ta thấy được thứ rất thú vị, nhiều năm qua như vậy, bổn vương vẫn là lần đầu tiên lần nữa cảm nhận được cảm giác khiếp sợ, tiểu tử đừng chết, năm đó, ta không có đem hủy diệt mộ đạo đi đến mức tận cùng liền bỏ mình nơi đây, là ta chọn đời tiếc nuối, nếu như ngươi thật muốn cảm ơn ta, liền thay ta này tâm nguyện đi. Diệp Thần ánh mắt chớp động, đại diệt võ vương kinh khủng như vậy hủy diệt đạo vận còn không phải là trình độ cao nhất. Vậy chỉ có đem võ đạo của mình đi tới trình độ cao nhất, mới có thể gọi là võ vương, nhưng, hủy diệt đạo vận, hiển nhiên là đặc thù, cho dù không có đạt đến mức tận cùng, cũng là để cho đại diệt võ vương giành được võ vương tên, hơn nữa thực lực thậm chí còn ở rất nhiều võ vương bên trên. Trừ đạo vận đột phá ra, Diệp Thần còn cảm giác được, mình võ ý cũng nhiều chút gì, bản chất không có thay đổi, nhưng là cùng mình hủy diệt đạo vận bộc phát phù hợp, hôm nay độ phù hợp đạt tới 92 điểm năm chừng. Đừng xem nhẹ, một điểm này 5 cái điểm tăng lên. Đến loại tầng thứ này, mỗi tăng lên một chút độ phù hợp, mang tới lực lượng đều là to lớn. Lại qua nửa ngày thời gian, Diệp Thần thân thể cuối cùng mới là hoàn toàn khôi phục, hủy diệt đạo vận chân thực quá mạnh mẽ, tạo thành thương thế quá khó khăn khôi phục. Cái này còn là ở hắn đạo vận có chút tăng lên, hơn nữa, sau một kích, đại diệt võ vương rõ ràng đem còn sót lại ở trên người hắn lực lượng lớn bộ phận thu hồi dưới tình huống. Tiếp theo, Diệp Thần ngựa không ngừng vó câu không ngừng khiêu chiến thiên tri đỉnh bên trong từng cái võ vương mộ. Không thiếu võ giả, đều thấy được Diệp Thần cùng mộ bên trong võ vương, thử một lần võ đạo cảnh tượng. Ban đầu, những võ giả này thật là bị Diệp Thần điên cuồng cử động, sợ choáng váng. Càng về sau, đám người lại trở thành châm chọc thái độ. Bởi vì, ở bọn họ xem ra, Diệp Thần như vậy điên cuồng hành vi là vì đạt được võ vương truyền thừa. Dẫu sao, nếu như không phải là vì để cho võ vương đồng ý, đạt được truyền thừa, ai thích đi tìm chết chơi. Phải biết, bọn họ chính mắt nơi gặp, có nhiều lần, Diệp Thần cũng rất nguy hiểm. Giờ phút này, Diệp Thần lại là đứng ở mộ trước thi lễ, chỉ chốc lát sau, liền bị một đạo võ vương hư ảnh, nhất kích oanh bay, vết thương chồng chất, miễn cưỡng khôi phục, chung quanh đã tụ tập không thiếu võ giả, cũng đang vây xem. Mặt của bọn họ trên, mỗi một người đều lộ ra khinh miệt nụ cười, thấp giọng châm chọc nói, ha ha, cái này Diệp Thần, xem ra cũng không có yêu nghiệt như vậy à. Đều đã điên cuồng khiêu chiến nhiều ít cái võ vương mộ, nhưng thủy chung không có được một cái truyền thừa. Ha ha, lấy là dựa vào sinh mệnh lực mạnh mẽ, là có thể thắng được võ vương xem trọng sao. Quá ngây thơ rồi, trắng nhận không đắng, bị tội thôi. Liều mạng như vậy mệnh có gì hữu dụng đâu. Người à, có lúc được tin số mạng. Lấy là mình có chút thiên phú, thì thật có thể tươi đẹp vạn cổ. Diệp Thần xem ra cũng bất quá là một hạng người bình thường, tương lai thành tựu phỏng đoán chưa ra hình dáng gì chứ. Đây là, một tên thanh niên nói, ta nghe nói, Bạch Tự Kỳ đã mau phải lấy được võ vương truyền thừa à, các ngươi nói, Diệp Thần liều mạng như vậy mệnh có phải hay không sợ. Dẫu sao, Bạch Tự Kỳ nếu quả thật đạt được võ vương truyền thừa, Diệp Thần liền phải xui xẻo chứ. Đám người nghe vậy. Mặt lộ vẻ bừng tỉnh. Diệp Thần tuyệt đối là sợ à. Sợ đến điên cuồng khiêu chiến, dùng cái loại này gần như tự sát phương thức, vậy muốn có được võ vương truyền thừa à. Nếu không, cùng Bạch Tự Kỳ truyền thừa kết thúc sau đó, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong chốc lát, mọi người thấy Diệp Thần cũng mang theo vẻ thương hại, vốn là một thiên tài, đáng tiếc chọc phải Đông Hoàng Thiên Điện, hiện tại chỉ có thể ở cái này giống như một thằng hề như nhau vùng vẫy.
Diệp Thần nhưng là thần sắc nhàn nhạt, thậm chí, khóe miệng còn lộ ra một vẻ nụ cười, hắn lấy được chỗ tốt quá lớn. Thương thế khôi phục sau đó, thân hình hắn động một cái, liền tiếp tục hướng một ít chưa khiêu chiến qua mộ đi. Rất nhanh, một ngôi mộ liền xuất hiện ở trước mắt, Diệp Thần nhìn vậy mộ, trong mắt nhưng là lóe lên vẻ kinh dị, bởi vì, cái này mộ trước, ngồi một đạo thân ảnh, nhìn qua ngược lại là một thân hình thon nhỏ, cả người màu đỏ nhạt quần áo thiếu nữ. Bất quá, giờ phút này, thiếu nữ này tình huống hiển nhiên không hề thật là khéo. Nàng tựa hồ là ở hiểu mộ bên trong võ ý cùng đạo vận, nhưng, hắn thân thể mềm mại nhưng sớm bị mồ hôi hoàn toàn ướt, dán chặt vào người, tóc dài cũng là ướt nhẹp, mấu chốt nhất là, hắn quanh thân dũng động vô cùng là kinh khủng năng lượng ba động, cái này chập chờn nóng nảy vô cùng, mà cô gái kia thân thể mềm mại khẽ run, hiển nhiên mau nếu không khống chế được. Giờ phút này, nàng tựa như cảm ứng được có người đến gần, chợt quay đầu lại nhìn về phía Diệp Thần. Thấy thiếu nữ này mặt mũi, Diệp Thần cũng là không khỏi được ánh mắt chớp mắt, thiếu nữ này xinh được ngược lại là vô cùng đẹp, nhưng, không phải như vậy tinh xảo, mị hoặc đẹp, cũng không phải như vậy bệnh yếu, đẹp lạnh lùng đẹp, mà là một loại thanh thuần đáng yêu, giống như nhà bên cạnh muội muội vậy, cho người một loại vô tội cảm giác, chọc người trìu mến đẹp. Cô gái kia thấy được Diệp Thần, thần sắc lập tức kinh luống cuống, mắt to bên trong tràn đầy vẻ lo lắng địa đối trước Diệp Thần quát lên, đi mau. Rời đi nơi này, ta muốn không được. Diệp Thần khẽ cau mày, nhìn cô gái kia, đối với Huyền Hàn Ngọc hỏi, nàng là thế nào? Huyền Hàn Ngọc nói, đoán chừng là tu luyện đạo vẫn lúc tẩu hỏa nhập ma, hôm nay, trong cơ thể lực lượng đã có chút không khống chế được, muốn bộc phát, một khi bùng nổ, nàng sẽ rất nguy hiểm, nhẹ thì trọng thương, nặng thì bỏ mạng. Bất quá, cô gái này ngược lại là hảo tâm, so với mình, tựa hồ càng lo lắng bởi vì nàng năng lượng bùng nổ mà làm bị thương người ngoài. Diệp Thần nghe vậy, gật đầu một cái, một khắc sau liền trực tiếp hướng phụ nữ kia vọt tới. Tại sao? Bởi vì, hắn muốn cứu người. Không có nguyên nhân đặc biệt gì, chỉ là cô gái này hành vi giành được Diệp Thần hảo cảm, cho nên, hắn phải cứu nàng. Có thể, phụ nữ kia nhưng không biết, nàng chặt chẽ cắn răng, gắng sức áp chế trong cơ thể lực lượng, hô lớn, người qua tới làm chi? Đi mau à, ta thật nếu không khống chế được. Người đàn bà này là ở Diệp Thần tiến vào Thiên Chi Đỉnh sau đó mới đi tới Hàn Bắc Linh Sơn, cũng không biết, Diệp Thần trước lấy thủ đoạn nghịch thiên, chiến thắng Trương Tấn các người, ở nàng trong mắt, Diệp Thần bất quá là một tên càn khôn cảnh tồn tại, nếu như nhích tới gần mình, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngay chớp mắt, Diệp Thần liền đi tới cô gái kia bên người, vậy ngay tại lúc này, cô gái kia mặt đẹp đã là một phiến trắng bệch, hắn quanh thân chập chờn ngay tức thì nóng nảy đứng lên. Tựa như một tòa lập tức phải phun ra núi lửa vậy. Ngươi tại sao? Phụ nữ kia trùng trùng thở hào hển, dùng hết lực lượng toàn thân, áp chế trong cơ thể bùng nổ linh lực, nhìn Diệp Thần mắt đẹp bên trong, tràn đầy vẻ nghi hoặc. Trước đây, cũng có võ giả phát hiện sự khác lạ của nàng, nhưng, không một ngoại lệ, toàn bộ đều cách được nàng xa xa, chỉ có Diệp Thần, cái này nhìn như bất quá là càn khôn cảnh tồn tại nhưng là nhích tới gần nàng. Diệp Thần nhàn nhạt nói, ta tới cứu người. Cứu người. Cô gái kia trong mắt chợt rung động một tí, trong mắt nghi ngờ biến thành vẻ khó tin. Diệp Thần lại là vì cứu mình mới đến gần. Nháy mắt tức thì, nàng hơn nữa nóng nảy. Cô gái này xuất thân đặc thù, mà nàng không muốn nhìn thấy nhất là bởi vì mình mà làm liên lụy người khác, đặc biệt là những cái kia muốn phải giúp nàng người. Nàng còn muốn nói thêm gì nữa, để cho Diệp Thần viễn cách mình, có thể. Ngay tại lúc này, thần sắc chợt biến đổi, trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Không còn kịp rồi. Vậy không bị khống chế linh lực thì phải hoàn toàn bộc phát. Lấy tu vi, đừng nói là Diệp Thần, chính là những cái kia còn chân lục tầng thiên cường giả, ở khoảng cách như vậy dưới, cũng có thể trọng thương thậm chí chết chứ. Mặt nàng bàng trên hiện lên vẻ bi thương vẻ, không nghĩ tới, đến cuối cùng, cho dù là chết đều phải liên lụy người khác. Có lẽ, mình thật là truyền thuyết kia bên trong thiên sát cô tinh đi. Ở nơi này cô gái lấy là hết thảy đều kết thúc sau đó, Diệp Thần nhưng là đã đem tay đè ở mềm mại bụng bên trên. Cảm thụ Diệp Thần trên bàn tay truyền tới ấm áp, phụ nữ kia hơi sững sờ, mặc dù là sống chết trước mắt, nhưng, hắn trong lòng vẫn là dâng lên một loại cảm giác cực kỳ khác thường, đây chính là nàng lần đầu tiên cùng khác phái có cái loại này thân thể tiếp xúc à. Hơn nữa, Diệp Thần đụng chạm vẫn là cái loại này vị trí.
Nguyên bản trên mặt bi thương cũng bị xấu hổ thay thế. Tên này còn nói gì cứu người. Không phải là vì chiếm mình tiện nghi, ngay cả mạng cũng không cần đi. Có thể, bỗng nhiên, một hồi vô cùng là cường đại lực lượng ngay tức thì tràn vào bụng trong đan điền, phảng phất có một cổ nước lũ đụng vào nàng thân thể mềm mại bên trong vậy. Cả người tựa như đều phải ở lực lượng kia dưới sự xung kích bị chia làm hai. Ở như vậy kích thích dưới, phụ nữ kia không nhịn được phát ra một tiếng rên, một cổ nhiệt lực theo hắn đan điền tràn vào kinh mạch toàn thân, nàng cả người tê dại, mặt đẹp một phiến đỏ ửng, gấp rút thở hào hển, thân thể mềm mại bên trên đã là đổ mồ hôi đầm đìa. Mà làm nàng không thể nào tin nổi chính là, trong cơ thể vậy sao động linh lực, lại là bị cưỡng ép chân ép xuống à? Điều này sao có thể? Nàng thân là còn chân cảnh tầng 6 thiên võ người, hơn nữa, lai lịch phi phàm, nơi công pháp tu hành đều là cao cấp bên trong cao cấp, cho dù là tầng 7 thiên võ người, cũng chưa chắc có thể đem tay đè ở nàng trên đan điền, liền áp chế nàng linh lực trong cơ thể, một cái càn khôn cảnh tồn tại lại như thế nào có thể làm được. Thiếu nữ một tấm đôi môi tựa hồ muốn mở miệng hỏi chút gì, có thể, không cùng nàng phát ra âm thanh sắc mặt lại là bỗng nhiên một trắng, thân thể mềm mại một hồi không có sức, trực tiếp sụi lơ ở Diệp Thần trong ngực. Diệp Thần ôm trước phụ nữ kia, nhàn nhạt nói, không cần nói, người áp chế trong cơ thể linh lực quá lâu, thể lực đã chi nhiều hơn thu, hơn nữa, mặc dù ta đã đem linh lực của ngươi trấn áp, nhưng, trên mình ngươi còn có thương thế, thật tốt khôi phục đi. Cô gái này thực lực mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng, Diệp Thần linh lực, hồng mông đại tinh không, hỗn độn khí diễm vân. Vân, đều là vô cùng cường đại năng lượng, so phổ thông võ giả linh lực, yêu lực cũng cao hơn liền một tầng thứ. Cô gái này linh lực ở Diệp Thần linh lực trước mặt, giống như là đứa bé thấy được người trưởng thành vậy. Một cái đứa bé, như thế nào đi nữa điên cuồng, há có thể phản kháng được người trưởng thành. Phụ nữ kia nguyên bản gương mặt tái nhợt. Ngay tức thì lại là một phiến đỏ tươi, nàng đến hiện tại mới thật sự kịp phản ứng, mới vừa mới chuyện gì xảy ra. Từ, mình lại là bị một người đàn ông chạm thân thể, hơn nữa, còn bị ôm ở trong ngực à. Mặc dù, hết thảy các thứ này không thể trách Diệp Thần, nhưng, trong lòng nàng vẫn là cảm thấy một hồi ủy khuất. Tổng cảm thấy thật giống như bị Diệp Thần khi dễ tựa như. Phụ nữ kia có chút xấu hổ trách mắng, ngươi, ngươi mau buông ta ra. Ta mình có thể. À, Diệp Thần nhàn nhạt nhìn nàng một mắt, liền đem cô gái thả ở trên mặt đất, sau đó, một xoay người liền muốn rời đi. Phụ nữ kia mắt gặp Diệp Thần phải đi, lại là hoảng loạn, lấy mình trạng thái bây giờ nếu là có người sẽ đối nàng làm gì, căn bản không cách nào phản kháng à. Nàng có chút do dự hướng về phía Diệp Thần hô, người phải đi nơi nào. Diệp Thần không có để ý, tiếp tục đi về phía trước, hắn và cô gái này không quen không biết. Cứu người cũng chỉ là tùy tính mà là thôi, không có bất kỳ muốn khinh bạc cô gái này ý tưởng, nếu cô gái này cảm giác được mình sàm sở nàng, vậy hắn cũng không có tiếp tục cần thiết lưu lại. Mắt gặp Diệp Thần thật phải đi, phụ nữ kia vậy sợ hãi, thấp giọng mở miệng nói, không cần đi. Giọng bên trong thậm chí mang theo một tơ ý cầu khẩn. Có thể Diệp Thần bước chân vẫn không có bất kỳ dừng lại. Phụ nữ kia mắt đẹp buồn bã, nàng có chút hối hận, thật ra thì Diệp Thần cũng không có làm sai cái gì, thậm chí, còn cứu mạng nàng, có thể nàng mới vừa rồi ngược lại dùng loại thái độ đó đối đãi Diệp Thần. Nàng cắn môi một cái, không nói gì nữa, đây là nàng lỗi do tự mình gánh. Có thể, ngay tại lúc này, cô gái này đột nhiên cảm giác được, có người đi tới liền bên cạnh mình. Nàng ngẩng đầu vừa thấy, chỉ gặp, trước người của nàng đứng một tên thanh niên, bất ngờ là mới vừa vậy thần sắc lãnh đạm nam tử. Chẳng biết tại sao, cô gái này trong lòng không khỏi dâng lên một hồi mừng rỡ. Mới vừa rồi, thật xin lỗi. Nàng muốn hướng Diệp Thần nói xin lỗi, bất quá, lời còn chưa nói hết, liền bị Diệp Thần cắt đứt. Diệp Thần nhàn nhạt nói, ta còn có việc phải làm, không thể ở chỗ này bảo vệ ngươi. Phụ nữ kia nghe vậy sửng sốt một chút, ngay sau đó, sắc mặt có chút ảm đạm gật đầu một cái. Nhưng vào lúc này, nàng nhưng cảm giác, thân thể mềm mại nhẹ một chút, lại là bị người bế lên. Diệp Thần hai tay đem phụ nữ kia ôm ngang lên nói, nếu như, ngươi cảm thấy bị ta chiếm tiện nghi, ta tùy thời có thể đem ngươi buông xuống. Phụ nữ kia tựa đầu chôn được thật thấp, không chỉ là mặt, liền ngọc cảnh trên da thịt trắng noãn đều đã ửng đỏ, nàng nhẹ nhàng lắc đầu một cái, mặc cho Diệp Thần ôm trước mình.
Một khắc sau, Diệp Thần thân hình động một cái, liền tiếp tục hướng những cái kia võ vương mộ đi tới, cái này thiên chi đỉnh bên trong, phần lớn mộ hắn cũng khiêu chiến qua, có đáp ứng, có không có phản ứng, còn dư lại chỉ có mấy cái. Rất nhanh, Diệp Thần liền đem mấy cái này mộ, từng cái dò thăm. Nhưng, đáng tiếc là, hắn vận khí không tốt lắm, mấy cái này mộ, bao gồm để cho nó trong ngực thiếu nữ tẩu hỏa nhập ma cái đó mộ cũng không có bất luận phản ứng gì. Diệp Thần dừng bước, tùy ý ngồi xuống, mặc dù, cuối cùng mấy cái mộ có chút đáng tiếc, nhưng, lần này thu hoạch đã rất tốt. Cái này mấy ngày kế tiếp, hắn tổng cộng khiêu chiến mấy chục cái mộ, trong đó, có 2/3 võ vương cũng đón nhận khiêu chiến của hắn, làm hắn võ ý cùng đạo vận đều là đột nhiên tăng mạnh, hủy diệt đạo vận, hôm nay đã hoàn toàn đột phá đến ngũ trọng thiên cảnh giới. Đạo vận ngũ trọng thiên, cái này đã vô cùng là kinh khủng, bởi vì, ở thời đại này có thể đạt tới ngũ trọng thiên đạo vận võ giả, cho dù, ở còn chân cảnh đỉnh cấp võ giả bên trong, cũng là lông phượng và sừng lân vậy tồn tại. Chớ xem thường cái này nhất trọng thiên tăng lên, đạo vận tứ trọng thiên võ giả, ở thiên nhân vực mặc dù không nhiều, nhưng vẫn là có một bộ phận, nhưng, ngũ trọng thiên chính là một cái ranh giới, vô cùng là thưa thớt. Hơn nữa, đạo vận đến cảnh giới này, mỗi tăng lên nhất trọng thiên, đều đủ để làm uy lực bạo tăng mấy chục lần. Huống chi, Diệp Thần tu chính là hủy diệt đạo vận, bản thân liền vô cùng mạnh mẽ. Thêm nữa, Diệp Thần lấy được chỗ tốt còn không ước chừng như vậy, hắn bây giờ còn chưa có đem võ vương cửa võ ý đạo vận vân. Vân hoàn toàn tiêu hóa, nếu như thành công đem những thứ này cao cấp võ ý đạo vận, cũng dung luyện vì mình đồ, như vậy, Diệp Thần thực lực còn sẽ có biên độ lớn tăng lên. Mà hắn cùng võ vương thử một lần võ đạo, lấy được chỗ tốt còn không chỉ như vậy, hắn đã nhận ra được, đạo của mình vận cùng võ ý, tựa hồ có loại nào đó bản chất tăng lên, nhưng còn chưa mở hoa kết quả. Tổng thể mà nói, chỗ tốt quá lớn. Diệp Thần nói thầm, hôm nay, ta thực lực, cũng có thể chống lại còn chân cảnh 7 tầng thiên, nếu như mượn sóc lão, huyền tiên tử, thậm chí còn luân hồi mộ địa đại năng lực lượng, cho dù là những cái kia vượt cấp yêu nghiệt cường giả, ta cũng có sức đánh một trận. Đây là, ngồi ở Diệp Thần bên người, nhắm mắt điều tức người phụ nữ kia, tựa hồ trải qua khoảng thời gian này điều chỉnh, cuối cùng là khôi phục mấy phần trạng thái, nàng mở hai mắt ra, nhìn về phía Diệp Thần, có chút nhút nhát nói cảm ơn ngươi cứu ta. Ta kêu Ninh Thải Hà, có thể nói cho ta ngươi tên chữ sao? Diệp Thần. Ninh Thải Hà nghe vậy, âm thầm đem danh tự này nhớ ở trong lòng. Diệp Thần quét nàng một mắt, nhưng là mở miệng nói, nếu ngươi đã khôi phục, vậy ta liền đi. Ninh Thải Hà sửng sốt một chút, nhìn Diệp Thần rời đi hình bóng, trong lòng không khỏi có chút không thôi, có thể lại không biết nên nói cái gì, nói cho cùng, hai người chỉ là một bình thủy tương phùng người xa lạ. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần cùng Ninh Thải Hà nhưng đều là thần sắc động một cái, chợt hướng thiên chi đỉnh bên trong một cái hướng khác nhìn. Chỉ gặp, một đạo tuyệt mạnh đạo vận ngay tức thì phóng lên cao, tuyệt mạnh võ ý tràn ngập thiên địa, một đạo to lớn quang cầu xuất hiện ở bọn họ trước mắt, mà ở quang cầu nơi trung tâm là một tên thanh niên tóc trắng. Giờ phút này, hắn đang nhắm mắt ngồi xếp bằng ở quang cầu bên trong, mà vậy cuồn cuộn đạo vận, đang điên cuồng tràn vào trong cơ thể. Thanh niên kia, bất ngờ chính là Bạch Tử Kỳ. Đây là, Bạch Tử Kỳ sau lưng bỗng nhiên hiện lên một đạo vô cùng là to lớn, nhưng không thấy rõ mặt mũi bóng người. Đám người chỉ có thể cảm nhận được, bóng người này tản ra vô cùng uy thế, dường như muốn đem mặt đất cũng đạp thành phấn vụn vậy. Rất hiển nhiên, bóng người này chính là võ vương một trong. Giờ phút này, bóng người nhưng là đột nhiên đưa ngón tay ra, hướng về phía quang cầu bên trong. Đang hấp thu võ ý cùng đạo vận Bạch Tử Kỳ, một chút đi. Nháy mắt tức thì, một đạo vô cùng tinh thuần võ ý liền từ vậy võ vương hư ảnh bên trong, sáp nhập vào Bạch Tử Kỳ trong cơ thể, mà vậy võ vương hư ảnh vậy dần dần biến mất ở giữa thiên địa. Cùng lúc đó, Bạch Tử Kỳ hơi thở cũng là điên cuồng bành trướng lên. Vô số võ giả, nhìn một màn này đều là mặt đầy vẻ rung động. Cơ hồ là ở khoảnh khắc tới giữa. Bạch Tử Kỳ liền đem võ ý cùng đạo vận hấp thu không còn một mống, hắn nơi mi tâm nhiều hơn một đạo dấu vết, mấu chốt nhất là, hắn hơi thở, cực kỳ khủng bố. Cho dù không có đột phá cảnh giới, nhưng loại khí thức đó chập chờn, cùng trước kia, ngàn kém vạn đừng. Vậy quang cầu dần dần phai nhạt xuống, rất nhanh, Bạch Tử Kỳ liền mở hai mắt ra, trên mặt tràn đầy vẻ mừng rỡ như điên, hắn đứng ngạo nghễ tại giữa trời đất, tản ra vô cùng thô bạo.
từng cơn vô cùng sợ hãi võ ý đạt tới đạo vận, ở hắn quanh thân phun trào, toàn bộ thiên chi đỉnh tựa như cũng hơi động đung đưa. Càng sợ hãi phải, ở đó cuồn cuộn võ ý bên trong, mặt đất trên đá xanh lại là ở nơi này đạo vận bên trong hiện lên từng đạo thâm thúy vết rách, vậy vết rách lấy bạch tự kỳ dưới người mặt đất là trung tâm, hướng bốn phía lan đi, nhìn như xúc mục kinh tâm. Vô số võ giả thấy một màn này, phần nhiều là tâm thần cự chiến, điên cuồng. Phải biết, cái này thiên chi đỉnh mặt đất trên đá xanh, có thể cũng không phải là thông thường hòn đá à, cái này đá xanh vô cùng cứng rắn, có võ giả hướng về phía cái này đá xanh công kích qua, còn chân lục tầng thiên công kích, ở đá xanh bề ngoài chỉ có thể lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ thôi. Có thể, bạch tự kỳ đâu? Bằng vào võ ý cùng đạo vận hơi thở liền có thể làm cái này đá xanh rạn nứt. Không thể tưởng tượng nổi à. Mà bạch tự kỳ tản ra khủng bố uy thế, lại là vô cùng ác liệt, tựa như, hắn chính là võ vương tái thế vậy, rất nhiều võ giả nhìn hắn, thậm chí đều có một loại muốn đối hắn tiến hành sùng bái cảm giác. Cái này võ vương truyền thừa quả nhiên vô cùng cường đại. Một đám võ giả trên mặt đều là hiện lên vẻ hâm mộ. Cái này bạch tự kỳ thật là thiên tuyển chi tử à. Truyền thuyết này bên trong võ vương truyền thừa đều bị hắn thu được. Mà Diệp Thần nhìn mặt đất trên vết rách, nhưng là cặp mắt híp lại nói cái này vẫn là liệt địa võ vương. Lúc ấy hắn khiêu chiến liệt địa võ vương lúc đó, đối phương không có đáp lại, mà ở mộ bên trong mơ hồ có ánh sáng chớp động, xem ra chính là cái này bạch tự kỳ, ở mộ bên trong tiếp nhận truyền thừa nguyên nhân. Bất quá, rất nhanh, Diệp Thần chính là cười. Nếu như bạch tự kỳ lấy được cái khác võ vương truyền thừa, đặc biệt là có mấy cái đặc biệt cường đại võ vương mà nói, có lẽ còn sẽ đối với hắn tạo thành uy hiếp. Nhưng, nếu như nói, có cái nào võ vương là hắn nhất không e ngại, phỏng đoán chính là cái này liệt địa võ vương. Liệt địa võ vương, thực lực bản thân ở rất nhiều võ vương bên trong liền thuộc về so với là cấp thấp, bất quá, mấu chốt nhất là. Cái này liệt địa võ vương tu tập đạo vận, chính là liệt địa mộ đạo, vì sao là liệt địa? Trên bản chất, cũng là diệt một loại, tương tự với lôi thần nói. Bể tan tành mộ đạo vân. Vân. Mà Diệp Thần nắm giữ đạo vận, chính là nguyên thủy ba đạo một trong hủy diệt mộ đạo à. Là rất nhiều lấy diệt làm chủ muốn thuộc tính mộ đạo căn nguyên. Nói cách khác, Diệp Thần hủy diệt đạo vận chính là cái này liệt địa đạo vận tổ tông à. Nói cách khác, mặc dù, Bạch Tự Kỳ lấy được cái này liệt địa võ vương truyền thừa, thực lực bạo tăng, nhưng, chỉ riêng từ đạo vận thuộc tính trên mà nói, nhưng là bị Diệp Thần áp chế hoàn toàn. Cùng lúc đó, vậy Bạch Tự Kỳ khí tức cuồng bạo rốt cuộc ngừng lại, hắn trên mặt lộ ra một vẻ ngạo nghễ cực kỳ nụ cười, hắn đột nhiên giương tay một cái, trước người của nó liền nhiều hơn một cây nhỏ thơm, Bạch Tự Kỳ cong ngón tay bắn ra, vậy nhỏ thơm ngay tức thì bị đốt. Hắn hai tay thuộc lòng, lạnh lùng mở miệng nói, Diệp Thần, hiện tại, ta cho ngươi một nén nhang thời gian, tới ta trước mặt lãnh cái chết, như vậy thứ nhất, ta có thể cho phép ngươi không thống khổ chút nào chết đi. Vừa nói, Bạch Tự Kỳ ánh mắt bỗng nhiên ác liệt, mặt mũi cũng là có chút dữ tợn mở miệng nói, nhưng, nếu như ngươi không nghe lời, để cho ta tự mình đi tìm ngươi mà nói, bổn công tử có thể đối với ngươi bảo đảm, nhất định sẽ làm cho ngươi nếm thử một chút, cái gì gọi là sống không bằng chết mùi vị. Đến lúc đó, cái chết đối với ngươi mà nói, bất quá là một loại hy vọng xa vời. Cái này thiên chi đỉnh bên trong, thần niệm được bộ phận áp chế, tìm người có chút phiền toái. Bạch Tự Kỳ đối với trừ tu võ ra sự việc, hứng thú chừng mực, cho nên, Diệp Thần tốt nhất mình cút ra đây, nếu như, muốn lãng phí hắn thời gian và tinh lực đi tìm mà nói, ha ha. Hắn sẽ để cho Diệp Thần bỏ ra khó có thể tưởng tượng giá cao. Lời vừa nói ra, phần lớn võ giả đều là lộ ra thương hại, châm chọc, cười trên sự đau khổ của người khác thần sắc. Suy nghĩ một chút mấy ngày nay. Diệp Thần liều mạng khiêu chiến võ vương mộ nhưng chỉ là bị cả người tổn thương, không lấy được gì cả đáng thương dáng vẻ, lại xem hôm nay, uy thế kinh thiên, giống như thiên thần giống vậy Bạch Tự Kỳ. Cái loại này so sánh, quá mạnh mẽ. Nguyên bản bọn họ lấy là Diệp Thần là cái yêu nghiệt, có thể, bây giờ nhìn lại, cùng Đông Hoàng Thiên Điện bên trong chân chính yêu nghiệt so sánh, chính là phế vật bên trong phế vật à. Nhưng là có hai người phụ nữ đang nghe được Bạch Tự Kỳ tử vong tuyên ngôn sau đó, thần sắc đại biến. Hai nàng này dĩ nhiên chính là Nam Tiêu Ly cùng Ninh Thải Hà. Nam Tiêu Ly ngay tức thì từ dưới đất đứng lên liền thân tới, mắt đẹp bên trong tràn đầy vẻ lo âu.
Nam Tiêu Ly hiểu đạo vận cùng võ ý, là tới từ Thần Vân Võ Vương. Mà đây Thần Vân Võ Vương, nhưng là rất nhiều võ vương bên trong, số lượng không nhiều cô gái một trong. Thần Vân Võ Vương đối với phái nữ võ giả vốn là khá là chiếu cố, mà hắn cùng Nam Tiêu Ly lại là có chút hợp ý, mặc dù không có đem truyền thừa giao cho Nam Tiêu Ly, nhưng, cũng là tự mình hiện thân đối với Nam Tiêu Ly tiến hành chỉ điểm, thậm chí, còn ở trò chuyện trong quá trình nói cho Nam Tiêu Ly một cái liên quan tới Thiên Chi Đỉnh bí mật. Thần Vân Võ Vương chỉ điểm, để cho Nam Tiêu Ly thực lực có chút tinh tiến, có thể, so với đạt được truyền thừa Bạch Tự Kỳ cũng đã rất kém xa. Võ Vương truyền thừa quả thật mạnh mẽ cực kỳ, nguyên bản Nam Tiêu Ly thực lực cùng Bạch Tự Kỳ ở như nhau tới giữa, có thể hiện tại, Nam Tiêu Ly cảm giác, tự đối mặt Bạch Tự Kỳ, có thể, 10 chiêu cũng không nhịn được. Liên nàng còn như vậy, huống chi Diệp Thần. Diệp Thần mặc dù cho thấy không kém gì còn chân lục tầng thiên võ giả thực lực, nhưng, ở Nam Tiêu Ly xem ra, Diệp Thần cùng thực lực mình trên vẫn có một ít chênh lệch. Nói cách khác, đối với Bạch Tự Kỳ, Diệp Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hô hấp của nàng ngay tức thì dồn dập, thân hình chớp mắt, cũng không đoái hoài phải tiếp tục tìm hiểu, ở Thiên Chi Đỉnh bên trong cực nhanh chớp động, tìm kiếm Diệp Thần tung tích. Mà Ninh Thải Hà chính là thần sắc vô cùng khẩn trương, hướng về phía Diệp Thần nói, Diệp Thần, ngươi mau trốn đi, cái này Bạch Tự Kỳ lấy được võ vương truyền thừa, thực lực quá khủng bố, cũng may Thiên Chi Đỉnh bên trong, thần niệm được nhất định áp chế, nếu như, ngươi thật tốt ẩn núp nói, có cơ hội từ trong tay chạy thoát thân. Diệp Thần nhưng chỉ là nhàn nhạt quét Ninh Thải Hà một mắt, lắc đầu nói tránh. Ta tại sao phải tránh? Nếu Bạch Tự Kỳ muốn giết hắn, hắn thì không thể thả qua Bạch Tự Kỳ, để cho đối phương mình qua đi tìm cái chết, không phải tốt hơn. Ninh Thải Hà nóng nảy, nàng biết Diệp Thần tuyệt không phải thông thường càn khôn cảnh võ giả, nhưng, cũng không khả năng và còn chân cảnh bảy tầng thiên Bạch Tự Kỳ như nhau chứ. Ninh Thải Hà lần nữa khuyên nhủ, Diệp Thần, hiện tại, không phải hành động theo cảm tình thời điểm. Tiếp tục như vậy nữa, liền sắp không còn kịp rồi à. Mà Diệp Thần nhưng là tựa như không nghe được vậy, ngồi xếp bằng ở tại chỗ, nhắm mắt tu hành, hắn đạo vận sinh ra một ít biến chất, cụ thể là cái gì chứ? Đó chính là, hôm nay, mình hủy diệt đạo vận, tựa như có thể những thứ khác năng lượng hoàn mỹ hơn địa dung hợp. Trước kia, Diệp Thần chỉ có thể đem hủy diệt đạo vận dung nhập vào võ khí bên trong, nhưng, dung hợp được cũng không hoàn toàn, dẫu sao tinh hồn chém mặc dù mạnh mẽ, nhưng, cũng không phải hủy diệt thuộc tính võ khí. Đối với hủy diệt đạo vận mà nói không tính là quá thích hợp. Cho nên, hủy diệt đạo vận lực lượng không thể hoàn mỹ phát huy. Độ dung hợp đại khái chỉ có 60% chừng. Có thể hiện tại, ở hủy diệt đạo vận phát sanh biến hóa sau đó, cùng tinh hồn chém độ dung hợp đã đạt đến 80%. Hơn nữa, còn có tiếp tục đề cao có thể. Diệp Thần hiện tại chính là ở cảm ngộ loại biến hóa này, thử đem độ dung hợp lại sách cao một chút. Ninh Thải Hà nhìn Diệp Thần, mặt đẹp bên trên nhưng là lóe lên vẻ thất vọng thần sắc. Không thể không nói, Diệp Thần xuất thủ cứu giúp, cùng với sau đó hai người sống chung bên trong, nàng đối với Diệp Thần sinh ra một ít cảm giác không giống nhau, có thể bây giờ thấy Diệp Thần cái loại này từ lấy là kiêu ngạo, trên thực tế hoàn toàn là tìm chết thái độ, nàng đối với Diệp Thần hảo cảm ngay tức thì thấp xuống không thiếu. Trên thực tế, Ninh Thải Hà thân thế đặc thù, nàng bản thân lại là đặc thù, cho nên nàng rất ghét những cái kia rõ ràng có cơ hội còn sống, cũng không quý trọng sinh mạng người. Bất quá, nàng vẫn là ở lại Diệp Thần bên người, không có rời đi, nàng trong mắt hiện lên lau một cái kiên quyết vẻ, âm thầm nghĩ tới, Diệp Thần bây giờ không có chân chính đối mặt Bạch Tự Kỳ, có lẽ, còn không cách nào cảm nhận được Bạch Tự Kỳ khủng bố, cùng Bạch Tự Kỳ đến, hắn nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý, đến lúc đó, vô luận như thế nào, ta đều phải giúp Diệp Thần tranh thủ được chạy trối chết cơ hội. Dẫu sao, Diệp Thần là nàng ân nhân cứu mạng. Diệp Thần hơi hí ra liền một con mắt, quét Ninh Thải Hà một mắt, khóe miệng mang theo một chút nụ cười như có như không, hắn tựa như xem thấu Ninh Thải Hà ý tưởng vậy, ở trong lòng cười nói con bé này, ngược lại là hảo tâm. Rất nhanh, Bạch Tự Kỳ đốt vậy trụ nhỏ thơm cũng đã thiêu hủy hơn nửa, Bạch Tự Kỳ sắc mặt cũng là âm trầm xuống, đến hiện tại, Diệp Thần vẫn là không có xuất hiện. Vậy Thiên Chi Đỉnh bên trong một đám võ giả cũng là cười. Cái này Diệp Thần, lúc ấy ở Hàn Bắc Linh Sơn không phải cường thế vô cùng sao? Hiện tại, ở Bạch Công Tử trước mặt thì trở thành con rùa đen rút đầu. Phỏng đoán,
hiện tại đã hù được Đào Động trốn đi chứ. Ha ha, không dám ra phát hiện, cái này chỉ có thể nói rõ, Diệp Thần thật sợ à, thực lực, và Bạch Công Tử không thể so sánh. Liều mạng khiêu chiến mộ, thì thế nào? Gà rừng đổi không được Phượng Hoàng. Đây là, Bạch Tử Kỳ Động. Cây kia nhỏ thơm còn trôi lơ lửng ở trước người của nó, mà hắn cả người nhưng là biến thành một đạo tàn ảnh, ở trên trời bên trong nhanh chóng tránh động, tìm kiếm Diệp Thần tung tích. Đồng thời, hắn thanh âm lần nữa truyền khắp toàn bộ Thiên Chi Đỉnh nói, Diệp Thần, ngươi còn có nửa nén hương thời gian, bổn công tử khuyên ngươi bắt cái này cơ hội cuối cùng, mình cút ra đây. Không thiếu võ giả cũng đi theo Bạch Tử Kỳ, muốn xem, Diệp Thần kết quả sẽ là cái gì kết quả. Thật ra thì, không ít người trong lòng cũng muốn thấy được Diệp Thần chết thảm một màn. Những người này, mặc dù và Diệp Thần không thù không oán, nhưng, Diệp Thần thiên phú võ đạo nhưng là để cho bọn họ ghen tị à. So mình người ưu tú, dĩ nhiên là càng ít càng tốt. Mặc dù, Thiên Chi Đỉnh bên trong thần niệm được nhất định áp chế, nhưng, ở Diệp Thần không có tận lực ẩn núp dưới tình huống, lấy Bạch Tử Kỳ thực lực, muốn tìm người lại cũng không nhiều khó khăn chuyện. Bởi vì, Thiên Chi Đỉnh không tính là quá lớn. Ninh Thải Hà sắc mặt bộc phát khẩn trương lên, nàng ngửa đầu hướng không trung nhìn, Bạch Tử Kỳ khoảng cách các nàng càng ngày càng gần. Có thể, cho đến hiện tại, Diệp Thần vẫn là thờ ơ, chỉ là chậm rãi đứng lên thôi. Ngay tại lúc này, không trung Bạch Tử Kỳ, đột nhiên dừng lại thân hình, rồi sau đó, giống như một vì sao rơi vậy nhanh chóng rơi xuống, nhìn một màn này, tất cả mọi người đều là con ngươi co rúm một cái. Mà Nam Tiêu Ly lại là sắc mặt trắng bệch, dùng hết toàn lực, hướng Bạch Tử Kỳ rơi xuống chỗ chạy tới. Ầm một tiếng vang thật lớn, Bạch Tử Kỳ rơi ở trên mặt đất, dưới chân mặt đất điên cuồng bể tan tành trước, cuồn cuộn đạo vận ngay tức thì từ trong cơ thể, kích động ra, làm thiên địa cũng làm vặn vẹo. Cùng lúc đó, Bạch Tử Kỳ trước người vậy trụ nhỏ thơm vậy rốt cuộc cháy hết. Mà ở trước người hắn, thì đứng một tên thần sắc lãnh đạm thanh niên, không phải Diệp Thần, còn có ai? Bạch Tử Kỳ nhìn Diệp Thần, tàn nhẫn cười một tiếng nói thơm, cháy hết, ngươi sinh mạng vậy chấm dứt, thằng nhóc, bổn công tử ban thưởng một cái không thống khổ chút nào kiểu chết, có thể, ngươi tại sao hết lần này tới lần khác muốn chọn sống không bằng chết đâu. Ninh Thải Hà ở khoảng cách như vậy hạ, đối mặt Bạch Tử Kỳ cảm giác mình thân thể cũng mơ hồ có chút run rẩy, tim đập loạn, áp lực vô cùng to lớn, nhưng, nàng vẫn là cắn răng một cái chắn Diệp Thần trước người. Hồ lớn, Diệp Thần, mau rời đi nơi này, ta sẽ giúp ngươi ngăn trở hắn. Chung quanh những cái kia chạy tới vùng lân cận, vây xem võ giả, nghe vậy đều là sửng sốt một chút, Diệp Thần bên người lúc nào lại nhiều hơn một người phụ nữ. Vẫn là một người vô cùng là thanh thuần dung mạo xinh đẹp người phụ nữ. Hơn nữa, còn vì Diệp Thần, ngăn cản Bạch Tử Kỳ. Trong chốc lát, những cái kia võ giả nhìn Diệp Thần ánh mắt đều có chút âm độc đứng lên. Thằng nhóc này đào hoa thật đúng là không tệ à. Có Nam Tiêu Ly, hiện tại, lại tới một cái. Thiên phú võ đạo nghịch thiên, lại có rất nhiều người đẹp làm bạn. Ừ, bọn họ ghen tị. Cho nên, Diệp Thần phải chết. Chết được càng thảm càng tốt. Bạch Tử Kỳ nghe vậy, nhưng là cười lạnh một tiếng nói, cô gái, người muốn ngăn cản ta. Người chống đỡ được sao? Ninh Thải Hà nhưng là không có tâm tình để ý Bạch Tử Kỳ. Mà là vô cùng lo lắng nhìn Diệp Thần, nàng không nghĩ tới, đến thời khắc này, Diệp Thần lại vẫn là đứng tại chỗ, một hơi một tí, chẳng lẽ, Diệp Thần thật liền điểm này ánh mắt cũng không có sao. Không nhìn ra, Bạch Tử Kỳ cường đại bao nhiêu, có bao kinh khủng. Nàng không nhịn được hô, Diệp Thần, ngươi làm sao còn không trốn à? Bạch Tử Kỳ nhìn Diệp Thần vậy nhìn như yên lặng hình dáng, thần sắc vô cùng rửng rưng nói trốn. Ha ha, hôm nay... Bổn công tử võ ý cùng đạo vận đã đem bao phủ, hắn đừng nói là chạy, ngay cả động cũng không động được chứ. Đám người nghe vậy, đều là ha ha phá lên cười, bọn họ vốn là còn chút kỳ quái, Diệp Thần tại sao dám đối mặt Bạch Tử Kỳ đây? Lúc đầu, là không thể động đậy à? Thật là quá khôi hài. Mà Ninh Thải Hà cũng là cả kinh, quay đầu nhìn Diệp Thần một mắt, vậy không nhúc nhích dáng vẻ, tựa hồ thật sự là không thể động đậy. Xem ra. Nàng còn đánh giá thấp Diệp Thần cùng Bạch Tử Kỳ thực lực sai biệt à. Trong chốc lát, Ninh Thải Hà có chút tuyệt vọng. Làm sao đây? Diệp Thần liền trốn cũng không thoát. Bạch Tử Kỳ thần sắc dần dần tàn nhẫn đứng lên, hắn chậm rãi giơ tay lên, cuồn cuộn đạo vận ở trong tay ngưng tụ,
tựa hồ thì phải hướng về phía Diệp Thần đánh ra, mọi người chung quanh ánh mắt đều là sáng, mong đợi thấy Diệp Thần bị Bạch Tự Kỳ hung hăng nghiền ép một màn. Nhưng vào lúc này, một tiếng cô gái hét lớn giống như sấm vậy, đang lúc mọi người trong tai nổ vang nói, dừng tay. Bạch Tự Kỳ ánh mắt chớp mắt, chỉ gặp một đạo thân ảnh ngay tức thì xuất hiện ở Diệp Thần trước người, lại là một tên cô gái tuyệt đẹp, chính là Nam Tiêu Ly. Nam Tiêu Ly cả người đổ mồ hôi đầm đìa, kịch liệt thở hào hển, nàng hướng về phía Bạch Tự Kỳ quát to, Bạch Tự Kỳ. Ngươi biết ta là ai chăng? Ngươi là ai? Bạch Tự Kỳ trong mắt lóe lên lau một cái vẻ kinh ngạc, hơn 100 tuổi, còn chân cảnh 7 tầng thiên. Cô gái này tư chất quá khủng bố, hắn bối cảnh chắc hẳn vậy tuyệt đối không đơn giản. Nam Tiêu Ly trầm giọng nói, ta là Nam Tiêu Thiên Điện đế quân con gái, Nam Tiêu Ly. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất không nên đối với Diệp Thần ra tay, nếu không, ta bảo đảm ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Nam Tiêu Ly hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy, vì bảo vệ Diệp Thần, không để ý hết thảy. Chỉ tiếc, cái này thiên chi đỉnh bên trong võ vương ý chí đối với Vân Lão như vậy tuổi tác quá lớn võ giả có chút bài xích, cho nên, Vân Lão không có đi theo nàng đi vào. Dưới mắt cũng chỉ có thể dùng thân phận trấn áp Bạch Tự Kỳ. Đám người nghe vậy đều là một hồi sợ hãi. Nam Tiêu Ly lại là Nam Tiêu Thiên Điện đế quân con gái. Thân phận này quá kinh khủng à. Đồng thời, bọn họ cũng đúng Diệp Thần hơn nữa ghen tị. Thằng nhóc này, liền Nam Tiêu Thiên Điện đế quân con gái cũng dỗ tới tay. Không tiếc tự bạo thân phận, vậy phải bảo vệ hắn. Thật là, để cho người ghen tị đến muốn nổi điên à. Đám người, không nhịn được châm chọc nói, ha ha, không nghĩ tới, Diệp công tử vẫn là một cái tiểu bạch kiểm à. Dựa vào người phụ nữ bảo vệ, Diệp công tử tốt kiêu ngạo à, thật là ta thế hệ võ giả điển phạm. Xem ra, Diệp công tử dạ dày không tốt lắm, chỉ có thể ăn bám. Bạch Tự Kỳ mặc dù trong lòng cũng là cả kinh, nhưng là không chút nào lui bước ý, hắn hướng về phía Nam Tiêu Ly, khẽ mỉm cười nói, sẽ không bỏ qua ta. Ta đây là thật là tò mò, người phải thế nào không buông tha ta? Chẳng lẽ, Nam Tiêu Thiên Điện muốn đối với ta Đông Hoàng Thiên Điện tuyên chiến? Nếu như nói muốn giết Nam Tiêu Ly, hắn quả thật có chỗ cố kỵ, nhưng, Diệp Thần là Đông Hoàng Thiên Điện cái đinh trong mắt, Đông Hoàng đế quân tự mình hạ lệnh muốn tru diệt người. Nam Tiêu Ly một câu nói thì như thế nào bảo được? Cho dù Nam Tiêu Ly, sau chuyện này thật mang Nam Tiêu Thiên Điện nhằm vào hắn, dưới tình huống này, Đông Hoàng Thiên Điện vậy tuyệt sẽ không ngồi nhìn bỏ mặc. Nếu không, Đông Hoàng Thiên Điện thì thật là mặt mũi quét sân. Cho nên, Nam Tiêu Ly uy hiếp đối với hắn không có chút ý nghĩa nào. Nam Tiêu Ly âm thầm cắn răng, cả người linh lực, điên cuồng vận chuyển, xem ra chỉ có thể ra tay. Mặc dù, nàng không phải Bạch Tự Kỳ đối thủ, nhưng, dựa vào mình thân phận, Bạch Tự Kỳ không dám tổn thương nàng, mới có thể kéo đối phương tạm thời nửa khắc. Để cho Diệp Thần có cơ hội chạy thoát thân. Có thể, ngay tại lúc này, tất cả người cũng không nghĩ tới một màn, xuất hiện. Diệp Thần hướng về phía Nam Tiêu Ly, nhàn nhạt mở miệng nói, nhỏ Ly, tránh ra. Nam Tiêu Ly hơi sững sờ, có chút nóng nảy nhìn về phía Diệp Thần nói, nhưng mà. Diệp Thần ngưng mắt nhìn Bạch Tự Kỳ, chỉ nói ba chữ. Tin tưởng ta. Nam Tiêu Ly mắt đẹp chớp động một tí. Chẳng biết tại sao lại là theo bản năng nhường ra. Diệp Thần thân hình động một cái, đi tới Bạch Tự Kỳ trước mặt, mở miệng nói, ngươi làm xong chết chuẩn bị sao? Đám người đầu tiên là sửng sốt một chút, Diệp Thần không phải là bị đạo vận cùng võ y chân áp không thể động sao? Có thể rất nhanh, cái này thiên chi đỉnh bên trong chính là bộc phát một hồi cười to. Diệp Thần nói gì? Làm xong chết chuẩn bị sao? Tên này không phải là bị sợ choáng váng chứ? Đến bây giờ còn không thấy rõ tình thế, lấy vì mình vô địch đâu. Liên liên Bạch Tự Kỳ nhìn Diệp Thần đều là mặt hiện vẻ cổ quái, Diệp Thần còn có thể động, có chút ra hắn dự liệu, bất quá, hắn cũng không có để ở trong lòng, có thể nhúc nhích thì thế nào. Chẳng lẽ một cái càn khôn cảnh tiểu tử, còn có thể đánh bại hắn sao? Bạch Tự Kỳ nhìn Diệp Thần, cũng là cười ha ha một tiếng nói, không thể không nói, liền bổn công tử đều có chút bội phục ngươi dũng khí. Ngươi rất may mắn, bổn công tử quyết định, để cho ngươi thành là thứ nhất chết ở ta liệt địa đạo vận dưới người. Tiếng nói vừa dứt, hắn ngay tức thì rút ra bên hông trường đao, thần sắc khoảnh khắc ác liệt, trong tay trường đao, ánh đao lớn thả, nguyên bản giống như ánh trăng vậy đao mang,
giờ phút này lại là chói mắt cực kỳ. Đồng thời, từng cơn sợ hãi võ ý bùng nổ, một loại đem mặt đất đều phải mất đi chập chờn, ở hắn quanh thân gào thét, dưới chân đá xanh lại là điên cuồng bể nát đứng lên. Liệt địa đạo vận, thi triển đến trình độ cao nhất. Cảm thụ vậy là mặt đất tan biến lực lượng, rất nhiều võ giả đều là điên cuồng lui về phía sau, trong mắt tất cả đều là hoảng sợ thần sắc, một ít lui ra so với chậm, thực lực yếu hơn võ giả, rối rít kêu thảm một tiếng, trên mình nhiều hơn đạo đạo liệt ngân, máu tươi cuồng lưu. Bạch Tử Kỳ ngưng mắt nhìn Diệp Thần, thần sắc dần dần dữ tợn, hắn nơi mi tâm giấu vết ánh sáng lớn thả, hướng về phía Diệp Thần gào thét nói, liệt địa cuồng đao, cho ta diệt. Cuồn cuộn võ ý cùng đạo vận bơm vào đến Bạch Tử Kỳ trong tay trường đao bên trong, một đạo ngọc màu trắng ánh đao ngay tức thì bộc phát ra, hướng Diệp Thần, cuộn sạch đi. Ánh đao kia giống như đem mặt đất đập thành nát bấy ngoài bầu trời sao xa vậy, lôi cuốn diệt tuyệt chúng sanh uy năng, điên cuồng chấp động, chỗ đi qua, không gian bên trong cũng xuất hiện đạo đạo liệt ngân, kinh khủng hơn phải, cái này ánh đao hiện lên ngay tức thì, thiên chi đỉnh mặt đất bên trên mảnh đất nứt ra liền một đạo vô cùng thâm thúy kẽ nứt. Liệt địa võ vương chính là một tên đao khách, hắn nổi danh nhất tuyệt kỹ, chính là liệt địa cuồng đao. Truyền thuyết, hắn từng lấy cái này liệt địa cuồng đao chảm bể qua một cái giới vực. Nam Tiêu Ly cùng Ninh Thải Hà, mặt đẹp ngay tức thì không có chút huyết sắc nào, cái này một đao chân thực thật đáng sợ. Căn bản không cách nào tương đương à. Sợ rằng, hôm nay Bạch Tử Kỳ ở còn chân cảnh 7 tầng thiên cường giả bên trong, cũng không bình thường chứ. Các nàng hiện tại coi như muốn ngăn trở cũng không ngăn được. Chung quanh vậy một đám lui ra võ giả lại là mặt lộ vẻ cười nhạt, ở bọn họ xem ra, Diệp Thần đã là một người chết. Diệp Thần ngưng mắt nhìn vậy đạo đao mang, thần sắc cũng là có chút trầm ngưng, ở trong lòng mở miệng nói, sóc lão, huyền tiên tử, lực lượng mượn ta. Mặc dù, hắn hủy diệt đạo vận khắc chế liệt địa đạo vận, Bạch Tử Kỳ thực lực ở trước mặt hắn muốn bất trừ, nhưng hôm nay Bạch Tử Kỳ dẫu sao hơi thở cực kỳ khủng bố. Không thể coi thường. Chỉ có toàn lực ra tay, mới có thể chiến thắng hắn. Một khắc sau, một cổ minh mông lực lượng tràn vào Diệp Thần trong cơ thể, đồng thời, tuyệt mạnh yêu khí từ Diệp Thần trong cơ thể phun trào, sau lưng ngọn lửa bùng nổ, luân hồi huyền bi lực lượng phun trào, thiên yêu thân thể, phần huyết quyết, bách tà thể, hồn thể đổi thành, hồng mông cổ pháp vân. Vân, toàn bộ thi triển đến trình độ cao nhất. Hắn không có ra tay, mà là cặp mắt bên trong. Hồng mang bạo tránh, đang đợi. Giống như lúc ấy đối mặt đại diệt võ vương lúc vậy. Liệt địa đao mang giống vậy có diệt thuộc tính, cùng hủy diệt mộ đạo có chỗ giống nhau, nhưng lại không bằng hủy diệt mộ đạo, chính vì nguyên nhân này, hắn có thể nhìn thấu. Sẽ ở đó liệt địa cuồng đao đao mang sắp đem thân hình, hoàn toàn chiếm đoạt lúc đó, Diệp Thần bỗng nhiên ra tay. Sát kiếm bên trên lóe lên hủy diệt hắc dương, cùng với hỗn độn khí diễm. Mãnh liệt kiếm quang bộc phát ra. Tinh hồn chém. Tinh hồn chém kiếm quang, nguyên bản, giống như một đạo sáng chói ngân hà, nhưng, hiện tại nhưng thành một đạo đen nhánh nước lũ. Nước lũ bên trong tô điểm 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 tinh quang. Nếu như nói, vốn là tinh hồn chém là ngân hà mà nói, hiện tại, cái này tinh hồn chém chính là một phiến vũ trụ. Tràn đầy vô tận hủy diệt lực vũ trụ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nháy mắt tức thì, hai đạo ánh sáng mang ầm ầm đụng nhau. Hắc quang cùng ánh sáng trắng điên cuồng đụng chạm, mang hủy diệt lực khủng bố dư âm, hướng bốn phía kích động đi, đá xanh mặt đất, không ngừng vỡ vụn, mà vậy từng cái võ giả cũng là đem hết toàn lực, mới miễn cưỡng chống cự trước dư âm đánh vào. Có thể, giờ phút này, mặt của mọi người bàng trên đều là tràn đầy khó tin thần sắc. Bọn họ con ngươi, thật là đều phải trừng ra đến hốc mắt ở ngoài à. Đây là tình huống gì? Lực lượng tương đương. Diệp Thần lại và Bạch Tử Kỳ, lực lượng tương đương. Đây chính là đón nhận võ vương truyền thừa tu vi còn chân cảnh 7 tầng thiên Bạch Tử Kỳ à. Nháy mắt tức thì, mọi người thần hồn thật là đều phải nổ tung. Có thể, càng làm bọn họ sợ hãi một màn, xuất hiện. Chỉ gặp, vậy đạo ánh sáng màu trắng, vậy đạo làm mặt đất rạn nứt ánh sáng lại là dần dần bắt đầu bể nát. Nguyên bản. Còn mặt đầy giữ tợn nụ cười Bạch Tử Kỳ, sắc mặt ngay tức thì đọng lại. Đầu óc hắn, thật là muốn ngừng vận chuyển liền à. Giờ phút này, hắn căn bản không thể nào tin nổi con mắt của mình, thậm chí, cũng hoài nghi có phải hay không chúng cái gì ảo thuật.
cho đến vậy ánh sáng trắng hoàn toàn mất đi, cảm nhận được liền vậy giống như vũ trụ đen nhánh kiếm mang bên trong ẩn chứa cuồn cuộn hủy diệt lực, Bạch Tự Kỳ mới rốt cục tỉnh hồn lại. Hắn gương mặt bên trên ngay tức thì hiện lên vẻ hoảng sợ, kinh hô, hủy diệt mộ đạo. Đạo vận ngũ trọng thiên hủy diệt mộ đạo, cái này không thể nào, ngươi không tới 100 tuổi, càn khôn cảnh tồn tại, làm sao có thể có ngũ trọng thiên hủy diệt đạo vận à? Hơn nữa, không khỏi, vậy hủy diệt mộ đạo bên trong, tựa hồ hàm chứa loại nào đó làm hắn cảm thấy đồ sợ hãi. Bạch Tự Kỳ cắn răng một cái, mạnh trống lên tâm thần, lần nữa chém ra một đao, ầm một tiếng vang thật lớn, huyết quang văng khắp nơi. Bạch Tự Kỳ liên tiếp lui về phía sau, hắn giữa eo bị chém ra một đạo dữ tợn vết thương, máu tươi giàn giụa. Hắn lại là bị Diệp Thần một kiếm, liền chém bị thương. Thời khắc này Bạch Tự Kỳ, trong lòng đã sinh ra ý rút lui. Hắn mới vừa lấy được võ vương truyền thừa, chỉ phải còn sống tiền đồ không thể hạn chế, tất nhiên có thể trở thành vực ngoại cao cấp một trong cường giả, thậm chí, phi thăng thái thượng thế giới, cũng không phải là không thể được. Hắn tuyệt không thể chết ở chỗ này. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, nguyên bản, ở bọn họ xem ra là vô địch tồn tại, là nghiền ép hết thảy thiên chi kiêu tử Bạch Tự Kỳ lại là thân hình chớp mắt, liền hướng bầu trời bên trong điên cuồng phi độn đi. Bạch Tự Kỳ lại là chạy. Những cái kia võ giả thật là cũng xem ngu. Giống như nguyên bản trong mắt bọn họ thế giới quyền vương bị một cái học sinh tiểu học một quyền đánh được ôm đầu khóc lóc như nhau. Có thể, ngay tại lúc này, một tiếng lãnh đạm thanh âm nam tử nhưng là ở đám người bên tai, nhàn nhạt vọng về nói, chạy thoát sao. Trên thực tế, lấy Bạch Tự Kỳ chui tốc, Diệp Thần muốn truy đuổi, có lẽ còn thật không theo đuổi. Đáng tiếc, Diệp Thần cũng không cần truy đuổi. Nguyên bản đang điên cuồng bay vút đi Bạch Tự Kỳ, chợt cảm thấy thân thể căng thẳng, hắn sắc mặt cuồng biến, không tưởng tượng nổi nhìn về phía hông của mình gian, chỉ gặp, hông của mình gian chẳng biết lúc nào lại là nhiều một cái màu đỏ thấm xiềng xích. Chính là thiên yêu thần tác. Mà thà đồng thời, hắn sau lưng bỗng nhiên cảm thấy một hồi lông tơ đảo thụ, một loại hơi thở tử vong, ở hắn quanh thân điên cuồng phun trào ra. Hắn chợt xoay người, hướng Diệp Thần nhìn. Vào mắt chỗ. Là một cái làm hắn cả đời khó quên cực kỳ nụ cười lạnh như băng. Còn nữa, ở đó mang lạnh như băng nụ cười thanh niên, đầu ngón tay dũng động ánh sáng màu đen. Hắc quang kia, tựa như chính là thế giới tan biến sau hư không. Vậy trình độ cao nhất hủy diệt bên trong, có bầu xanh lực lượng. Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng nói, Đông Hoàng Thiên Điện, các ngươi và ta Diệp Thần cừu hận, vừa mới bắt đầu. Diệt tuyệt thần quang. Hủy diệt đạo ấn. Đột phá đến ngũ trọng thiên sau đó, Diệp Thần còn có một cái thu hoạch khổng lồ. Đó chính là, hôm nay, Diệt Tuyệt Thần Quang đã có thể bình thường thi triển. Mặc dù, thi triển tốc độ vẫn là chậm một ít, võ giả thực lực cường đại có thể né tránh, bất quá, thành tựu hắn một trong những lá bài tẩy, cũng là đủ rồi. Bạch Tự Kỳ mới vừa một lòng chạy trốn, căn bản không có chú ý Diệp Thần đang làm gì, giờ phút này, đột nhiên bị thiên yêu thần tác khống chế được. Mà, Diệt Tuyệt Thần Quang đã hướng hắn bắn nhanh tới. Hôm nay muốn né tránh đã không còn kịp rồi à. Đối mặt cái này cực kỳ kinh khủng hắc quang, Bạch Tự Kỳ tâm đảm đều phải nổ tung, máu, đều phải đọng lại. Hắn điên cuồng vận chuyển thân thể bên trong linh lực, bơm vào đến trong tay ngọc trắng trường đao trong tay, trong miệng phát ra điên cuồng gào thét nói, ta là liệt địa võ vương truyền nhân, là tương lai đứng ở vực ngoại đỉnh cấp cường giả, ta tuyệt sẽ không chết ở chỗ này. Tuyệt sẽ không à. Liệt địa cuồng đao. Liệt địa cuồng đao, môn vũ kỹ này, làm võ giả càng điên cuồng lúc đó, uy lực càng mạnh. Giờ phút này, Bạch Tự Kỳ bị đẩy vào tuyệt cảnh, ngược lại, lớn hơn trong trình độ phát huy ra cái này liệt địa cuồng đao lực lượng. Một đạo so với lúc trước, hơn nữa chói mắt, càng kinh khủng hơn ánh đao, ngay tức thì bùng nổ, hướng về phía vậy diệt cự thần quang cuồng dũng tới. Chém ra cái này một đao sau đó. Bạch Tự Kỳ trong mắt cũng là hiện lên đại hỉ vẻ. Cái này bất ngờ đột phá, có lẽ có thể trợ giúp hắn, nghịch chuyển thế cục. Ngay trước mắt, hai đạo ánh sáng mang ngay tức thì đụng chạm. Nhưng, lần này, trước mắt mọi người nhưng là xuất hiện càng rung động một màn. Chỉ gặp, vậy nhìn như tuyệt thế vô địch, có thể chém bể thiên địa một đao, ở Diệp Thần đánh ra ánh sáng màu đen dưới, lại là, giống như giấy dán vậy, ngay tức thì bể nát biến thành chấm quang trần. Tiêu tán ở giữa thiên địa. Lại là liền một tia một hào sức đề kháng cũng không có.
Diệp Thần khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, Diệt Tuyệt Thần Quang là cực hạn hủy diệt lực, cực khó chống đỡ, lại tăng thêm Huyền Hàn Ngọc và Sóc Lão lực lượng, có lẽ có một ít nghịch thiên chiêu thức có thể ngăn trở Diệt Tuyệt Thần Quang. Bất quá, không phải Liệt Địa Cuồng Đao kém, Liệt Địa Cuồng Đao cũng coi là áp đảo hôm nay vực ngoại 99% võ kỹ trên trình độ cao nhất đao pháp, rất cường đại, nhưng nói riêng về phẩm cấp như cũ có chút không đủ. Mấu chốt nhất là Liệt Địa Cuồng Đao là diệt thuộc tính võ kỹ, bị hủy diệt lực hoàn toàn khắc chế, căn bản không có chút nào hy vọng ngăn trở Diệt Tuyệt Thần Quang. Không. Nhìn đã đến trước mắt hắc quang, Bạch Tử Kỳ phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, giờ khắc này hắn chân chính cảm nhận được, cái gì gọi là từ thiên đường tới địa ngục mùi vị à. Nếu là có thể trở lại quá khứ, hắn tuyệt sẽ không đối với Diệp Thần ra tay, cho dù là tiếp nhận thiên điện phạt nặng cũng ở đây không tiếc. Một khắc sau, vậy Diệt Tuyệt Thần Quang ngay tức thì xuyên thủng Bạch Tử Kỳ ấn đường, vừa vặn, là vậy võ vương con dấu vị trí. Trong mắt sức sống ngay lập tức phai nhạt xuống, mất đi sinh mạng thân thể vô lực từ không trung rơi xuống, liền thần hồn đều ở đây hủy diệt lực hạ, hoàn toàn mất đi. Cái này lấy được võ vương truyền thừa yêu nghiệt, cứ như vậy chết ở Diệp Thần trong tay. Cùng lúc đó, Đông Hoàng Thiên Điện, Đông Hoàng Vong Cơ, Vạn Vô Quang, Hứa Yến Linh ba người, bàn ngồi chung một chỗ tinh thạch phía trước màn ảnh, thần sắc đều là vô cùng âm trầm. Mà ở tinh thạch trên màn ảnh, xuất hiện, bất ngờ chính là Bạch Tử Kỳ rơi xuống một màn. Làm Bạch Tử Kỳ đạt được võ vương truyền thừa lúc đó, Đông Hoàng Vong Cơ các người, trong lòng đều là vô cùng mừng rỡ. Ở bọn họ xem ra, Diệp Thần chết chắc. Có thể, kết quả thế nào? Chết, nhưng là Bạch Tử Kỳ à? Liền còn chân cảnh 7 tầng thiên Bạch Tử Kỳ, đều đang không giết được Diệp Thần. Càng làm cho bọn họ tâm hàn phải, Diệp Thần tốc độ tiến bộ quá nhanh. Tiếp tục như vậy, sợ rằng thật muốn không được bao lâu, tên này không tới 100 tuổi thanh niên liền sẽ trở thành là Đông Hoàng Thiên Điện uy hiếp lớn nhất à. Hứa Yến Linh không nhịn được nhìn về phía Đông Hoàng Vong Cơ hỏi, đế quân, làm sao bây giờ? Đông Hoàng Vong Cơ sau một hồi trầm mặc, mở miệng nói, mặc dù Bạch Tử Kỳ chết, nhưng, có một cái tin tốt. Vạn Vô Quang ánh mắt nhỏ tránh nói, đế quân nói là tử sĩ Trần Khúc Tô. Đông Hoàng Vong Cơ gật gật đầu nói, không sai, Trần Khúc Tô tuổi tác cực lớn, nhưng cũng không có bị vậy ba tên đại năng chấn nhiếp, xem ra, cũng không phải là tuổi tác vấn đề. Hứa Yến Linh nghe vậy, ánh mắt lóe lên nói, có lẽ, vậy ba tên đại năng hôm nay đã không cách nào ra tay. Nàng trong mắt phun trào ra cuồn cuộn ý định giết người, nếu như vậy ba tên đại năng không cách nào ra tay, như vậy, lần này Đông Hoàng Thiên Điện cao tầng, dốc toàn bộ ra tất nhiên có thể tru diệt Diệp Thần. Nàng hiện tại hy vọng nhất, chính là để cho Diệp Thần chết, không tiếc bất cứ giá nào để cho Diệp Thần chết. Bởi vì, Diệp Thần đã để cho nàng cảm nhận được liền sợ hãi. Đông Hoàng Vong Cơ lắc đầu nói, còn không cách nào xác định, coi như chúng ta thật phải ra tay. Cũng phải làm nhiều mấy lần thí nghiệm. Lần trước, nếu như không có Đông Hoàng Trung, bọn họ ba người đã chết, mà hôm nay Đông Hoàng Trung bị tổn thương, có thể hay không ngăn trở vậy ba tên chí cường hư ảnh phủ xuống một đạo ánh mắt cũng là một cái vấn đề, cho nên, không thể mạo hiểm. Vạn Vô Quang Thần sắc động một cái nói, đế quân ý là. Đông Hoàng Vong Cơ nói, Hứa Sát, hôm nay như thế nào? Vạn Vô Quang cùng Hứa Yến Linh nghe vậy. Trong mắt đều là hiện lên vẻ khiếp sợ, đế quân lại muốn vận dụng Hứa Sát. Bất quá, Hứa Sát quả thật rất thích hợp dùng để đối phó quỷ dị kia tiểu tử. Hứa Yến Linh đáp, Hứa Sát bị nhốt sau đó liền bị gieo phong ấn, hơn nữa, đúng giờ ở trong cơ thể rót vào dược tề, hôm nay còn đang ngủ say bên trong. Đông Hoàng Vong Cơ trong mắt, lóe lên lộ một cái vẻ phức tạp, nhẹ thở dài một cái nói, tháo ra Hứa Sát phong ấn, dừng lại rót vào dược tề. Đợi Hứa Sát tỉnh lại, liền mệnh hắn tru diệt Diệp Thần. Vạn Vô Quang cùng Hứa Yến Linh nhìn nhau một cái, gật đầu một cái nói, ưng. Thiên Chi Đỉnh, một đám võ giả, hôm nay đều là vô cùng là kinh hoàng, kính sợ nhìn Diệp Thần. Nếu như nói, nguyên bản Diệp Thần ở trong mắt bọn họ còn chỉ là quái vật nói, hiện tại, liền là chân chánh ma thần chuyển thế à. Thậm chí... Những cái kia mới vừa châm chọc qua Diệp Thần người đều là cả người run rẩy hướng Diệp Thần quỳ xuống, điên cuồng dập đầu trước, thỉnh cầu Diệp Thần tha thứ, cho dù Diệp Thần căn bản không có chủ động truy cứu bọn họ. Lấy Diệp Thần hôm nay thực lực đã khinh thường tại và cái này cùng con kiến hôi so đo.
Dẫu sao, con kiến hôi giết không xong, hơn nữa, những người này mặc dù châm chọc mấy câu, nhưng, vậy còn chưa tới không thể không chết trình độ. Đây là, Ninh Thải Hà cùng Nam Tiêu Ly vậy đã đi rồi đi lên. Diệp Thần tiêu diệt Bạch Tự Kỳ, để cho các nàng vừa khiếp sợ vừa mừng rỡ, đồng thời, nội tâm đều có chút phức tạp. Nam Tiêu Ly tức giận dáng vẻ, vừa lên tới chính là hướng Diệp Thần ngực, dương lên quyền, dùng sức nện xuống, kiều hừ nói, hừ, ngươi tên này, kêu ngươi lừa gạt ta. Kêu ngươi lừa gạt ta, ngươi cái này tên lường gạt. Diệp Thần bắt được Nam Tiêu Ly hai tay, đừng xem Nam Tiêu Ly thoạt nhìn là một thiếu nữ xinh đẹp, lấy tu vi như thế đập mặc dù không còn như thật làm bị thương Diệp Thần, nhưng, vẫn đủ đau, hơn nữa, hiện tại sóc lão lực lượng biến mất, Diệp Thần trạng thái có chút yếu ớt. Có thể, Nam Tiêu Ly lại tựa hồ như không dự định cứ như vậy thả qua Diệp Thần, lại là còn muốn cựa ra Diệp Thần hai tay, Diệp Thần không khỏi được vô tội nhìn Nam Tiêu Ly nói, nhỏ Ly, đừng đánh, ta oan uổng à, ta lúc nào thành tên lường gạt. Nam Tiêu Ly sâu kín nói, người rõ ràng thực lực so ta mạnh hơn được nhiều, tại sao phải vẫn ẩn núp, trước ra tay, người cũng không có đụng tới chân chính toàn lực chứ. Đây không phải là lừa gạt ta là cái gì, người biết. Làm ta nghe được Bạch Tự Kỳ muốn giết ngươi lúc đó, có nhiều sợ không? Ta, vừa nói, Nam Tiêu Ly mắt đẹp có chút ửng đỏ, trong lòng quá ủy khuất. Cái này tên lường gạt. Diệp Thần nhìn Nam Tiêu Ly thần sắc, ánh mắt chớp động, trong lòng mơ hồ có chút không đành lòng, hắn mở miệng nói, thật xin lỗi, nhỏ Ly, là ta sai. Mặc dù, Diệp Thần mặc dù có thể đánh bại Bạch Tự Kỳ, là bởi vì là ở Thiên Chi đỉnh bên trong thực lực bạo tăng. Nhưng, hắn nói xin lỗi, và những thứ này cũng không có quan hệ. Chỉ là bởi vì, hắn thật cầm Nam Tiêu Ly làm bằng hữu. Nam Tiêu Ly nghe vậy, tâm hồn thiếu nữ hung hãn nhảy lên một tí, đây là, nàng mới phản ứng được, ngọc thủ của mình còn bị Diệp Thần nắm đâu, nàng ngọc cảnh bên trên ngay tức thì hiện lên lau một cái ánh nắng đỏ rực, hơi thấp xuống liền đầu, nhỏ giọng nói, không đủ. Ừ, Diệp Thần có chút không hiểu nói, cái gì? Nam Tiêu Ly thấp giọng nói xin lỗi, còn chưa đủ, ngươi phải bồi thường ta, nếu không ta còn muốn đánh ngươi. Diệp Thần cân nhắc nói, muốn ta bồi thường cái gì, ta cũng không tiền. Nghe được Diệp Thần trêu chọc, Nam Tiêu Ly mặt đẹp, ngay tức thì đỏ bừng, tức giận nhìn hắn nói, ngươi. Vừa nói, ánh mắt lại có chút đỏ. Diệp Thần thấy vậy, trên mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ vẻ, vội vàng nói, tốt lắm, ta bồi thường ngươi chính là. Người muốn ta bồi thường thế nào? Nam Tiêu Ly có chút không dám xem Diệp Thần nghiêng mở ánh mắt nói, sau này. Không nên kêu ta nhỏ Ly, là người khác gọi, ta không để cho ngươi kêu. Diệp Thần nói, vậy gọi ngươi là gì? Nam Tiêu Ly mắt đẹp lóe lên nói, Ly Nhi. À, Diệp Thần nháy mắt một cái, Ly Nhi. Lối gọi này, vậy cũng không là. Gặp Diệp Thần không phản ứng. Nam Tiêu Ly nhưng là có chút mất mát nhìn Diệp Thần nói, ngươi không muốn. Diệp Thần nhẹ hụ nói, Ly Nhi, cái gì không muốn. Nam Tiêu Ly nghe vậy, mặt đẹp bên trên ngay tức thì hiện lên nụ cười sáng lạn, hừ nhẹ nói, xem ở ngươi như thế nghe lời phân thượng, lần này sẽ bỏ qua ngươi. Nàng tim đập hơi nhanh lên trước, Diệp Thần là trừ phụ thân ngoài ra, duy nhất gọi như vậy nàng người đàn ông, chẳng biết tại sao, Nam Tiêu Ly hy vọng Diệp Thần đối với mình là đặc biệt. Và người khác không giống nhau. Sau này, nàng sẽ không cho phép Diệp Thần ngoài ra người, kêu nàng Ly Nhi, ừ. Phụ thân, cũng không được. Mà giờ khắc này, Ninh Thải Hà nhìn Diệp Thần cùng Nam Tiêu Ly mắt đẹp nhưng là có chút phai nhạt xuống, nàng nhìn về phía Diệp Thần nói, Diệp Thần, mới vừa rồi, thật xin lỗi, ta cho là ngươi thực lực không bằng Bạch Tự Kỳ, là ta xem thường ngươi. Mới vừa, nàng đối với Diệp Thần thất vọng vân. Bây giờ nhìn lại, mất mặt. Diệp Thần cười nói, tốt lắm, không cần nói nhiều. Hắn biết, Ninh Thải Hà là quan tâm mình. Đây là, Nam Tiêu Ly nhưng là có chút địch ý nhìn Ninh Thải Hà, đối với Diệp Thần hỏi, Diệp Thần, nàng là ai? Người bên người, làm sao luôn là có nhiều nữ nhân như vậy? Nàng có chút ghen, tự cừ đan hạnh cũng được đi, hiện tại, mới tiến vào Thiên Chi đỉnh bao lâu, lại tới một cái. Mấu chốt nhất là, còn đều là cái loại này cô gái tuyệt mỹ, hơn nữa, có riêng phong cách. Tên này, đào hoa vậy quá tốt đi. Cho dù là Nam Tiêu Ly đều là cảm thấy một ít cảm giác không an toàn. Diệp Thần ho nhẹ một tiếng nói, nàng kêu Ninh Thải Hà.
Ninh Thải Hà cúi đầu nói ta liền không quấy rầy ngươi và Nam Tiêu cô nương. Vừa nói, Ninh Thải Hà, vừa quay người, liền rời đi. Nàng thần sắc có chút thất lạc, nàng cũng không biết mình tại sao sẽ thất lạc, thậm chí, liền bước chân đều có chút nặng nề. Diệp Thần nhìn Ninh Thải Hà hình bóng, ánh mắt nhỏ tránh, nhưng không có ngăn cản. Nhưng đột nhiên gian, Diệp Thần thần sắc nhưng là chợt biến đổi, nhìn Ninh Thải Hà có chút thon nhỏ cũng không so linh lung hình bóng, ngẩn ra. Một bên Nam Tiêu Ly thấy vậy bộc phát khó chịu, nàng hung hãn đạp Diệp Thần chân một tí, hừ lạnh nói, có gì để nhìn, cũng thấy đờ ra. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần nhưng là giựt mạnh liền Ninh Thải Hà cổ tay nói, chờ một chút. Ngươi làm gì? Nam Tiêu Ly giờ phút này giống như một cái nổi giận con mèo nhỏ, tên khốn này tức chết nàng. Ninh Thải Hà cũng có chút ngây ngốc nhìn Diệp Thần nói, thế nào? Diệp Thần nhưng là thần sắc nghiêm túc nhìn Ninh Thải Hà nói, người bệnh, ta có thể vì ngươi chữa khỏi. Lời vừa nói ra, Ninh Thải Hà cùng Nam Tiêu Ly nhưng đều là sửng sốt một chút. Nam Tiêu Ly không hiểu nói, bệnh gì? Mà Ninh Thải Hà nhưng là vô cùng là khiếp sợ nói, ngươi là làm sao biết? Diệp Thần lại có thể nhìn ra nàng bệnh. Chuyện này, trừ nàng người thân ra, cùng với là nàng chữa trị qua những cái kia y đạo cường giả ra, căn bản không có người bất kỳ biết à. Cũng chính là bởi vì thuở nhỏ liền bị cái này kỳ bệnh triền thân, hôm nay nàng sợ rằng đã là ngày giờ không nhiều, mà nàng thân bởi vì giúp nàng chữa bệnh, lại là hết tâm lực, chính là vì vậy. Ninh Thải Hà mới sẽ không muốn liên lụy người khác, không hy vọng người khác không quý trọng mình sinh mạng. Nàng muốn còn sống, nhưng cũng không có cơ hội à. Có thể hiện tại, Diệp Thần lại nói có thể chữa khỏi nàng bệnh. Ninh Thải Hà mắt đẹp sáng, có thể, cũng chỉ là sáng một cái chớp mắt. Rất nhanh, nàng chính là lắc đầu nói, đa tạ ngươi ý tốt, nhưng là, bệnh ta là không thể nào chữa xong. Vực ngoại những cái kia cao cấp thầy thuốc đều không cách nào chữa khỏi nàng, Diệp Thần mặc dù là vạn cổ yêu nghiệt, thực lực sợ hãi, nhưng, lại làm sao có thể, ở trên y đạo vượt qua những cái kia thầy thuốc đâu. Như vậy cũng tốt xem, một cái cao cấp vật lộn vận động viên đồng thời lại là cao cấp nhà sinh vật học vậy, xác suất này thấp đến không cách nào tưởng tượng. Diệp Thần nhưng là vô cùng là nghiêm túc nói, người khác, có thể thật không có biện pháp chữa khỏi người bệnh, nhưng, ta không giống nhau. Thậm chí, trên cái thế giới này, chỉ có ta có thể chữa khỏi ngươi. Vừa nói, hắn buông lỏng Ninh Thải Hà cổ tay nói, cái đó mỗi tháng vì ngươi tẩy tủy đổi máu người, mặc dù có thể tạm thời áp chế ngươi bệnh tình, nhưng, đã mau đến cực hạn, tối đa, qua một năm nữa, bên trong cơ thể ngươi vật kia liền sẽ hoàn toàn bùng nổ, đến lúc đó, thần tiên cũng không cứu được ngươi. Ta là ngươi duy nhất sống sót cơ hội. Ninh Thải Hà nghe vậy, nhìn Diệp Thần ánh mắt có chút run rẩy. Diệp Thần, lại liền những thứ này cũng có thể biết. Hơn nữa, chẳng biết tại sao, mặc dù Diệp Thần có thể chữa khỏi nàng, nghe tựa như chuyện nghìn lẻ một đêm, có thể sâu trong nội tâm của nàng nhưng nguyện ý tin tưởng Diệp Thần. Trong chốc lát, Ninh Thải Hà, có chút kích động nhìn Diệp Thần nói, Diệp Thần, ngươi là nghiêm túc sao? Ai cũng muốn sống, Ninh Thải Hà cũng không ngoại lệ. Nàng sở dĩ đi tới nơi này thiên tri đỉnh cũng là muốn thử vận khí một chút. Xem có hay không cơ hội từ nơi này võ vương truyền thừa bên trong đạt được chữa bệnh phương pháp, những thứ này võ vương bên trong cũng có lấy y nhập đạo tồn tại. Diệp Thần gật đầu nói, dĩ nhiên, ta hiện tại cũng có thể trị hết ngươi, chỉ bất quá, vậy vì ngươi tẩy tủy đổi máu người ở trên mình ngươi, gieo cấm chế cực kỳ cường đại, ta nếu như cưỡng ép đem cấm chế này kích phá, rất phiền toái, hơn nữa, ngươi sẽ gặp nguy hiểm, tốt nhất là, để cho vậy người tới chỗ này, đem cấm chế này tháo ra. Sau đó, ta lại vì ngươi chữa bệnh. Có thể, đây là, Ninh Thải Hà thần sắc nhưng là có chút lộ vẻ do dự nói, tháo ra cấm chế. Nhưng mà, Diệp Thần ánh mắt chớp mắt, nhàn nhạt nói, ngươi nếu không phải tin tưởng ta, vậy dễ tính. Vừa nói, thì phải cùng Nam Tiêu Ly rời đi nơi đây, hắn cùng Ninh Thải Hà bình thủy tương phùng, không hề coi là có quá nhiều đồng thời xuất hiện, hắn sở dĩ muốn xuất thủ cứu giúp, một mặt là bởi vì Ninh Thải Hà tính cách. Để cho hắn khá là thưởng thức, mặt khác, chính là bởi vì thay Ninh Thải Hà, hóa giải vậy trong thân thể đồ, hắn cũng có thể được chỗ tốt. Bất quá, cũng không phải là nhất định, Ninh Thải Hà không muốn, vậy hắn vậy không cần phải cưỡng cầu. Mệnh, là nắm ở trên tay mình. Ninh Thải Hà nghe vậy, vội vàng nói, không phải vậy. Ta cũng không phải là không tin ngươi,
chỉ là, cấm chế này là tỷ tỷ ta thay ta chồng, mà tỷ tỷ ta người này. Tánh tình có chút cổ quái, nếu để cho nàng biết, ngươi muốn cho ta tháo ra cấm chế, nhất định sẽ rất tức giận, ta sợ ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Diệp Thần nghe vậy, mỉm cười nói, để cho tỷ tỷ ngươi tới, vì ngươi tháo ra cấm chế, những thứ khác ngươi không cần phải để ý đến. Ninh Thải Hà nghe vậy, mắt đẹp bên trong cũng là lóe lên lau một cái kiên quyết vẻ nói, được, ngươi yên tâm, bất luận phát sinh cái gì, ta cũng sẽ không để cho tỷ tỷ đối với ngươi xuất thủ. Vừa nói, nàng lấy ra một quả tựa như do thủy tinh chế tạo ốc biển, đem thần niệm rót vào trong đó, vậy ốc biển bên trên ngay tức thì chào động khởi một loại ba động kỳ dị. Nam Tiêu Ly thấy vậy ốc biển, có chút kinh ngạc nói, thiên âm thần loa. Xem ra, cô gái này lai lịch không bình thường, thiên âm thần loa nhưng mà bảo bối, cho dù là thân ở những vực khác bên trong, cũng có thể liên lạc đến đối phương, chỉ tiếc, là một lần duy nhất. Rất nhanh, thiên âm thần loa bên trong, liền vang lên một đạo có chút trầm thấp, âm lãnh thanh âm cô gái nói, Thải Hà, chuyện gì? Ninh Thải Hà hít sâu một hơi nói, tỷ tỷ, ta tìm được có thể trị hết bệnh ta người. Cái gì? Thiên âm thần loa bên trong, ngay tức thì vang lên quát to một tiếng nói, có thể trị hết người bệnh. Đùa gì thế, ngươi nói cho ta là ai? Trừ vậy mấy cái không xuất thế lão ra bên ngoài, ai dám dùng mạnh miệng như vậy hù dọa lừa gạt ngươi, bổn cô nương, nhất định phải đem hắn đầu, vặn xuống. Ninh Thải Hà nói, hắn kêu Diệp Thần. Diệp Thần, chưa nghe nói qua, Thải Hà, cái này kêu Diệp Thần tiểu tử, 100% là tên lường gạt. Còn chữa khỏi ngươi bệnh. Ha ha, hắn lấy là hắn là ai? Lấy ta thực lực, lấy đế quân tài nguyên cũng không dám nói mạnh miệng như vậy, liền hắn. Một cái liền tên chữ cũng chưa nghe nói qua tiểu tử, cũng dám miệng ra cuồng ngôn. Ngươi đừng lo lắng, tỷ tỷ bất luận trả giá cao gì, cũng sẽ ở trong vòng 1 năm tìm được chữa khỏi ngươi phương pháp.